Rất là vui vì thay mặt cho tập thể tác giả viên soạn sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 9 của bộ sách cánh diều được làm việc với các thầy các cô là giáo viên dạy môn giáo dục công dân đến từ ba tỉnh đó là Hải Dương, Quảng Trị và Quảng Ninh ạ. Và là cũng trong một buổi chiều hôm nay thì thời gian chúng ta làm việc sẽ bắt đầu từ lúc 13 giờ 30 và chúng ta sẽ kết thúc lúc 17 giờ. Và công việc của chúng ta thì các thầy cô cũng biết là tiếp nối từ cái buổi chúng ta đã nghe giới thiệu về sách giáo khoa giáo dục của lớp 9 thì hôm nay tập thể tác giả chúng tôi cũng sẽ cùng đồng hành với các thầy cô trong chặng đường thứ hai, đó là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm về sách và hướng dẫn các thầy cô về để có thể dạy học theo sách. Thế thì trong nội dung buổi chiều hôm nay thì cũng xin phép các thầy cô là chúng ta sẽ cố gắng làm thế nào đó để chúng ta đạt được hai cái mục tiêu đặt ra. Thứ nhất là chúng ta sẽ ra soát lại, hệ thống lại những vấn đề cơ bản nhất của chương trình và đặc biệt là chương trình giáo dục công dân lớp 9 để giúp cho các thầy cô hiểu một cách cụ thể hơn, rõ ràng hơn những nội dung về môn giáo dục công dân lớp 9 được quy định trong chương trình. Và trên cơ sở đó thì chúng ta hiểu được cái cấu trúc của sách cũng như là các cái bài học trong sách để chúng ta có thể thực hiện được việc học theo sách, đạt được cái yêu cầu, mục tiêu đó là thực hiện chương trình. Thứ hai, mục tiêu thứ hai nữa là trên cái cơ sở hôm nay thì sẽ hỗ trợ các thầy cô trong việc xây dựng được kế hoạch giáo dục, tức là kế hoạch dạy học môn giáo dục công dân lớp 9 và dạy được các cái bài học, các cái dạng bài học trong sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 9 theo yêu cầu của chương trình và phù hợp với điều kiện của nhà trường cũng như của địa phương. Thế thì xuất phát từ cái mục đích của buổi làm việc hôm nay thì chúng tôi dự kiến là chúng ta sẽ có hai phần nội dung chính. Thứ nhất là chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu và làm rõ thêm một số những vấn đề chung về chương trình, đặc biệt là chúng ta xoáy sâu vào những cái đặc điểm đặc trưng của chương trình môn giáo dục công dân lớp 9 để xem là nó có cái sự kế thừa như thế nào đối với chương trình của lớp 8, 6, lớp 7, lớp 8 và nó có những cái điểm gì là điểm khác hoặc là phát triển mà chúng ta cần phải lưu ý khi chúng ta thực hiện chương trình. Cũng trong phần 1 thì chúng ta cũng lại đi về nghiên cứu thêm những cái đặc trưng cơ bản cốt lõi nhất của sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 9. Mặc dù các thầy cô cũng đã có một buổi giới thiệu về sách giáo khoa, nhưng buổi giới thiệu đó thì các thầy cô cũng đã tiếp cận đến ở một cái lượng thời gian rất là ngắn. Và hơn nữa là trong quá trình chúng ta lựa chọn tìm hiểu sách thì cũng không phải là chúng ta có còn chúng ta phải vừa phải đi dạy, chúng ta phải vừa làm các công việc khác nên có những cái mà chúng ta cũng chưa hiểu thấu đáo. Thì trong phần số 1 này thì bên cạnh chúng ta tìm hiểu chương trình môn giáo dục công dân lớp 9 thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm những cái điểm cơ bản, những cái nét mới, những cái nét đặc trưng cần lưu ý đối với sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 9 để làm cơ sở cho chúng ta triển khai sang cái nội dung số 2. Ở nội dung số 2 là cùng các thầy cô chúng ta sẽ cùng trao đổi, thảo luận để bàn về làm thế nào chúng ta có thể thực hiện được chương trình môn giáo dục công dân lớp 9. Thì trong phần thứ hai này với cái mục tiêu là chúng ta có thể xây dựng được kế hoạch và chúng ta dạy được các bài học thì chúng tôi cũng dự kiến là chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu và làm rõ ba vấn đề. Thứ nhất là trong sách giáo dục công dân lớp 9 thì chúng ta có các cái dạng bài học hay còn gọi là các kiểu bài học thì chúng ta sẽ dạy các kiểu bài học đó như thế nào. Và trong một bài học thì chúng ta có cấu trúc thành các hoạt động thì với mỗi hoạt động ở chương trình lớp 9 thì chúng ta sẽ phải thực hiện và lưu ý những vấn đề gì khi chúng ta triển khai. Thì đấy là nội dung thứ nhất trong phần thực hiện chương trình. Ở nội dung thứ hai trong phần thực hiện chương trình thì sẽ cùng các thầy cô chúng ta sẽ trên cơ sở chúng ta đã từng làm đối với lớp 6, lớp 7, lớp 8 thì chúng ta sẽ xây dựng kế hoạch và dạy học của môn giáo dục công dân lớp 9 theo chương trình quy định. Chúng ta sẽ xác định xem là chúng ta có bao nhiêu chủ đề bài học trong chương trình, bao nhiêu chủ đề trong chương trình được triển khai theo sách thì sẽ thành bao nhiêu bài học và với mỗi một chủ đề bài học đó chúng ta sẽ phân phối thời lượng như thế nào, chúng ta có những điều gì chúng ta có thể linh hoạt thay đổi sáng tạo, những điều gì là chúng ta phải tuân thủ để trên cơ sở đó chúng ta dự kiến cho việc chúng ta xây dựng một kế hoạch dạy học trong một học kỳ, trong một năm bao gồm cả kế hoạch dạy học và kế hoạch kiểm tra và đánh giá. Và phần thứ ba và cũng phần xây dựng kế hoạch này thì chúng ta cũng sẽ bàn đến là vậy từ kế hoạch của chuyên môn của tổ của nhóm thì chúng ta sẽ chú trọng đến những vấn đề gì khi chúng ta xây dựng kế hoạch bài dạy của giáo viên và chúng ta có thể tham khảo một cái kế hoạch bài dạy minh họa cũng như là một cái giờ dạy minh họa để chúng ta có thể tường minh hơn cái việc mà với cấu trúc trong sách thì triển khai xây dựng kế hoạch bài dạy theo sách và dạy học.
các cái bài học đó như thế nào. Và phần thứ ba thì trong phần thực hiện chương trình tôi cũng giới thiệu sơ qua một chút về vấn đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh và đối với chương trình lớp 9 là chương trình cuối cấp cuối của giai đoạn giáo dục cơ bản thì chúng ta sẽ phải chú trọng chú ý đến những vấn đề gì. Như vậy thì với hai nội dung trên thì chúng ta sẽ cùng nhau làm việc trong một cái khoảng thời gian đó là từ 1:30 đến 17:30, tức là hơn 3 tiếng. Thế và trong quá trình làm việc thì cũng mong các thầy các cô là được tương tác cùng với lại tôi những phần nào mà báo cáo viên sẽ là người cùng các thầy cô trao đổi chia sẻ thì tôi sẽ chủ động thì những phần nào mà cũng mong các thầy cô hợp tác tương tác, ví dụ chúng ta sẽ phân tích kế hoạch bài dạy rồi chúng ta có thể đại diện cho đơn vị cho điểm cầu của mình chúng ta báo cáo hoặc chúng ta phát biểu và chúng ta đặt ra các vấn đề trao đổi giải đáp thì các thầy cô cũng chủ động. Thế và với cái cách thức tập huấn online thì các thầy cô thấy là nó cũng có những ưu điểm, đó là chúng ta sẽ hạn chế được cái việc chúng ta phải di chuyển quá là xa, chúng ta cũng hạn chế được việc là chúng ta sẽ rất là vất vả trong câu chuyện chúng ta phải đến một cái địa điểm rồi phòng ốc rồi là tập trung. Thế nhưng và tiết kiệm và nó cũng tận dụng được nhiều cái khoảng không gian. Thế nhưng mà nó lại có những cái hạn chế, đó là cái việc trao đổi trực tiếp nó sẽ không khó khăn hơn. Và đặc biệt nếu như trong quá trình trao đổi mà cái chúng ta tương tác giữa tôi là báo cáo viên là tác giả với lại các thầy cô mà chúng ta trao đổi trực tiếp mà chúng ta lại có những cái khoảng cách về mặt thời không gian thì nó sẽ có những cái là nó hiệu quả nó chưa thể cao được đúng như mong muốn. Hy vọng rằng lại sẽ có dịp thì các thầy cô sẽ trao đổi thêm hoặc có số điện thoại về của chúng tôi của tác giả thầy cô có thể thông qua các cái kênh thông tin để thầy cô có thể truyền tải. Thì đội ngũ tác giả sách giáo khoa trong công dân lớp 9 cánh diều sẽ đồng hành cùng với các thầy các cô. Thế thì phần đầu tiên thì tôi cũng xin giới thiệu sơ qua một chút về những công việc chúng ta sẽ làm trong buổi chiều. Thế và tôi cũng rất là vinh dự khi mà được đội ngũ tác giả phân công là người đầu tiên tham gia buổi tập huấn đầu tiên đối với sách giáo khoa lớp 9 với các tỉnh, cụ thể là ba tỉnh ở đây. Vì vậy thì thay mặt cho tập thể tác giả biên soạn sách giáo khoa giáo dục công dân cánh lớp 9 của bộ sách cánh diều xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới các thầy các cô là giáo viên đến từ các trường trung học cơ sở của ba tỉnh tỉnh Hải Dương, tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Quảng Trị ạ. Và cũng mong các thầy cô là trong quá trình để tôi trao đổi chia sẻ thì chỗ nào mà các thầy cô thấy chưa rõ hoặc chưa tường minh thì các thầy cô có thể hỏi ạ, bằng cách là các thầy cô có thể giơ tay hoặc các thầy cô có thể nhắn vào ô chat để trên cơ sở đó thì tôi có thể kịp thời điều chỉnh hoặc có thể trả lời giải đáp những vấn đề mà các thầy cô đang quan tâm. Không biết là phần trình bày về nội dung vừa rồi đấy thì các thầy cô có ai có thêm cái ý kiến gì hoặc cái mong muốn gì thì các thầy cô cũng có thể chia sẻ luôn ạ. Nếu không tiện bật mic thì các thầy cô có thể gõ vào ô chat ạ. Thầy cô muốn mong muốn chia sẻ gì thêm thì thầy cô cũng có thể gõ luôn vào trên ô chat này để tôi được biết là cũng có những cái định hướng trong việc triển khai đối với công việc của chúng ta trong buổi chiều hôm nay. Thế thì báo cáo với thầy cô là với cái việc triển khai với hai nội dung trên thì bây giờ xin phép các thầy cô là chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu nội dung đầu tiên. Thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu về một số vấn đề chung về chương trình sách giáo khoa của lớp 9, cụ thể là của sách được triển khai theo bộ sách của cánh diều. Thế thì trên màn hình các thầy cô cũng nhìn thấy ở phần này thì chúng ta sẽ đi vào hai vấn đề. Chương trình môn giáo dục công dân lớp 9 có những đặc điểm gì, mục tiêu được xác định như thế nào và khi chúng ta triển khai dạy học chương trình thì chúng ta sẽ có những cái định hướng như thế nào về nội dung, định hướng về phương pháp dạy học, các bậc kiểm tra và đánh giá. Đấy, và chương trình môn giáo dục công dân lớp 9 thì nó được nằm trong chương trình của môn giáo dục công dân và được xây dựng theo một cái hệ thống từ tiểu học cho đến trung học phổ thông. Thế và lớp 9 thì các thầy cô cũng biết đó là giai đoạn là cấp học cuối, lớp học cuối của cấp trung học cơ sở, cũng là lớp học cuối của giai đoạn giáo dục cơ bản. Thế là cho nên là học sinh sau khi hoàn thành chương trình lớp 9 thì sẽ có được cái hệ thống kiến thức phổ thông cơ bản, cốt lõi. Sau đó thì làm cơ sở cho các em có thể học tiếp, chuyển sang giai đoạn định hướng nghề nghiệp. Và nếu mà em nào không học tiếp nữa thì toàn bộ chương trình của cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở giúp cho các em có được kiến thức phổ thông để các em có thể đi vào cuộc sống, làm tham gia vào các ngành nghề, công việc lao động khác nhau.
Cho nên là toàn bộ các kiến thức của chương trình của phổ thông nói chung và của chương trình môn công dân nói riêng thì cũng sẽ tập trung để trang bị cho người học rất nhiều những cái tri thức để người học có thể trở thành một người công dân lao động đáp ứng các yêu cầu của công cuộc xây dựng đất nước trong điều kiện hiện nay. Thế thì về chương trình môn giáo dục công dân lớp 9 thì nằm trong chương trình được ban hành theo thông tư 32 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các thầy cô nhớ là ban hành năm 2018. Và nếu như những năm trước thì các nhà trường trung học, tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông thì sẽ cùng một lúc phải thực hiện hai chương trình. Thì cho đến năm học 2024-2025 thì chúng ta sẽ chỉ còn thực hiện có một chương trình, đó là chương trình phổ thông 2018. Và chương trình 2006 đã khép lại. Thế cho nên cái thuận của chúng ta đó là chúng ta đã có được các cái sự kế thừa trong việc triển khai thực hiện chương trình 2018 ở lớp 6, lớp 7, lớp 8 và bây giờ lớp 9 là lớp cuối cùng ở cấp trung học cơ sở. Chúng ta sẽ không còn phải xây cùng một lúc thực hiện hai chương trình nữa nên nó sẽ có sự đồng bộ, thống nhất giúp cho các thầy các cô chúng ta sẽ không phải băn khoăn, không phải nhầm lẫn giữa hai cái cách thức triển khai chương trình khác nhau. Bởi vì chương trình 2006 là chương trình và triển khai dạy học để đạt được cái mục tiêu là kiến thức kỹ năng. Còn chương trình 2009 đạt mục tiêu phẩm chất năng lực. Cho nên khi mà trong nhà trường chúng ta cùng một lúc là phải thực hiện hai chương trình, chúng ta thấy là hai cái mục tiêu nó đã khác nhau. Nên khi chúng ta định hướng từ chương trình hiện hành sang chương trình mới là cũng có những cái khó khăn. Thì năm nay sẽ thuận hơn khi chúng ta hoàn toàn thực hiện chương trình 2018 đối với cả ở 4 lớp học ở trong cấp trung học cơ sở. Thế mà trên màn hình thì các thầy cô cũng nhìn thấy là bên cạnh chương trình ấy, thì chúng tôi cũng giới thiệu là sách cuốn sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 9. Đấy và cũng là phần thứ hai trong phần một này, một số những cái điểm rất cốt lõi, rất cơ bản mà các thầy cô chú ý khi mà chúng tôi biên soạn để khi các thầy cô sử dụng sách và đặc biệt là khi các thầy cô hướng dẫn cho người học sử dụng sách thì các thầy cô thấy là chúng ta sẽ tập trung vào những cái điểm nào. Thế và hiện nay thì tôi thấy trên màn hình như là các thầy cô nào đang đang vẽ trên màn hình đấy ạ, đang vẽ bút mực trên màn hình thì các thầy cô mình thấy có cái bút mực ở trên màn hình ạ. Và cảm ơn các thầy cô. Thế thì với phần 1 này thì sẽ có hai nội dung như vậy để giới thiệu các thầy cô ạ. Bây giờ chúng ta đi vào phần thứ nhất, đó là tìm hiểu về chương trình ở môn giáo dục công dân lớp 9. Thế thì chương trình môn cơ giáo dục công dân 9 thì nó được xây dựng nằm trong cấp trung học cơ sở. Cho nên là về đặc điểm thì nó cũng mang đặc điểm chung của chương trình môn giáo dục công dân nói chung và cấp trung học cơ sở nói riêng, đặc biệt là cấp trung học cơ sở. Thì thứ nhất là về vị trí, các thầy cô thấy là ở cấp trung học cơ sở thì các môn, đây là môn học bắt buộc ở giai đoạn giáo dục cơ bản. Để cho nên ban nãy tôi nói là chính là cái giai đoạn cung cấp cho người học những cái kiến thức phổ thông cơ bản nền tảng để người học có thể là học tiếp hoặc có thể tham gia vào cuộc sống, không học tiếp nữa thì tham gia vào cuộc sống lao động. Cho nên là đây là môn học bắt buộc và cùng với các môn học khác có một cái vị trí rất là quan trọng cho nhà trường. Thế và nó quan trọng ở chỗ là các thầy cô thấy nếu chúng ta quan tâm đến vấn đề đánh giá thì vị trí các môn học cho dù là môn học nhiều tiết hay ít tiết thì chúng ta cũng thấy là cái việc đánh giá không có nhân hệ số các môn giống như trước đây mà khi đánh giá người ta cũng đánh giá điểm tất cả các môn học trung bình với tất cả môn học mà không có nhân hệ số. Thế anh đi thực hiện nhiều tiết hay ít tiết thì nó cũng đều nằm trong cái hệ số bao nhiêu môn đạt từ tỷ lệ 8 điểm trở lên thì anh đạt mức độ như thế nào, cái bao nhiêu môn đạt 9 điểm trở lên đạt thế nào, trong đó có mấy môn 8 môn hay 6 môn thì tất cả các môn học đều có cái vị trí như nhau. Thứ hai là về vị trí nữa muốn nói đến đó chính là đây là môn học mà trực tiếp giáo dục cho người học thái độ hành vi theo chuẩn mực. Các thầy cô cũng biết là trong chương trình 2018 ấy, thì các môn học sẽ hướng đến là hình thành cho người học các cái phẩm chất và các cái năng lực, đặc biệt là phẩm chất. Thì nếu như các môn học khác là sẽ gián tiếp thông qua môn học của mình để hình thành các phẩm chất thì với môn giáo dục công dân thì đây là môn học trực tiếp giáo dục cho người học có được các cái phẩm chất thái độ hành vi đó, bởi vì năm phẩm chất yêu nước nhân ái chăm chỉ trung thực và trách nhiệm đó cũng chính là năm cái nội dung của mạch giáo dục đạo đức, là một mạch mà chiếm cái tỷ trọng khá lớn trong chương trình môn giáo dục công dân ở cấp trung học cơ sở và cụ thể ở lớp 9. Cho nên là chính vì thế thì nếu các môn học khác là gián tiếp giáo dục thái độ hành vi chuẩn mực thì môn học của chúng ta là môn học trực tiếp giáo dục thái độ hành vi theo chuẩn mực, đó là hành vi đạo đức, chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực trong giáo dục pháp luật.
hình thành các kỹ năng trực tiếp trong kỹ năng sống. Đấy, thầy các cô thấy nó có một cái vai trò bị nó có một cái vị trí rất là quan trọng như vậy. Và tiếp đến là với chương trình môn giáo dục công dân lớp 9 thì cũng tiếp nối các cái mạch giáo dục nội dung của cấp cho cơ sở, trên nó cũng bao gồm có giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục pháp luật và giáo dục kinh tế, có bốn mạch giáo dục nội dung giáo dục. Và bốn mạch nội dung giáo dục này thì được xây dựng theo một cái cách tiếp cận là đồng tâm và phát triển, cho nên là tí nữa các thầy cô cũng nhìn thấy trong chương trình nó sẽ có sự phát triển theo từng mạch và theo các cái chủ đề. Để trên cơ sở đó các thầy cô thấy là khi mà chúng ta thực hiện cái việc dạy học các cái bài học trong sách ấy, thì chúng ta sẽ thấy được có những cái điểm tương đồng, điểm kế thừa theo các mạch, theo các chuẩn mực hành vi, nhưng mà nó có những cái điểm phát triển ở các mức độ cao hơn, xây trong các mối quan hệ giữa mỗi một em học sinh với lại chính bản thân em đó, ở với gia đình, với cộng đồng, xã hội, quê hương, đất nước. Thì đấy là về vị trí thì môn giáo dục công dân lớp 9 chúng ta thấy là nó chú ý đến ba cái điểm cơ bản. Thứ hai là về vai trò, thì ở đây là môn học mà giữ vai trò chủ đạo trong hình thành phát triển các phẩm chất. Đấy như tôi vừa mới nói ạ, năm phẩm chất mà chương trình quy định là tất cả các học sinh sau khi kết thúc cái giai đoạn giáo dục phổ thông thì sẽ phải hình thành phát triển năm phẩm chất đó. Thì đối với môn giáo dục công dân chúng ta thì đây chính là năm cái chuẩn mực hành vi, năm cái phẩm chất này chính là các cái giá trị mà môn học để xác định nó nằm trong nội dung của bài học đạo đức, đó chính là yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm. Và đặc biệt là đây là môn học chủ đạo trong việc điều chỉnh và rèn hành vi, cho nên là trong các cái năng lực của môn học thầy cô sẽ thấy năng lực rất cốt lõi đó là điều chỉnh hành vi và năng lực phát triển bản thân. Thầy cô sẽ thấy đây là giữ vai trò chủ đạo trong việc rèn luyện các hành vi của người học liên quan đến hành vi thuộc về thái độ phẩm chất. Cái điểm thứ ba nữa về đặc điểm của môn giáo dục công dân lớp 9 thì cũng các thầy cô cũng thấy là nó cũng giống như là lớp 6, lớp 7, lớp 8, thì nó có tính tích hợp rất là cao và nó dễ dàng lồng ghép bởi vì đây là một môn khoa học xã hội. Và môn học này thì thầy cô thấy nó liên quan đến các cái vấn đề về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong đời sống. Cho nên là bốn cái mạch nội dung trong môn học nó cũng đã có được cái sự tích hợp với nhau. Ví dụ chẳng hạn trong khi chúng ta giáo dục các cái chuẩn mực hành vi đạo đức thì những hành vi đó mà khi phát triển cái tuân thủ thì nó cũng là tích hợp với các cái nội dung, các hành vi chuẩn mực pháp luật. Ví dụ chẳng hạn là yêu thương cha mẹ, đó là chuẩn mực đạo đức. Nhưng mà con cái phải kính trọng, vâng lời thì nó lại liên quan đến cái hành vi pháp luật. Hay ví dụ như là trong các cái hành vi đạo đức hay pháp luật đấy thì nó liên quan đến các kỹ năng sống, tức là những kỹ năng để đảm bảo cho con người tồn tại trong đời sống xã hội một cách an toàn. Thế thì khi anh tuân thủ các cái anh thực hiện các quy định của các chuẩn mực đạo đức hay là anh tuân thủ quy định của pháp luật thì bản thân anh được an toàn, và khi anh vi phạm thì anh sẽ phải chịu trách nhiệm trước dư luận xã hội ở góc độ đạo đức, chịu trách nhiệm trước pháp luật ở góc độ là cái các biện pháp cưỡng chế của nước. Cho nên là nó trực tiếp cho người ta rèn luyện các cái hành vi để khi tham gia vào các cái đời sống kinh tế xã hội, người ta con người chúng ta xác định được là học sinh xác định được là những việc các em nó được làm, được quyền, có quyền chủ động làm và những cái việc mà không được làm tuân theo nghĩa vụ. Cho nên là cái tính tích hợp của môn học rất là cao giữa các cái mạch nội dung, và nó lại cũng có tích hợp với các cái vấn đề của đời sống xã hội, ví dụ chẳng hạn như là vấn đề pháp luật, vấn đề môi trường, vấn đề dân số, vấn đề việc làm, vấn đề bình đẳng giới, vân vân. Và đặc biệt là đây là môn học rất là dễ dàng lồng ghép được. Và ngoài ra thì môn giáo công dân cũng có cái mối quan hệ với nhiều lĩnh vực giáo dục khác nhau, văn học này, lịch sử này, âm nhạc, kỹ thuật. Và nhiều khi giáo viên chúng ta khi chúng ta dạy các cái bài học của môn giáo công dân ấy, chúng ta tích hợp liên kết với lại các kiến thức của môn lịch sử. Nhiều giáo viên có khi còn dạy bài công dân mang cái âm hưởng của lịch sử, âm hưởng của nghệ thuật rất là lớn, cái mối quan hệ với nhiều lĩnh vực giáo dục khác, đặc biệt là tâm lý.
trên cơ sở giáo dục công dân là giáo dục con người, cho nên xuất phát từ tâm lý người phù hợp với lứa tuổi, thì đây chính là những cái đặc điểm cơ bản của môn giáo dục công dân. Và những cái đặc điểm này là những đặc điểm nó hiển thị trong chương trình và được các tác giả sách giáo khoa biên soạn, và mong muốn rằng là khi các thầy cô chúng ta triển khai việc thực hiện chương trình dạy học các bài trong sách, chúng ta sẽ chú ý đến những cái đặc điểm, đến vai trò, đến vị trí của môn học để chúng ta có được cách thức tổ chức hoạt động dạy học phù hợp với lại đối tượng học sinh của mình. Thì đây là điểm thứ nhất mà tôi muốn cùng trao đổi, chia sẻ với các thầy cô liên quan đến vấn đề chương trình. Tiếp đến là tôi muốn nói đến vấn đề thứ hai khi chúng ta nói đến vấn đề chương trình, đó chính là mục tiêu và các yêu cầu cần đạt của chương trình môn giáo dục công dân, cụ thể lớp 9. Thế thì chương trình giáo dục phổ thông 2018 tuyên ngôn rất rõ ràng, đó là sau khi học sinh hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông thì các em sẽ phải đạt được cái mục tiêu, đó là phát triển, hình thành và phát triển 5 phẩm chất và 10 năng lực chung thông qua các cái năng lực đặc thù của môn học. Cho nên là chính vì thế thì chương trình môn giáo dục lớp 9 cũng vẫn tuân thủ cái định hướng nêu trong chương trình tổng thể. Tức là tôi dạy các cái bài học trong chương trình lớp 9, nhưng mà cái mục đích, mục tiêu hướng tới của tôi đó là phải là các năng lực của môn học được hình thành. Và thông qua năng lực môn học, tôi sẽ góp phần và hình thành các cái phẩm chất và năng lực chung mà chương trình tổng thể đã quy định. Thế cho nên chính vì thế thì chương trình giáo dục công dân lớp 9 tuân thủ các định hướng nêu trong chương trình tổng thể, và đồng thời là xuất phát từ những yêu cầu cần đạt về phẩm chất, về năng lực của học sinh lớp 9, và đặc biệt là quan tâm đến lứa tuổi học sinh lớp 9, đặc điểm của lứa tuổi học sinh lớp 9, về vấn đề tâm lý, vấn đề tâm sinh lý, vấn đề phát triển thể chất, để có thể định hướng về nội dung, về phương pháp giáo dục cũng là về kiểm tra đánh giá. Bởi vì là ở cấp trung học cơ sở thì học sinh đã có một cái giai đoạn phát triển tâm lý khá đặc biệt, chưa hẳn là người lớn nhưng không còn là trẻ con, ta gọi là cái giai đoạn dần dần hướng gương. Thế vậy thì những vấn đề đạo đức, những vấn đề pháp luật được cái đặc điểm lứa tuổi này tiếp cận đến như thế nào, khi mà cái mong muốn được hình thành, được khẳng định cái tôi của học sinh khá lớn, nhưng mà rõ ràng tất cả về mặt nhận thức, tư duy và trí tuệ cũng chưa hoàn toàn phát triển đầy đủ, thì tiếp cận đến các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở góc độ đạo đức hay góc độ pháp luật hay góc độ kỹ năng của các em, nó cũng có những cái sự thay đổi xáo trộn. Cho nên là chính vì thế là khi mà xây dựng chương trình, các tác giả xây dựng chương trình đã chú trọng đến điều này, và đội ngũ tác giả viết sách chúng tôi cũng căn cứ vào đây, chúng tôi bám sát để triển khai được xây dựng làm sao đáp ứng được cái việc là người học phải biết điều chỉnh hành vi của mình, phải biết là khi mà tôi nhìn nhận một cái hành chuẩn hành vi, tôi phải biết nhận thức đó đó là chuẩn hành vi gì, và trên cơ sở đó tôi xác định xem là tôi đã thực hiện cái chuẩn hành vi đó ra làm sao, đúng hay là chưa đúng, phù hợp hay là không phù hợp, và tôi có cái sự điều chỉnh cho phù hợp. Rồi trên cơ sở đó để mà điều chỉnh hành vi đó thì cái người học, học sinh lớp 9 này ở cái đoạn trung học cơ sở, đặc biệt là lớp 9, thì sẽ phải biết là một cái kế hoạch cho bản thân để thực hiện những cái hành vi, những cái giá trị đó một cách phù hợp đấy, thông qua cái quá trình tìm hiểu. Thì đấy chính là cái mục tiêu và cái yêu cầu cần đạt mà trong chương trình lớp 9 chú trọng đến. Thế và mục tiêu yêu cầu cần đạt này thì báo cáo các thầy các cô là đối với chương trình giáo dục công dân lớp 9, nó đã hiển thị thông qua hệ thống các cái chủ đề bài học. Ở trên này chúng tôi cũng đã thống kê để các thầy cô có thể nhìn thấy, ví dụ như năng lực điều chỉnh hành vi thì trong chương trình quy định là có ba cái năng lực thành phần. Thành phần thứ nhất đó là nhận thức chuẩn hành vi, thứ hai là nhận xét đánh giá hành vi của bản thân và của người khác, và thứ ba là điều chỉnh hành vi. Thì khi nói đến nhận thức chuẩn hành vi thì chương trình lớp 9 nó được xây dựng thiết kế để giúp cho người học nhận thức được thế nào là sống có lý tưởng, rồi là hiện nay thì thanh niên Việt Nam đang thực hiện lý tưởng sống của mình như thế nào, và việc sống có lý tưởng đem lại những cái giá trị gì cho thanh niên cũng như là cho học sinh ở lớp 9 nói riêng, rồi là nhận thức được là thế nào là khoan dung, những cái biểu hiện của khoan dung và có khách khoan dung, sự cần thiết để tham gia những cái hoạt động của cộng đồng ra làm sao. Hay ví dụ như ở năng lực nhận xét đánh giá, ở cái thành phần của năng lực điều chỉnh hành vi là năng lực là nhận xét đánh giá hành vi, thì biết đánh giá hành vi của bản thân chẳng hạn, như là có biết quản lý thời gian hay không, rồi có biết tiêu dùng một cách thông minh hay không, hay là
trước những thay đổi của cuộc sống thì là có biết thích ứng hay không. Và khi mà chúng ta có những cái hành vi thực hiện pháp luật thì chúng ta có lợi ích gì và không thực hiện có lợi ích nào, thì có thể nhận xét được hành vi của mình cũng như là hành vi của người khác. Hay là cái thành phần thứ ba của năng lực hành vi, đó là từ cái việc nhận thức được hành vi và biết nhận xét đánh giá hành vi đúng sai của bản thân người khác, thì họ sẽ biết điều chỉnh hành vi thông qua việc thực hiện cái việc làm, lời nói, thái độ cách phù hợp, thể hiện được những lòng khoan dung, sự khách quan và công bằng và tham gia tích cực vào các cái hoạt động chung của cộng đồng, của đời sống. Thì đấy chính là cái yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù được mô tả, được biểu hiện trong chương trình của công dân lớp 9. Và chính vì thế thì khi mà chúng ta thực hiện hoạt động sẽ học các bài học trong sách, chúng ta chú ý đến mục tiêu ta phải đạt được các cái yêu cầu của cái năng lực này chúng ta thực hiện. Hay là yêu cầu cần đạt về năng lực phát triển bản thân, các thầy cô thấy nó cũng được biểu hiện trong chương trình lớp 9. Hạn là người học trước khi để có thể phát triển được bản thân thì phải biết bản thân mình đang có những cái đặc điểm gì, có sở thích gì, có điểm mạnh, điểm yếu như thế nào. Và trong các mối quan hệ đó thì mình đang đứng ở đâu trong mối quan hệ. Để trên cơ sở đó thiết lập cho mình một cái kế hoạch để mà thực hiện theo kế hoạch để có thể phát triển được bản thân theo các cái chuẩn mực hành vi các quy định mà xã hội đang yêu cầu. Hay là những yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù của môn giáo công dân lớp 9 được biểu hiện trong chương trình ở cái năng lực thứ ba, đó là năng lực tìm hiểu tham gia hoạt động kinh tế xã hội. Thì với cái năng lực này thì các thầy cô thấy là đối đặc trưng của lớp 9 thì nó không được nó mô tả không được nhiều rõ ràng giống như là cấp trung học phổ thông, vì trung học phổ thông là học sinh đi vào việc tìm hiểu đời sống xã hội để có thể lựa chọn định hướng ngành nghề cho mình. Thế nhưng mà ở giai đoạn trung học cơ sở, đặc biệt lớp 9 thì cũng là giai đoạn bắt đầu chuyển hướng rồi, đã có định hướng về nghề rồi, cho nên là việc tìm hiểu các hiện tượng kinh tế xã hội hay là tham gia các hoạt động của kinh tế xã hội thì ở đây ấy, sẽ giúp cho người học có thể hiểu biết được những kiến thức phổ thông cơ bản nhất về các vấn đề như là lý tưởng, rồi như là công bằng, rồi các vấn đề liên quan đến các hiện tượng của đời sống xã hội. Đấy, và trên cơ sở đó thì có thể lựa chọn đề xuất được những cái cách thức để mình có thể tham gia để giải quyết các vấn đề thường gặp trong đời sống. Đấy, biết thảo luận, biết tranh luận, đưa ra ý kiến của mình về các vấn đề liên quan đến đạo đức, đến pháp luật, đến kinh tế của lứa tuổi, và có thể tổ chức tốt để thực hiện các cái hoạt động này. Thế đấy thì như vậy thì có thể nói là với chương trình 2018 ở chương trình lớp 9 thì mục tiêu rất rõ ràng, đó là các cái mục tiêu về phẩm chất và năng lực, và đặc biệt là những cái năng lực của môn học thì được mô tả một cách rất rõ nét và nó hiển thị thể hiện ngay trong các cái việc mà chúng ta triển khai các cái nội dung của các bài học chúng ta có thể thực hiện được. Thế và chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục công dân lớp 9 thì cũng đã tiếp tục thực hiện các cái nội dung giáo dục chủ yếu về đạo đức, về pháp luật, về kinh tế, về kỹ năng sống mà đã được xây dựng từ các lớp học dưới theo một cái mạch, đó là đồng tâm phát triển, và nó thể hiện trong 10 cái chủ đề. Đây các thầy cô nhìn thấy trên màn hình là trong chương trình đã có, chúng tôi cũng đã sờ đã chiếu lên đây để các thầy cô nhìn thấy được bốn mạch nội dung và tỷ lệ dành cho các mạch nội dung ở cấp trung học cơ sở cũng như của lớp 9 rất là rõ ràng. Ví dụ những cái nội dung liên quan đến chuẩn mực đạo đức, cụ thể là yêu nước nhân ái trong thì trung thực rất rõ ràng, rất tương đồng với lại cái phẩm chất của chúng ta phải hình thành, để chiếm cái thời lượng là 35%, và nó hiển thị ở các cái bài học của lớp 9, các cái chủ đề của lớp 9 như là sống có lý tưởng, để khoan dung, để tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, khách quan, công bằng, hòa bình, các thầy cô thấy. Và những cái chủ đề này thì nó được xây dựng theo hướng đồng tâm phát triển từ các lớp học dưới. Tôi lấy ví dụ sống có lý tưởng thì ở lớp 6 là người học tiếp cận đến là để tự hào về truyền thống của gia đình dòng họ. Lớp 7 thì quê hương, lớp 8 thì là của dân tộc. Và từ cái lòng tự hào về truyền thống được xây dựng trong các mối quan hệ gia đình, quê hương làng xóm, dân tộc Việt Nam để hình thành cái lý tưởng sống cho bản thân mình và sống vì cái lý tưởng đó. Đấy, hướng đến cái phẩm chất yêu nước cho người học. Hay là ví dụ như là ở mạch giáo dục kinh tế, giáo dục kỹ năng sống đang chiếm một cái thời lượng là 20%. Các thầy cô thấy nó được bám sát, được thể hiện ở hai cái mạch chính, đó là cái kỹ năng nhận thức và quản lý bản thân và kỹ năng tự bảo vệ. Thế thì
Kỹ năng nhận thức và quản lý bản thân thì ở lớp 9 nó được thể hiện trong cái chủ đề đó là quản lý thời gian hiệu quả. Bản thân quản lý thời gian như thế nào? Mình có một cái quỹ thời gian như thế, mình sử dụng nó, mình quản lý nó làm sao cho nó hiệu quả để có thể chúng ta có thể thực hiện được các cái công việc, các hoạt động học tập của mình. Thế thì cái chủ đề quản lý thời gian hiệu quả được xây dựng từ lớp 6 lên nhận thức bản thân, ứng phó tâm lý căng thẳng, xác định mục tiêu cá nhân. Thầy cô sẽ nhìn thấy theo một cái mạch như thế ạ. Hay là ví dụ giáo dục pháp luật thì ở cấp trung học cơ sở thì chủ yếu tập trung, nếu như giáo dục pháp luật ở chương trình 2018 thì gồm có hai cái nội dung, cái mạch nội dung đó là quyền và nghĩa vụ công dân và hệ thống chính trị. Thì với cấp trung học cơ sở thì tập trung chủ yếu vào quyền và nghĩa vụ công dân. Thì các thầy các cô cũng thấy là ở lớp 9 chúng ta có hai cái chủ đề. Đề thứ nhất là vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý, thì chủ đề này được xây dựng bắt đầu từ việc là mỗi một học sinh xác định được mình có phải là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay không, và khi là công dân thì tôi sẽ tham gia vào những cái hoạt động như là phòng chống tệ nạn, phòng tai nạn như nào đấy, và những hành vi nào là hành vi pháp luật, xây dựng theo cái mạch như thế. Các thầy cô cũng có thể hình dung được thì đây chính là những cái điểm chú ý đến trong cái phần nội dung mà của quy định trong chương trình đấy. Và các thầy cô nhìn đây thì cũng thấy được toàn cảnh toàn bộ cái chương trình của cấp trung học cơ sở với các cái chủ đề liên quan đến các mạch nội dung chính của chương trình thiết kế. Tiếp đến một điểm nữa là về tổ chức dạy học, thì khi nói đến chương trình giáo dục công dân lớp 9 thì chúng ta cũng chú ý đến cái cách thức tổ chức dạy học, tức là chúng ta dạy các bài học trong môn giáo dục công dân lớp 9 thì chúng ta phải hình thành phát triển học sinh những cái năng lực đặc thù của môn học, và thông qua đó thì góp phần phát triển các năng lực chung. Thì cô có thể nhìn thấy cái sự mô tả ở cái sơ đồ ở bên ạ. Chúng ta thấy là chúng ta có năng lực chung bao gồm 10 năng lực, là các thầy cô thấy là chúng ta vẫn nói đến như là giao tiếp hợp tác, giao tiếp và hợp tác này, tự chủ và tự học này, giải quyết vấn đề và sáng tạo, đấy là những năng lực chung cốt lõi. Và cùng các năng lực chung khác như là năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực khoa học, năng lực thể chất, năng lực thẩm mỹ, năng lực tin học, năng lực công nghệ, vân vân. Và chúng ta có năm phẩm chất chủ yếu, đó là yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. Thế và chương trình thì là đã tuyên ngôn rằng là tất cả các môn học đều phải góp phần hình thành năm phẩm chất và 10 năng lực này. Vậy góp bằng cách nào? Thì góp bằng chính việc đó là tôi phải thực hiện năng lực của môn học của tôi, và thông qua đó thì tôi sẽ phát triển được cái năng lực của chương trình. Đấy. Thế và đó là năng lực điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân, tìm hiểu. Cho nên khi tổ chức dạy học thì chúng ta phải thông qua hoạt động học sinh là trung tâm của hoạt động học, chúng ta chú trọng cái việc lựa chọn sử dụng các cái phương pháp để có thể phát triển năng lực cho học sinh, như là phương pháp dạy học khám phá, dạy học giải quyết vấn đề, dạy học dự án hợp tác để hướng đến các cái năng lực chung cũng như năng lực của môn học, và chú trọng đến việc dạy học sinh cách học, cách làm việc, cách giải quyết vấn đề trong đời sống xã hội và đời sống thực tiễn. Và về kiểm tra đánh giá thì trong chương trình cũng đã định hướng của chúng ta rất là rõ ràng. Các thầy cô cũng thấy là trên này có thể cô nhìn thấy một cái sơ đồ, tức là khi nói đến kiểm tra đánh giá thì chúng ta đánh giá cái gì. Nếu như chương trình 2006 chúng ta đánh giá kiến thức kỹ năng, thì chương trình 2018 chúng ta đánh giá năng lực. Nhưng mà đánh giá để đánh giá được năng lực thì chúng ta sẽ phải đánh giá nó dựa trên những cái chuẩn về kiến thức và kỹ năng. Cho nên là các thầy cô sẽ nhìn đây ạ, đầu vào tức là chúng ta sẽ dạy cho người học có kiến thức kỹ năng và những thuộc tính cá nhân, nhưng đầu ra thì chúng ta phải đánh giá năng lực. Cho nên là kiến thức kỹ năng và thuộc tính cá nhân, thầy cô sẽ thấy nó sẽ là những cái hoạt động được thể hiện thông qua các hoạt động, cách thức hoạt động, hiệu quả hoạt động, tức là chúng ta sẽ phải tổ chức làm sao để người học làm việc với kiến thức kỹ năng bằng những cái thuộc tính cá nhân của mình, để trên cơ sở đó để hình thành những cái năng lực mà chương trình môn học đã quy định góp vào các cái năng lực chung. Cho nên là đầu vào là kiến thức và đầu ra chúng ta sẽ là năng lực. Cho nên là khi dạy học phát triển phẩm chất và năng lực thì chúng ta không hề phủ nhận kiến thức kỹ năng, mà chúng ta sẽ phải trên cơ sở kiến thức kỹ năng để chúng ta hình thành phát triển năng lực cho người học. Cho nên là việc kiểm tra đánh giá thì phải dựa vào các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực được quy định đối với cấp trung học cơ sở, và các cái yêu cầu cần đạt về nội dung để chúng ta có thể thực hiện đánh giá cái sự tiến bộ của người học gắn với các cái chủ đề, các cái bài học cụ thể, và đánh giá về việc hoàn thành chương trình môn học theo từng từng giai đoạn. Thì đấy là những cái định hướng về kiểm tra đánh giá mà cũng lưu ý.
với lại quý thầy, quý cô. Và một điểm nữa trong chương trình thì các thầy cô cũng thấy là khi chúng ta nói đến kiểm tra và đánh giá năng lực của người học thì chúng ta không hề phủ nhận việc đánh giá kiến thức kỹ năng, hay nói một cách khác là chúng ta đánh giá năng lực về bản chất, đó chính là chúng ta đánh giá kiến thức kỹ năng trong bối cảnh, và bối cảnh đó chính là những cái môi trường, những cái điều kiện để người học thực hiện các cái hoạt động bằng cách riêng có của mình mang lại hiệu quả. Như vậy thì thông qua những hoạt động đó chúng ta có thể đánh giá được người học đã có kiến thức kỹ năng gì và khả năng vận dụng kiến thức kỹ năng vào trong việc thực hiện các hoạt động đó, chính là năng lực. Thì đấy là những cái điểm cơ bản về chương trình của môn giáo dục công dân lớp 9 được chúng tôi nhắc lại, trao đổi với thầy cô ở trên cơ sở những cái điểm cơ bản chương trình môn giáo dục công dân ở cấp trung cơ sở. Phần thứ hai trong nội dung này thì cũng xin giới thiệu các thầy cô, đó chính là chúng ta sẽ tìm hiểu sang đến sách giáo khoa đến công dân lớp 9. Trên này nó hiển thị cái gì không? Về sách giáo khoa đối với lớp 9 thì xin giới thiệu với các thầy các cô. Trước hết tôi muốn nói đến tập thể tác giả biên soạn sách. Thì một trong những cái điểm nổi bật nhất của sách Ngũ sắc cánh diều đó là đã quy tụ được đội ngũ tác giả rất có uy tín. Phần lớn là các thầy cô đều tham gia làm chương trình, cho nên là hiểu được chương trình, hiểu được cái đứa con tinh thần mình xây dựng, nên là khi biên soạn sách rất thuận lợi. Thế còn đối với sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 9 của Bộ sách cánh diều thì do tập thể tác giả là những nhà khoa học, nhà giáo giàu kinh nghiệm, có uy tín và tâm huyết trong lĩnh vực giáo dục. Tập thể tác giả chúng tôi là các cái giảng viên đến từ các trường đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Thế và trên màn hình các thầy cô đang thấy hiển thị đó chính là tổng chủ biên của sách giáo khoa giáo dục công dân Bộ sách cánh diều. Cô là tổng chủ biên từ sách lớp 1 đến lớp 12, cho nên là có một cái nhìn xuyên suốt toàn bộ chương trình. Ở trên cơ sở đó, khi mà xây dựng sách thể hiện được rõ được cái tính đồng tâm, tính phát triển của bộ sách. Và cùng với cô phó sư tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Lộc, là phó sư tiến sĩ Phạm Việt Thắng, là chủ biên của sách giáo dục công dân ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, và cụ thể là ở cấp trung học cơ sở. Và các thầy cô thấy là cô phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Lộc thì đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội, và phó sư tiến sĩ Phạm Việt Thắng chủ biên thì thầy đang công tác tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, là khoa giáo dục trưởng khoa lý luận chính trị giáo dục công dân, là đơn vị đào tạo giáo viên dạy giáo dục công dân cho cả nước. Thầy cô cũng thấy đây là thế, và cùng với cô chủ biên và thầy cô tổng chủ biên và thầy chủ biên thì tập thể tác giả biên soạn sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 9 cũng là những thầy cô đã tham gia biên soạn sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 6, lớp 7, lớp 8. Thầy cô nhìn thấy thì cô tiến sĩ Mai Thu Trang đến từ trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Cô nguyên là trưởng khoa giáo dục chính trị của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Trần Văn Thắng, chuyên gia về pháp luật và có kinh nghiệm nhiều năm trong việc biên soạn sách giáo khoa. Thầy cũng là tác giả của sách giáo khoa giáo dục công dân theo chương trình 2006, và tiếp nối thầy đã biên soạn sách của chương trình 2018. Thầy là tiến sĩ luật tốt nghiệp ở nước ngoài, cho nên thầy rất có kinh nghiệm trong việc biên soạn sách cũng như đặc biệt là về mặt kiến thức chuyên môn. Hay là tiến sĩ Hoàng Thị Thinh, là chuyên ngành kinh tế và giáo viên chuyên gia về kinh tế, lĩnh vực kinh tế. Cô Hoàng Thị Thuận, chuyên gia lĩnh vực giáo dục pháp luật. Cô Bùi Xuân Anh, chuyên gia ở lĩnh vực giáo dục kỹ năng sống, và tôi là Dạ Thúy Nga thì ở lĩnh vực đạo đức, kỹ năng sống, pháp luật, và đặc biệt là ở góc độ phương pháp của dạy học. Cho nên là bộ sách được biên soạn tập thể tác giả là những nhà giáo vừa có kiến thức chuyên môn nhưng đồng thời lại rất am hiểu về phương pháp dạy học phổ thông, cho nên là cách thức thiết kế các hoạt động
Mình triển khai các hoạt động chống sách giáo dục ở giáo khoa giáo dục công dân cánh diều cũng khá được thiết kế khá rõ từng mình. Thì với chương trình các chương trình lớp khác thì chúng tôi giới thiệu tác giả không được sâu như này đâu, nhưng hôm nay tôi cũng giới thiệu với các thầy cô ở ba tỉnh tác giả là tập thể hoàn toàn có uy tín và các thầy cô hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng của sách cũng như là những nội dung được thiết kế trong sách giáo khoa. Đối với sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 9 của bộ sách cánh diều thì cũng giống như sách giáo khoa là theo cái quy định của bộ có một cái mối quan hệ với lại chương trình giáo dục phổ thông chương trình đặc biệt chương trình môn học, và cái mối quan hệ này nó rất là mật thiết và nó được mô tả rằng là sách giáo khoa là tài liệu chính và là tài liệu quan trọng nhất của giáo viên cũng như là của học sinh. Giáo viên sẽ sử dụng sách giáo khoa để dạy và học sinh sẽ sử dụng sách giáo khoa để học trong nhà trường. Thế thì các thầy cô cũng biết là chương trình 2018 tuyên ngôn rất là rõ ràng, chương trình là pháp lệnh. Mọi cái việc dạy học, tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá thì đều phải tuân thủ các quy định của chương trình. Thế và sách giáo khoa là tài liệu để dạy học và tài liệu này là tài liệu được cụ thể hóa từ chương trình. Cho nên là đây chính là công cụ, là cái phương tiện làm việc thiết yếu quan trọng nhất của các thầy các cô trong nhà trường. Và sách giáo khoa được xác định là một tài liệu đặc biệt vì đã được hội đồng thẩm định một cách rất là ngặt nghèo và phê duyệt thì chúng tôi mới được thì các thầy cô mới mới sử dụng, mới lựa chọn sách. Nên chính vì thế thì sách giáo khoa có mối quan hệ đó là cụ thể hóa các cái nội dung của chương trình. Đấy, và chính vì thế đây là cái phương tiện mà cụ thể hóa chương trình từ mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung phương pháp và các quy định trong chương trình giáo dục phổ thông. Cho nên khi các thầy cô thực hiện dạy học theo sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 9 của sách cánh diều thì hoàn toàn các thầy cô yên tâm là chúng ta đang thực hiện chương trình một cách hiệu quả. Bởi vì những gì được thiết kế viết trong sách giáo khoa cũng chính là những nội dung mà chương trình đã quy định, và cái này thì đã được hội đồng thẩm định, biên soạn và phê duyệt. Một số thông tin chung về sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 9 thì cũng xin phép là được giới thiệu với lại quý thầy cô. Thứ nhất là sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 9 của bộ sách cánh diều thì đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông tại quyết định số 4338 QĐ BGDT ngày 18 tháng 12 năm 2023, và có thể nói là có thể tự hào nói với các thầy cô ở ba tỉnh thành rằng là sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 9 của bộ sách cánh diều là bộ sách đầu tiên được hội đồng thẩm định thông qua. Đấy là bộ sách duy nhất đầu tiên được hội đồng thẩm định thông qua lần đầu tiên ạ. Tức là khi mà thẩm định lần đầu thì đây là bộ sách duy nhất được thông qua, cùng với lại là bộ sách được thông qua đầu tiên ấy. Ngoài ra có những bộ sách khác thì phải đến thẩm định vòng lần thứ hai, lần thứ ba thì mới qua được. Nhưng mà lần đầu tiên thì sách giáo dục công dân lớp 9 của bộ sách cánh diều là một trong hai bộ sách là được bộ trưởng được thẩm định và thông qua vòng thẩm định đầu tiên. Thì báo cáo với các thầy cô là cho thấy rằng là chất lượng của sách đã được hội đồng thẩm định khẳng định và chứng tỏ đó là cái bộ sách có chất lượng, có uy tín. Những thông tin chung thì các thầy cô cũng đã thấy rồi, nghĩa là mục đích của biên soạn sách là chính là cung cấp cho học sinh một tài liệu học tập chính thức thiết yếu và giúp cho giáo viên có tài liệu để tổ chức các hoạt động dạy học cho học sinh. Thứ hai là học sinh sử dụng sách thì học sinh lớp 9 và giáo viên dạy môn giáo dục công dân ở các trường trung học cơ sở. Các đội ngũ cán bộ quản lý, cha mẹ học sinh có thể sử dụng sách để có thể hướng dẫn con học các bài học tại nhà. Về phạm vi sử dụng sách thì sách có thể sử dụng được cả trên lớp, ở cả các hoạt động thực hành, vận dụng ngoài giờ lên lớp. Đặc biệt các thầy cô cũng thấy là có những nhiều nội dung sách là người học có thể là học tự học theo sách được ạ. Học theo sách rất thuận lợi và rất dễ dàng. Thế và sách thì gồm có 67 trang in trên khổ sách 19.26,5 cm in màu rất là đẹp mắt. Thầy cô nhìn thấy sách thì mở ra thì cô thấy nó sẽ khác hẳn với lại sách của chị 2006. Và bộ sách này thì do tập thể đội ngũ họa sĩ biên tập viên rất là không chỉ có trách nhiệm nữa mà có chuyên môn cao, thiết kế biên soạn. Tổ chức biên soạn thì sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 9 được biên soạn bởi nhà xuất bản Đại học Sư phạm Huế ở Đại học Huế và công ty cổ phần đầu tư xuất bản thiết bị giáo dục
Việt Nam, gọi tắt là TPEP, biên soạn. Thì đấy là một số thông tin chung. Tôi cũng muốn nói sâu thêm, bởi vì là trong cái phần giới thiệu sách cách đây hơn một tháng trước thì chúng tôi thời gian ngắn 20 phút thì chỉ có thể nói qua, nói kỹ để các thầy cô hoàn toàn có thể tin tưởng, và tập thể tác giả tin tưởng chất lượng của sách khi đây là một trong hai bộ sách là được thông qua vòng đầu tiên, thở được thẩm định thông qua vòng đầu tiên, những cái thông tin chung cơ bản như vậy. Một điểm nữa liên quan đến sách thì tôi cũng nói qua một chút về cấu trúc sách. Sách thì gồm có lời nói đầu, thế và sau đó thì đến phần hướng dẫn sử dụng sách. Trong phần hướng dẫn sử dụng sách thì các thầy cô cũng đã nhìn thấy các cái icon, các cái logo tương ứng với các cái hoạt động trong sách. Nhìn vào phần hướng dẫn sách, các thầy cô cũng thấy là đây là sách được thiết kế theo hướng hoạt động, và ở mỗi hoạt động thì tùy theo đặc trưng của từng hoạt động cho phần hướng dẫn đã giúp cho các thầy các cô có cái định hướng, là ví dụ với hoạt động mở đầu thì nó là hoạt động như thế nào, và khi thiết kế thì chúng ta cần phải chú ý đến những cái đặc trưng và những yêu cầu nào. Và sách thì sau khi sau phần hướng dẫn sách là hệ thống các cái bài học được biên soạn, viết, được thiết kế từ các cái chủ đề trong chương trình, và sau sách đó là bảng thuật ngữ, giới thiệu thuật ngữ. Và đây các thầy cô cũng nhìn thấy là sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 9 sách kính gì không? Gồm có tổng số là các cái bài học nhìn hiện thị lên cấu trúc sách của chúng tôi thiết kế là để dạng trong 6-7 trang. Và cấu trúc của mỗi bài học trong sách thì cũng báo các thầy cô, thì sau tên bài hoặc là tên thì là yêu cầu cần đạt, phần mở đầu, khám phá, luyện tập và tận dụng. Thế và phần tên bài thì gồm có các số thứ tự và tên chủ đề viết theo đúng chương trình, phần yêu cầu cần đạt thì viết theo đúng chương trình của môn lớp 9. Phần mở đầu thì nêu nhiệm vụ, tính học tập. Phần khám phá thì các thầy cô thấy là nó có những cái nội dung cốt lõi bao gồm kênh chữ, kênh hình để giúp người học có thể chiếm lĩnh được kiến thức. Phần luyện tập thì đó là các cái câu hỏi bài tập thể hiện như vậy cấu trúc của mỗi một cuốn sách giáo khoa, thì nó được thiết kế theo hướng hoạt động và tiếp cận đến cái năng lực học sinh, tiếp cận đến việc tổ chức chuỗi hoạt động học bao gồm bốn hoạt động chính và gắn lý thuyết với thực hành, đa dạng phương pháp dạy học và kết hợp giữa hoạt động dạy học như là hoạt động kiểm tra và đánh giá. Thì đấy là cấu trúc của sách. Ở đây tôi có thể giới thiệu với các thầy cô một trang sách được tôi chụp lại và gửi lên màn hình để các thầy cô nhìn thấy là đấy. Đầu tiên là tên bài, bài số 9 ấy. Tên bài cũng chính là, và các thầy cô thấy là tên bài rất là rõ, đó là vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Xong đấy có thể là đến cái yêu cầu cần đạt được thiết kế là từ đúng, đúng như chương trình. Rồi đến phần mở đầu, phần khám phá, phần luyện tập, vận dụng. Và các thầy cô thấy là các kênh chữ, kênh hình được thiết kế với các cái màu sắc sắc phù hợp. Đặc biệt là trong mỗi một hoạt động thì đều được thiết kế theo cái hướng là để giúp cho giáo viên và học sinh đều định hướng được luôn là hoạt động đấy tôi sẽ thiết kế theo cách thức tổ chức như thế nào, với những cái phương pháp nào là phù hợp. Rồi hệ thống câu hỏi trong mỗi một cái hoạt động đó cũng lại hướng đến cho người học cũng như là thầy cô những cái gợi ý để có thể là xác định vấn đề, hay là những câu hỏi để có thể xác định cho người học tìm kiếm chiếm lĩnh tri thức, và những câu hỏi để người học có thể hệ thống kiến thức hoặc là luyện tập các kỹ năng và vận dụng kiến thức đấy trong đời sống. Cho nên có thể nói là cấu trúc của sách thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên có thể thiết kế các hoạt động dạy học và tạo điều kiện cho học sinh được rèn luyện các kỹ năng như là quan sát, tranh hình, rồi là so sánh, thảo luận khi mà đọc các cái thông tin, xử lý các cái tình huống, hoặc là vận dụng những kiến thức kỹ năng đã học vào trong thực tiễn cuộc sống thông qua hệ thống các cái bài tập, các yêu cầu của luyện tập và vận dụng. Thì có thể đây là một cái cấu trúc sách mà khi biên soạn thì tập thể tác giả chúng tôi cũng đã rất chú trọng để làm sao cái tinh thần của bộ sách được xuyên suốt, đó là đưa cuộc sống vào trong mỗi một bài học và đưa bài học vào trong cuộc sống, cái tinh thần xuyên suốt, cái tư tưởng chỉ đạo bộ sách để cuộc sống và bài học.
đưa vào đời sống. Có thể cô đấy cho là ngữ liệu trong sách thì được lấy từ đời sống, mang hơi thở cuộc sống. Và khi người học được nhúng, được thấm, được thực hiện, được rèn luyện, biết cách vận dụng thì những vấn đề được học đó lại được áp dụng trong đời sống để phục vụ cho mỗi một cá nhân học sinh cũng như là cho gia đình, cho cộng đồng, đất nước. Đấy là cấu trúc trong sách mà khi biên soạn chúng tôi đã thiết kế để thầy cô có thể chú trọng, chú ý quan sát được để chúng ta thực hiện theo sách. Về học liệu, ở ngoài cùng ngoài sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 9 ra thì bộ sách của chúng tôi có các cái học liệu để mà hỗ trợ. Thầy cô có thể nhìn lên là hỗ trợ, chúng tôi có thể gọi là một cái miền sinh thái để sách ấy, rất là tốt. Tôi có sách giáo khoa bản giấy, chúng tôi đã có hiển thị thành bản sách giáo khoa điện tử. Thầy cô ngồi ở đâu không cần phải mang bản giấy, nếu không mang chúng ta vẫn có sách giáo khoa điện tử để học, học sinh cũng sách giáo khoa điện tử để học, mở vào 10.vn là không thấy có sách ạ. Rồi ngoài sách giáo khoa ra thì chúng tôi có sách giáo viên để hướng dẫn cho các thầy cô trong quá trình chúng ta triển khai các hoạt động trong sách. Biên soạn của sách giáo viên cũng được thiết kế từ mục tiêu đến học liệu cho đến tiến trình học, bám sát các hoạt động trong sách giáo khoa đã thiết kế. Rồi chúng ta cũng có sách bài tập giáo dục công dân lớp 9, xây dựng hệ thống bài tập để người học, là ngoài những cái bài tập trong từng bài học trong sách thì chúng tôi có hệ thống bài tập được thiết kế theo các cái chủ đề của chương trình gắn với các bài học trong sách để người học hoàn toàn có thể mở rộng thêm, hiểu biết thêm. Đấy, sách bài tập này rất là đa dạng, rất là phong phú về các dạng câu hỏi các thiết kế cho học sinh có thể học tập mở rộng, và giáo viên có thể biên soạn được thêm các cái đề kiểm tra cho người học. Rồi và đây các thầy cô có thể nhìn thấy là toàn bộ cái sinh thái của bộ sách hay còn gọi là cái hệ thống học liệu hỗ trợ được thiết kế trên trang học 10.vn. Thầy cô đấy, 10.com, 10.vn, các thầy cô sẽ nhìn thấy đấy, đấy, trên kênh của 10.vn. Các thầy cô sẽ nhìn thấy là tôi cũng đã chụp lại, các thầy cô có nhìn thấy giáo dục lớp 9 đấy. Tôi có sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập. Tôi có các cái đi có video của tiết dạy minh họa, một bài học trong sách, các thầy cô cũng có thể vào đấy xem, tí nữa chúng ta sẽ xem tiếp để chúng ta có thể hình dung định hướng. Rồi chúng tôi cũng có những cái học liệu khác, slide giới thiệu chương trình, rồi tài liệu tập huấn mà hôm nay các thầy cô tập huấn đây thì trên tài liệu tập huấn đã có trên hệ thống học 10.vn. Ngoài ra thì còn có các cái video để gắn với một số bài học được thiết kế, được những cái phương tiện thiết bị dạy học được thiết kế theo cái danh mục tài liệu tối thiểu và bộ đã quy định đối với các cái bộ sách, các cái bài học trong sách theo chương trình. Và ngoài ra thì nhà xuất bản công ty cũng đã xây dựng rất nhiều những cái học liệu hỗ trợ trên cái nền tảng này. Thầy cô hoàn toàn có thể vào link để chúng ta tìm hiểu, ta có thể sử dụng nó và cũng hướng dẫn cho học sinh có thể sử dụng nó để có thể tham gia tập. Đấy là những cái điểm mà tôi cũng muốn lưu ý trong sách. Và học 10.vn là một trong những cái mềm miền cái trang web để thầy cô có thể sử dụng được cái hệ thống tài nguyên này đa dạng, rất là phong phú, có giá trị. Đấy, chính là cái phần mà tôi muốn giới thiệu sách giáo khoa. Như vậy thì trong phần đầu tiên giới thiệu về chương trình về sách giáo khoa, để các thầy cô cũng thấy rằng là đối với chương trình lớp 9 thì chúng ta sẽ tập trung vào đấy, phát triển phẩm chất năng lực, tiếp tục phát triển, hình thành phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh theo những quy định của chương trình. Và sách giáo khoa được biên soạn thì cũng kế thừa tiếp nối việc biên soạn sách của các cấp học dưới và thể hiện rõ đặc trưng của cái lớp học ở giai đoạn cuối cấp trung học cơ sở, là giai đoạn mà sẽ chuẩn bị cho học sinh chuyển hướng, sẽ rất quan trọng cho việc chuyển hướng. Các con sẽ học tiếp lên trung học phổ thông hay các con sẽ tham gia vào các cái hoạt động xã hội, đi làm hoặc học ở các cái môi trường, các cái cơ sở giáo dục khác. Thì đấy chính là điểm mà tôi muốn giới thiệu phần đầu tiên. Thì không biết là trong phần số 1 này thì về phía các thầy các cô là giáo viên ở ba tỉnh thành, các thầy cô thấy còn có vấn đề nào về chương trình, về sách của lớp 9 mà trong phần trao đổi vừa rồi
để tôi đề cập đến, nhưng mà các thầy cô thấy nó cũng chưa được rõ, chưa chứng minh, và thầy cô còn có băn khoăn thắc mắc gì thì cũng mong các thầy cô chúng ta có ý kiến. Đấy, theo hai cái phương thức, một là các thầy cô có thể sử dụng biểu tượng giơ tay ở trên phòng Zoom để phát biểu luôn, hỏi luôn trực tiếp á. Tôi sẵn lòng ghi lại và sẽ giải đáp, cái gì giải đáp được luôn thì sẽ giải đáp luôn, và cái gì mà có tính chưa giải đáp được ở góc độ đó là chính sách chủ trương đường lối của Đảng Nhà nước của Bộ thì tôi sẽ có thể tìm hiểu để hỗ trợ thầy các cô. Thứ hai là đối với sách lớp 9 thì các thầy cô cũng đã được nghe thông qua giới thiệu, đã được tìm hiểu trên các kênh thông tin và đã được tham gia lựa chọn sách. Các thầy cô còn vấn đề gì mà các thầy cô nó chưa rõ chưa hiểu, các thầy cô cũng có thể hỏi. Để phương thức thứ nhất là hỏi trực tiếp thì thầy cô giơ tay. Thứ hai là các thầy cô nếu mà cái việc mà kết nối không thuận tiện, thầy cô có thể hỏi bằng cách là chúng ta sẽ ghi trên ô chat, ghi lại trên ô chat ạ. Vâng, những câu hỏi của mình liên quan đến phần thứ nhất đó là những vấn đề chung về chương trình, về sách giáo khoa giáo dục lớp 9 ạ. Như vậy thì phần trao đổi vừa rồi thì mới mong muốn là thầy cô hiểu thêm, hiểu rõ, được tường minh hơn chương trình lớp 9 và sách lớp 9 để làm cơ sở cho chúng ta chuyển sang nội dung thứ hai. Thế và tôi cũng để dành ra khoảng tầm 3 đến 5 phút để các thầy cô suy nghĩ một chút, và nếu thầy cô có câu hỏi thì cô có thể viết vào ô chat. Còn nếu thầy cô tạm thời chưa hỏi gì thêm thì thầy cô cũng gõ vào ô chat giúp ạ. Là nhất trí và không không hỏi thêm gì thì tôi xin phép là chuyển sang phần thứ hai ạ. Xin mời các thầy cô đi ạ. Mà rồi tôi cảm ơn ạ, tôi đã nhìn thấy các thầy cô ở Quảng Ninh đã đều là nhất trí với phần mà tôi vừa trao đổi vừa rồi. Đấy. Bây giờ thì nhất trí đấy ạ, tí nữa mà nếu có chỗ nào chưa nhất trí thì thầy cô cứ cứ viết vào ô chat ạ. Vâng ạ, và cảm ơn thầy cô ạ. Thế xin phép thì tôi sẽ được chuyển sang cái phần thứ hai ạ. Nếu thầy cô đã nhất trí phần này thì tôi xin phép được chuyển sang phần thứ hai trong cái đợt buổi tập huấn này, đấy chính là coi là phần trọng tâm có tính chất cốt lõi, đó là hướng dẫn các thầy cô thực hiện chương trình giáo dục công dân lớp 9 ạ. Và phần hướng dẫn ạ, đây là chỉ dám dùng từ hướng dẫn thôi ạ. Trong phần hướng dẫn này thì đầu tiên là hướng dẫn dạy học theo các cái bài học trong sách ạ. Thứ hai là gợi ý cho các thầy cô trong việc xây dựng kế hoạch ạ. Và thứ ba là một số những cái định hướng để kiểm tra và đánh giá. Thì là ba phần mà cũng muốn chia sẻ với thầy cô ở nội dung số 2. Thế và phần này thì cũng rất là mong các thầy cô sẽ có nhiều ý kiến để hỏi thêm, tương tác thêm khi mà chúng ta tập trung vào làm việc ạ. Vâng. Thế vậy thứ nhất là liên quan đến với hướng dẫn thực hiện chương trình của giáo dục công dân lớp 9 thì thầy cô nhìn thấy là phần 1 thì tôi sẽ đi vào phần hướng dẫn dạy học các bài học trong sách của công dân lớp 9 ạ. Vâng. Trước hết thì cũng giống như là sách lớp 6, lớp 7, lớp 8 thì sách giáo dục công dân 9 thì gồm có 4 kiểu bài học tương ứng với 4 mạch nội dung giáo dục được quy định trong chương trình. Đó là kiểu bài học thứ nhất, đó là bài học về đạo đức, giáo dục đạo đức. Kiểu thứ hai đó là kiểu bài học về giáo dục kỹ năng sống. Kiểu bài học thứ ba đó là kiểu bài học về giáo dục kinh tế. Và kiểu bài học thứ tư đó là kiểu bài học về giáo dục pháp luật. Và các tác giả thì khi viết sách giáo khoa thì xuất phát từ căn cứ vào các yêu cầu cần đạt, đã cụ thể hóa để thiết kế về nội dung trong từng hoạt động, trong từng hoạt động học. Do đó thì tuy các cái bài học là nó có thể giống nhau về cấu trúc, cũng có tên bài, có yêu cầu cần đạt, cũng có bốn hoạt động như là mở đầu, rồi khám phá, rồi luyện tập, rồi vận dụng, và đều hướng đến để mà phát triển những cái năng lực của học sinh mà chương trình đã quy định, như là điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân, tìm hiểu các hoạt động kinh tế xã hội.
Thế nhưng mà mỗi kiểu bài học thì lại có cái cách tiếp cận và cách dạy học đặc trưng. Ví dụ khi dạy học bài học đạo đức thì nó có đặc trưng riêng, thì nó không thể giống như dạy bài pháp luật được. Nếu thầy cô dạy bài đạo đức mà chúng ta như dạy luật thì lại không đúng ạ. Hay có nhiều thầy cô dạy bài pháp luật nhưng mà như dạy bài đạo đức. Rồi lấy ví dụ như là tôi nhớ là ở lớp 8 này có bài này quyền và nghĩa vụ, ở lớp 7 ạ, quyền và nghĩa vụ công dân trong hôn nhân gia đình là bài pháp luật. Thế nhưng mà khi giáo viên dạy bài đó thì như dạy một bài đạo đức chủ yếu liên quan đến các cái hành vi đạo đức, trong khi dạy pháp luật nó có đặc trưng. Hay ví dụ dạy một bài kỹ năng thì nó cũng có đặc trưng của bài kỹ năng. Cho nên có thể nói là tuy rằng các bài học trong sách giống nhau về cấu trúc và đều hướng đến phát triển năng lực học sinh, nhưng mỗi kiểu bài học thì cách tiếp cận khi thiết kế hoạt động trong sách đã khác. Và vì vậy thì cách dạy học cũng không giống nhau và nó có các cái đặc trưng riêng của nó. Nên dạy học mà không mà xác định dạy bài đạo đức cũng giống như dạy bài pháp luật, giống như dạy bài kinh tế, giống như là dạy một cái bài kỹ năng thì tức là các thầy cô đang làm chưa đúng chương trình và sẽ không mang lại hiệu quả trong việc giáo dục về ý thức chuẩn mực hành vi cũng như trong việc thực hiện. Thế cho nên các thầy cô rất chú ý, cho nên là chúng tôi rất chú trọng đến cái việc mà hướng dẫn làm sao và các cái dạng bài này chỉ ra từng đặc trưng thầy cô có thể chú ý đến ạ. Ví dụ khi mà nhìn vào đây nhìn các thầy cô có thể quan sát trên màn hình thì các cái kiểu bài học mà tôi vừa nói ạ, và trong chương trình thì có bốn có cách có 10 chủ đề và được xây dựng căn cứ vào các cái mạch này, và từ đó trong sách nội dung công năng chín chúng tôi cũng thiết kế thành 10 bài học ạ. Đấy, có 5 bài học là thuộc kiểu giáo dục đạo đức, bài 1, bài 2, bài 3 và bài 5. Các thầy cô có thể nhìn trên màn hình ạ. Sống có lý tưởng, khoan dung, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, khách quan công bằng của đội. Rồi các bài học về giáo dục kỹ năng sống thì gồm có 2 bài, đó là quản lý thời gian hiệu quả bảo rồi thích ứng với sự thay đổi, và bài kinh tế là tiêu dùng thông minh, và pháp luật cũng có 2 bài, đó là bài 9 và bài 10. Như vậy thì ta không thể dạy bài là sống có lý tưởng giống như là dạy bài vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý được. Ta cũng không thể dạy bài bảo vệ hòa bình giống như là bài cái quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế được. Và ta cũng không thể dạy bài tích cực tham gia hoạt động cộng đồng giống như là bài thích ứng sự thay đổi và quản lý tiền được. Bởi vì mỗi một cái dạng bài này nó đều có cái đặc trưng, nó không giống nhau. Cho nên là các thầy cô khi mà thực hiện dạy các sách thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ xác định xem bài ta dạy nó thuộc dạng bài nào để chúng ta có được cái cách thức tổ chức dạy học, lựa chọn phương pháp và nhấn mạnh đến những nội dung, phương pháp, những cách thức như thế nào cho phù hợp. Đấy, các thầy cô sẽ nhìn thấy ạ. Với các bài giáo dục đạo đức ở trong sách từ bài 1 đến bài số 5, các thầy cô thấy ạ, thì đặc trưng của các bài học giáo dục đạo đức đó là phải thể hiện được các cái giá trị đạo đức và là những giá trị cốt lõi để thực hiện. Cho nên khi mà các cái giá trị đạo đức như là yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm này thì đã được tác giả xây dựng thành các cái hoạt động học, và việc dạy học nó thì các thầy cô chú trọng khai thác những câu chuyện, thông tin, những tình huống thực tiễn tiêu biểu, điển hình để giúp cho người học có được các cái giá trị đạo đức thông qua bài học của mình. Các thầy cô nhìn thấy trên màn hình ví dụ như là bài mở đầu lý tưởng sống của sống có lý tưởng, các thầy cô nhìn thấy hoạt động mở đầu được chúng tôi sách được sách thiết kế đó là xuất phát từ hai người anh hùng của dân tộc có lý tưởng và sống vì lý tưởng của mình để người học nhận diện, xác định được những cái giá trị đạo đức bước đầu. Hay là đến cái hoạt động như là hoạt động khám phá thì xuất phát từ một câu chuyện trong lịch sử để mà xác định được là cái hành vi đạo đức như thế nào trong bài khách quan công bằng. Hay là ví dụ các trường hợp, các điển hình cho là khi dạy các bài đạo đức thì thông tin, câu chuyện, thực tiễn tiêu biểu gần gũi với học sinh để người học có thể thiết kế được. Cho nên khi dạy các bài đạo đức thì sách giáo khoa cho công dân lớp 9 chúng tôi đã biên soạn tiếp cận đến các câu chuyện thông tin về đạo đức, các cái tình huống tiêu biểu biểu hiện về các hành vi đạo đức cụ thể trong đời sống. Cho nên là ngữ liệu thì phong phú và giúp cho người học
có thể tiếp cận được đến cái giá trị đức này. Ví dụ như là các thầy cô có thể nhìn thấy trong bài Khoan Dung chẳng hạn. Khoan Dung là với khám phá, khi khám phá về khái niệm biểu hiện của chị Khoan Dung, thì cô thấy là thông tin lấy từ bài Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi, hay là thông tin thì lấy từ Tuyên ngôn Độc Lập. Thì cô thấy là những cái văn kiện, những cái thông tin lịch sử rất là quan trọng để mà xây dựng câu hỏi. Chẳng hạn là em hãy nêu những việc làm của nhân dân ta trong những thông tin trên và ý nghĩa của những cái việc làm đó. Xác định được biểu hiện khoan dung trong những cái hành động của các cái chủ thể xuất hiện trong thông tin, để những cái hành động khoan dung của nhân dân ta trong thông tin trên. Cho nên là trong quá trình khai thác dữ liệu mà của các bài học đạo đức trong sách, thì giáo viên nên chú trọng đi theo một cái quy trình nhận thức, tức là từ những trường hợp cụ thể, tức là từ cái riêng để đến những cái giá trị tổng thể là cái chung, đi từ những thông tin tình huống trong sách để đến với đời sống thực tế của học sinh. Và những đời sống thực tế học sinh thì để có thể học sinh kết nối với những bài học, đưa bài học vào cuộc sống với tự nhiên. Các thầy cô sẽ thấy á, từ những cái thông tin như trong Bình Ngô Đại Cáo hay trong Tuyên ngôn Độc Lập là những cái các thầy cô sẽ thấy là những thông tin trong sách. Vậy thì gắn với đời sống thực tế như thế nào để người học thấy được cái khoan dung giữa bạn bè với nhau, khoan dung giữa mình trong gia đình, trong môi trường lớp học. Và đối với các bài học đạo đức rất cần quan tâm đến việc phát triển thái độ, cảm xúc và hành vi cho học sinh gắn liền với những giá trị đạo đức vào đó. Cho nên là với cái kiểu bài học này thì giáo viên cần khuyến khích học sinh bày tỏ được cái ý kiến, thái độ liên hệ cuộc sống thực tiễn. Thế là khi dạy các bài đạo đức thì các thầy cô chú ý đến ạ. Và đặc biệt là với các bài đạo đức thì nó gắn với cảm xúc, gắn với cảm xúc của người học, cái sự tự giác thực hiện, tự nguyện tự giác thực hiện. Khi mà tôi thực hiện một chuẩn mực hành vi đạo đức ở độ tự giác thì tôi sẽ cảm thấy cảm xúc vui sướng, hài lòng như thế nào. Khi mà tôi có hành vi là vi phạm những cái chuẩn mực đạo đức thì có thể tôi không bị phạt, tôi không bị phạt ạ, nhưng mà tôi bị lương tâm tôi cắn rứt, hoặc tôi bị dư luận xã hội lên án. Các thầy cô thấy tôi không bị phạt tù, tôi không bị phạt liên quan đến những cái chế tài liên quan đến hạn chế một số quyền của tôi, nhưng mà lương tâm tôi cắn rứt, xã hội lên án. Như vậy thì khi dạy các bài học này chú trọng đến việc thực hiện chuẩn mực đạo tốt đạo đức, điều chỉnh hành vi tốt theo hướng tốt nó sẽ như thế nào, và nếu vi phạm thì nó sẽ có những cản trở gì. Không ai mắng, không ai phạt, nhưng mà lại làm cho chúng ta cảm thấy là không thoải mái, thì cảm xúc rõ ràng trong các cái bài học đức thì các thầy cô chú ý đến ạ. Với các bài giáo dục kỹ năng sống thì các thầy cô thấy là nếu các bài học về giáo dục đạo đức là tập trung vào việc phát triển các cái giá trị đạo đức và thái độ sống phù hợp với học sinh, thì các bài giáo dục kỹ năng lại thiên về cái tính thực hành. Và giáo viên thì khi dạy cần thiết kế tổ chức nhiều hoạt động để có thể kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Ví dụ thế nào là quản lý thời gian hiệu quả? Bây giờ tôi phải thực hành được cái việc quản lý đó. Biết cách thực hành phải thực hành được. Nhưng gắn với việc lý thuyết thì với việc thực hành. Hoặc là khi có những sự thay đổi tôi đều nhìn thấy, nhưng mà tôi làm thế nào tôi thích ứng được? Tôi nói là tôi thích ứng hay là tôi phải thực hiện các hành vi để thích ứng? Thì việc thực hiện các hành vi đó sẽ giúp cho người học đấy thực hiện được các hoạt động này cách gần gũi, không chỉ ở nhà mà tạo thành các cái thói quen sống tích cực. Thầy cô cũng nhìn thấy là trên màn hình đấy, tôi đang chia sẻ cái trang sách, những cái trang sách liên quan đến bài giáo dục kỹ năng sống. Chẳng hạn như là ở bài lập kế hoạch, các thầy cô đã nhìn thấy tham chiếu về cái bài thời gian để mà quản lý cái thời gian hiệu quả. Các bài học thì cô có thể quan sát thông qua cái hệ thống tình huống thông tin. Và với các bài giáo dục kỹ năng sống này thì trong sách giáo dục công dân, cụ thể là bài 67, thì đã cung cấp khá phong phú các ngữ liệu điển hình về các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày cho học sinh lớp 9. Và đây là cơ sở để giáo viên có thể hướng dẫn học sinh liên kết giữa lý thuyết thực hành và giúp học sinh có thể rèn luyện những kỹ năng của bản thân.
và những kỹ năng xã hội cần thiết, các em có thể tự lực trong cuộc sống, học tập và làm việc có hiệu quả khi hoàn thành giai đoạn giáo dục cơ bản này. Và vì vậy là khi triển khai dạy học các bài giáo kỹ năng sống thì giáo viên, đối với các hoạt động khám phá thì giáo viên nên tìm kiếm thêm thông tin trong đời sống thực tiễn để liên kết giữa lý thuyết mà trong sách đã viết và những cái bài tập thực hành. Và khi mà thực hiện các hoạt động rèn luyện nội dung thì cần tôn trọng sự riêng tư phát triển của cá nhân của mỗi học sinh, và đặc biệt là đối với bài kỹ năng sống này cũng như là bài đạo đức, chúng ta cần có cái sự phối hợp với gia đình để cái việc học sinh rèn luyện những kỹ năng này ở nhà một cách hiệu quả hơn. Và trên màn hình thì một cái trang sách dựng bài quản lý thời gian hiệu quả, thầy cô sẽ thấy là khi mà tìm hiểu về quản lý thời gian hiệu quả, sự cần thiết và quản lý thời gian hiệu quả, thì các tác giả cũng đã đưa ra yêu cầu là học sinh đặt trường hợp và trả lời câu hỏi. Trường hợp thứ nhất là xuất phát tình huống, trường hợp thứ nhất, thứ hai với các câu hỏi, thì cô thấy là và từ cái việc tìm hiểu đó thì đưa ra cách làm. Với các bài học về giáo dục pháp luật thì đặc điểm của tri thức của các bài giáo dục pháp luật trong chương trình lớp 9 là tập trung vào nhờ một số những kiến thức liên quan đến trách nhiệm pháp lý khi có cái hành vi vi phạm, bởi vì trách nhiệm pháp lý chỉ xuất hiện khi tôi có hành vi vi phạm pháp luật. Vậy thì khi mà vi phạm, có vi phạm về quyền, có vi phạm về nghĩa vụ, thì trách nhiệm của tôi phải thực hiện đối với những vi phạm về quyền như thế nào, đối với những vi phạm về nghĩa vụ như thế nào. Và ở lớp 9 thì còn tiếp nối những kiến thức về các quyền cơ bản của công dân mà học sinh được học ở cái lớp dưới. Cho nên là việc dạy học các bài pháp luật thì ở đây các thầy cô chú ý là không chỉ trang bị về kiến thức luật lệ mà còn chú trọng đến giáo dục cái ý thức tuân thủ pháp luật. Và đặc biệt nữa là khi dạy bài pháp luật là phải tạo được lòng tin của học sinh vào những cái giá trị pháp luật, những chuẩn mực pháp lý. Các thầy cô quan sát là bài 9, bài 10 là hai bài pháp luật ở trong sách giáo khoa. Và khi thiết kế, các thầy cô thấy chúng tôi có thông tin, chúng tôi có tình huống. Đặc biệt là đối với bài pháp luật, chúng tôi có những cái thông, cái hộp em những điều em cần biết. Và trong hộp đấy là những cái thông tin pháp luật, thậm chí có thể là những quy định của pháp luật để người học có thể tham chiếu, sử dụng quy định này tham chiếu vào các cái tình huống, các cái thông tin, các cái trường hợp mà sách đã viết để xác định xem là những cái hành vi nào là hành vi vi phạm, hành vi nào là hành vi thực hiện và sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý thế nào khi mà tham gia. Để các thầy cô để quan sát được những cái hình ảnh trong sách cũng như là với các bài pháp luật này, thì một điểm nữa mà chúng tôi cũng chú ý đó là với bài pháp luật thì tập trung vào sách cung cấp các cái trường hợp, các cái tình huống chứa đựng các cái hành vi pháp luật và cung cấp các cái thông tin liên quan đến các quy định pháp luật để mà giúp cho giáo viên và học sinh có thể tổ chức hoạt động học. Cho nên là những tình huống tiêu biểu, điển hình và kết hợp với việc cho học sinh tìm hiểu các cái điều luật cụ thể và thông qua các hình thức như là trao đổi nghiên cứu cá nhân, trao đổi theo nhóm, theo lớp để mà vừa khai thác thông tin, vừa tìm hiểu điều luật. Và những tình huống này thì gắn với cái việc mà học sinh có thể nhận diện được quyền và nghĩa vụ của mình cũng như việc tuân thủ pháp luật. Và cái phương pháp dạy học khi dạy các bài pháp luật này thì nó phải phù hợp với đặc trưng của pháp luật. Nó tránh cái việc mà giao giảng pháp luật một cách nhàm chán mà phải làm sao tạo cơ hội, tạo điều kiện để học sinh có thể thực hành việc xác nhận xét đánh giá hành vi cũng như là tự giác thực hiện các cái quy định của pháp luật. Cho nên là giáo viên cố gắng là khi mà dạy các bài pháp luật thì tránh cái việc dạy bài pháp luật giống như dạy đạo đức, tức là nếu đạo đức là anh tự giác thực hiện và nếu anh không thực hiện thì anh có thể không bị phạt, không bị phạt, không bị bắt, không bị bỏ tù đấy, nhưng mà anh sẽ bị lương tâm lên án. Thì với những bài pháp luật thì nó sẽ biểu hiện bằng khi anh có hành vi vi phạm thì anh sẽ phải tuân thủ các quy định của pháp luật, tức là anh sẽ bị áp dụng các cái hình thức xử phạt pháp luật. Cho nên là pháp luật bắt buộc phải thực hiện, cưỡng chế thực hiện. Cho nên các thầy các cô sẽ thấy cái hai cái điểm nó khác nhau. Cho nên dạy luật
là phải dùng điều luật để xác định cho người nào không không dạy điều luật, nhưng mà người học phải xác định được quyền và nghĩa vụ của mình thông qua những quy định về pháp luật. Và khi xử lý một vấn đề về pháp luật thì phải căn cứ dựa trên các quy định của pháp luật thông qua những cái điều luật đó đấy, để mà có thể xử lý theo đúng luật. Thì cái này cũng chú ý đến các cái đặc trưng của dạy học các bài pháp luật. Thế còn đối với các bài học về giáo dục kinh tế thì ở chương trình lớp 9, các bài học kinh tế là những cái dạng bài mà tập trung để giúp cho học sinh có ý thức và biết tham gia vào các hoạt động kinh tế phù hợp với chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật. Như vậy, bản thân các bài học về kinh tế ở chương trình trung học cơ sở nó chủ yếu tập trung vào hoạt động tiêu dùng. Và khi tôi tham gia vào hoạt động sản xuất và tiêu dùng thì nó sẽ gắn với làm thế nào đó để những cái hoạt động sản xuất tiêu dùng tôi phải tuân thủ pháp luật, phải phù hợp chuẩn mực đạo đức. Cho nên là giáo viên ngoài cái việc sách giáo khoa cung cấp những cái thông tin số liệu gần gũi với những cái hoạt động tiêu dùng trong đời sống để học sinh có thể làm việc nhóm, làm việc cá nhân một cách hiệu quả, thì chú ý đến những cái yếu tố là tập hợp và liên hệ với cái thực tiễn. Và các thầy cô nhìn thấy là ở đây là một bài tiêu dùng thông minh, là bài số 8 ấy, là bài thuộc mạch giáo dục về kinh tế, cũng là bài duy nhất về kinh tế trong chương trình lớp 9. Thầy cô sẽ nhìn thấy cái cách thiết kế nó cũng thể hiện được đặc trưng của các hoạt động tiêu dùng, nó không giống như là các cái thiết kế mặc dù vẫn là bốn cấu trúc đấy ạ, nhưng mà thông tin đưa ra gắn với hoạt động của người học rất là rõ ràng. Thì đấy là về các cái bài học trong sách giáo dục lớp 9 mà khi dạy thì tôi cũng muốn nhấn mạnh đến những cái đặc điểm về mặt tri thức, đặc điểm trong thiết kế để hướng định hướng với thầy cô trong cách sử dụng ngữ liệu, khai thác ngữ liệu, bổ sung ngữ liệu và tổ chức các hoạt động dạy học cách hiệu quả. Chứ có thể nói là một trong những nguyên tắc mà giáo viên cần bám sát khi khai thác nội dung sách giáo khoa lớp 9, tức là luôn lấy cái yêu cầu cần đạt làm cơ sở cho việc tổ chức hoạt động học trên lớp. Và nội dung học tập thì cần phải được học sinh thảo luận và bám sát vào các yêu cầu để tránh việc đi sâu phân tích những cái mặt trái của vấn đề và làm sai lệch yêu cầu của bài học. Ví dụ như là bên cạnh việc tập trung cốt lõi vào trong cái bạn trong bài là giữ gìn bảo tồn di sản thì có thể phù hợp thì học sinh có thể đi sâu phân tích phê phán hành vi cái việc làm vi phạm. Hay ví dụ như là thứ hai cần lưu ý thứ hai là trên cơ sở sách giáo khoa thì giáo viên hoàn toàn có thể linh hoạt sáng tạo đưa ra những cái lựa chọn phù hợp với thực tiễn của học sinh để học sinh giáo dục. Và đặc biệt là các thầy cô thấy là sách là tài liệu định hướng thầy cô hoàn toàn có quyền được sáng tạo linh hoạt trong việc sử dụng sách, thay đổi ngữ liệu chất liệu, thay đổi tình huống câu chuyện cách tiếp cận vấn đề, đặc biệt là thiết kế các hoạt động dựa trên những cái gợi ý trong từng hoạt động trong sách. Thay bằng việc là đọc thông tin trả lời câu hỏi, thầy cô sẽ cho học sinh là đọc thông tin bằng hình thức chơi trò chơi, hay là đọc thông tin bằng hình thức thể hiện bằng thức đóng vai, trả lời câu hỏi bằng hình thức chơi trò chơi và đóng vai, hoặc là thực hiện các hoạt động nào đấy một cách đa dạng. Cho nên là để thực sự chúng ta có những cái giờ học mà học sinh là trung tâm chứ sách không phải là trung tâm hay là giáo viên là trung tâm, sách là cái công cụ, là cái phương tiện để cho giáo viên cùng học sinh thiết kế các hoạt động học tập một cách hiệu quả. Và cái điểm chú ý thứ ba là sách giáo khoa giáo dục lớp 9 cũng sẽ kính diều thì biên soạn phù hợp với mọi vùng miền trong cả nước đấy, ở mức độ là phổ thông đấy, ở mức độ là phổ quát nhất. Cho nên là dù khi biên soạn thì các tác giả tính đến cái sự đa dạng khác biệt của các vùng miền, thế nhưng mà trong thực tế các thầy cô thấy là mỗi một vùng miền thì đều có những cái đặc điểm đặc trưng riêng, cho nên là tùy vào cái tính đó phổ quát đó để khi đưa vào sử dụng thì thầy cô sẽ có những cái điều chỉnh để có thể địa phương hóa những cái ngữ liệu, những cái thông tin trong sách cho thực tế hơn, gần gũi hơn và hấp dẫn hơn với học sinh. Bởi vì chúng ta không thể viết sách chỉ cho một vùng ạ, phải viết sách cho học sinh tất cả các vùng miền, cho những ngữ liệu đưa vào nó phải mang tính phổ quát, cho nên nó có thể không thực sự phù hợp với học sinh của một vùng cụ thể
nhưng mà nó là cái cốt lõi để cho thấy rằng là ai nhìn vào đó thì chúng ta thấy là nó cũng đã được hiển thị ở cái vùng miền địa phương trên cái tính địa phương hóa được thiết kế từ những sách. Mong các thầy các cô chúng ta có thể chú trọng khi chúng ta khai thác sự sách ạ. Đấy là vấn đề thứ nhất liên quan đến dạy học các bài trên sách ạ. Vấn đề thứ hai là gợi ý xây dựng về kế hoạch dạy học. Ở đây các thầy cô sẽ thấy là căn cứ để sự kế hoạch cũng được tôi đề cập đến trong cái slide mà thầy cô đang quan sát trên màn hình. Nhất là đầu tiên là chúng ta phải bàn đến chương trình giáo dục trong 2018, bao gồm chương trình tổng thể, chương trình môn luật công dân. Ở đây xin lỗi các thầy cô là tôi hơi nhầm chút, tí nữa sẽ chỉnh lại ngay ạ. Chương trình môn luật công dân lớp 9 ạ. Và thứ hai là chúng ta sẽ căn cứ vào công văn 512 để chúng ta triển khai xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn và kế hoạch của giáo viên, bao gồm kế hoạch cá nhân và kế hoạch bài dạy. Thứ ba là khi mà xây dựng kế hoạch chúng ta sẽ căn cứ vào thông tư 22 đối với cấp trung cơ sở, trong đó định hướng về hướng dẫn về kiểm tra và đánh giá đối với học sinh trung học cơ sở trung phổ thông. Thứ ba là căn cứ vào các cái thiết kế trong sách giáo khoa giáo dục công dân chúng ta có thể thực hiện. Và với những cái gợi ý xây dựng đó thì báo cáo các thầy cô là sách giáo khoa giáo dục công dân 9 thì đã quy định về thời lượng trong một năm học 35 tiết, dựa vào cái thời lượng quy định trong chương trình là 35 tiết cho một năm, tỷ lệ thời lượng cho từng mạch nội dung ví dụ như là đạo đức là 35%, giáo dục pháp luật là 25%, giáo dục kỹ năng sống là 2%, và giáo dục kinh tế là 10%. Và thời lượng dành cho cái khóa đánh giá định kỳ mà theo quy định của thông tư 22 đó là 4 bài kiểm tra 10%. Thì các tác giả đã biên soạn sách giáo khoa đã căn cứ vào đó để dự tính cái số tiết cụ thể tương ứng cho từng mạch nội dung giáo dục. Và từ số tiết của từng mạch nội dung thì tác giả phân chia thời lượng tiết cho từng chủ đề dựa trên việc phân tích các yêu cầu cần đạt mà chương trình đã quy định cho chủ đề đó. Cho nên là đây là những căn cứ quan trọng để tác giả xây dựng nội dung, thiết kế hoạt động và lựa chọn ngữ liệu cho một chủ đề bài học tương ứng với thời lượng của mỗi chủ đề bài học đó. Và vì vậy khi thực hiện thì giáo viên cũng có thể tăng hoặc giảm thời lượng cho một chủ đề bài học, bởi vì chương trình là chỉ quy định là tổng số tiết cho môn giáo dục công dân lớp 9 là 35 tiết trong một năm thôi, còn không quy định số tiết cho chủ đề hay là bài học. Cho nên là dựa trên cái yêu cầu cần đạt của từng chủ đề và cái tỷ lệ cho từng mạch thì tác giả đã xây dựng rồi ạ. Nhưng mà khi mà sử dụng thì giáo viên hoàn toàn có thể tăng, vì cái này chương trình không quy định, không bắt buộc, nên là giáo viên có thể tăng thời lượng hoặc là giảm thời lượng cho một chủ đề bài học phù hợp với điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh. Nhưng mà phải đảm bảo cái nguyên tắc đó là không vượt quá tổng thời lượng quy định 35 tiết một học và cũng không vượt quá tỷ lệ theo từng mạch nội dung. Tất nhiên tỷ lệ 35% thì không phải cứ phải đúng 35%, nhưng mà nó sẽ dịch không đáng kể. Ví dụ chia ra số bài, có những bài chưa đến 3 tiết đâu ạ, nếu tính tỷ lệ lên 3 tiết. Nhưng mà nếu mà để 2 tiết thì non quá, không ai dạy một bài 2 tiết rưỡi cả. Nên chính vì thế là thầy cô cũng đảm bảo cái nguyên tắc là ngữ liệu cho từng mạch. Và nếu như chúng ta tăng thì chúng ta sẽ phải tăng thời lượng cho một bài, chúng ta phải thêm ngữ liệu. Bởi vì khi chúng tôi biên soạn là chúng tôi sẽ dựa trên cái thời lượng dự kiến để chúng tôi lựa chọn ngữ liệu cho phù hợp. 3 tiết thì phải có ngữ liệu phù hợp. Nếu ít quá thì không có ngữ liệu để học sinh làm việc ấy. Mà nhiều quá thì không đủ thời gian, thì chúng ta phải căn cứ vào cái số tiết dự kiến dự tính để chúng tôi tính ngữ liệu. Vậy bây giờ nếu thầy cô mà tăng thời lượng thì thầy cô phải thêm ngữ liệu vào, chứ nếu không thì sẽ thiếu. Hoặc thầy cô giảm thời lượng của một bài thì thầy cô phải xác định ngữ liệu nó sẽ thừa hoặc nó sẽ bị nhiều, thì cô sẽ phải tính toán chúng ta lựa chọn sử dụng ngữ liệu như thế nào cho nó phù hợp khi chúng ta tăng hoặc là giảm. Đấy là những cái yêu cái đầu tiên mà khi thầy cô xây dựng kế hoạch ạ. Thế và cái kế hoạch mà phân phối thời lượng cho từng chủ đề bài học thì đây là dự kiến của tập thể tác giả để chúng tôi biên soạn. Thì chúng tôi biên soạn chúng tôi chú trọng đến, chẳng hạn ví dụ giáo dục đạo đức 35% thì tôi dự kiến là vậy thì nó có sẽ có khoảng 13 tiết dành cho bài đạo đức. Và khi mà chúng tôi phân ra cho 5 chủ đề, bởi vì là sách lớp 9 có đặc điểm là có 10 chủ đề thì tương ứng với 10 bài luôn ạ.
không có chủ đề nào xây thành hai bài ba bài giống như là lớp 6, lớp 7, lớp 8 thì cô thấy lớp 6 lại là 10 chủ đề cũng xây thành 12 bài, lớp 7 cũng vậy, lớp 8 thì 10 bài thì xây thành 11, nhưng mà đối với lại lớp 12, lớp 9 thì là 10 chủ đề cũng chính là 10 bài học luôn. Cho nên số tiết trong một chủ đề cũng chính là số tiết trong một bài học tác giả đã dự kiến. Thế thầy cô sẽ thấy là với 13 tiết trong mạch giáo dục đạo đức tương ứng với khoảng 35% thì ví dụ như là bài 1, chủ đề 1, sống với lý tưởng đang dự kiến như này. Hai tiết, vâng. Đây là bài 2, là chủ đề 2, khoan, cũng chính là bài 2 là khoan dung là hai tiết. Bài tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, chủ đề 3, 3 tiết. Khách quan công bằng, chủ đề 4 là 3 tiết. Bảo vệ hòa bình, bài 5 là 3 tiết ạ. Cô sẽ tìm thấy. Thế thì hoàn toàn là, ví dụ như là 13 tiết cho mạch đạo đức này, thầy cô thấy cô khi mà chúng ta lưu ý thì chúng ta sẽ tương ứng 10 13 tiết thì nó có thể chưa phải là 35%, có thể nhiều hơn hoặc ít hơn. Thầy cô nếu mà nó ít hơn nhiều thì có thể tăng được 4, hoặc nếu nó nhiều hơn thì tăng giảm xuống 1, 2. Thế mà các thầy cô hoàn toàn số tiết cho từng bài thầy cô thì thay đổi. Tôi lấy ví dụ là khi dạy bài lý tưởng sống với lý tưởng, rất nhiều thầy cô nói rằng là bài này là bài đầu tiên của chương trình lớp 9. Đấy, cho nên là bài khá là quan trọng. Và đợt lớp 9 thì còn có nhập môn lớp 9 giới thiệu chúng ta là tôi tăng cái bài lý tưởng sống có tưởng thành 3 tiết ạ. Như vậy nếu tăng 3 tiết đi thì chúng ta sẽ phải giảm các bài còn lại, bài 3, bài 4, bài 5. Thì thầy cô, tùy các thầy cô lưu ý ạ. Hay dụ mạch giáo dục kỹ năng sống mà 20% theo chương trình quy định thì chúng tôi cũng đang dự tính là sẽ tương ứng khoảng 7 tiết. Như vậy thì bài quản lý dân hiệu quả sẽ có 4 tiết và bài thích ứng với sự thay đổi sẽ là có 7 tiết. Tại vì là 20% với 7 cũng chỉ là ở mức độ tương ứng thôi, hoặc là 35% với 3 tương ứng, nên là hoàn toàn mạch đạo đức có thể là 14 tiết và mạch có kỹ năng sống có thể là 6 tiết. Nhưng các thầy cô thấy linh hoạt như vậy nhưng không được quá nhiều, và chia ra như thế thì các thầy cô sẽ nhìn thấy là thích ứng với từng bài. Đến quản lý dân hiệu quả chẳng hạn, tôi có thể là đang để 4 tiết nhưng mà các thầy cô có thể là 3 tiết và bài thích ứng với sự thay đổi thì 4 tiết. Vậy tuy nhiên những khi chúng ta chú ý đến như tôi đã nói trước là thầy cô sẽ cố gắng quan tâm đến những ngữ liệu để tăng hoặc giảm làm sao cho nó phù hợp. Về mặt giáo dục pháp luật cũng vậy, thầy cô chú ý đến, và đặc biệt là với phần kiểm tra đánh giá định kỳ thì chúng tôi đang dự kiến là 10% tương ứng với lại tiết tính toán đang có thể tập trung vào tổng là 35 tiết. Thì đây là tác giả ở sách cánh diều khi mà biên soạn đối với lớp 9, tôi dự kiến tôi xây dựng dữ liệu để cũng gửi lên để các thầy cô có thể tham khảo cách mà chúng ta khi mà sử dụng sách toàn thầy cô có thể thực hiện theo hoặc thầy cô có thể điều chỉnh, vì vì là chỉ làm sao tổng chúng ta có 35 thôi và từng mặt thì tương ứng với cái tỷ lệ kia, còn các thầy cô làm thế nào đấy cho nó phù hợp hiệu quả đáp ứng mục tiêu phẩm chất năng lực là được ạ. Thế về quy trình xây dựng kế hoạch đại học thì năm nay là năm thứ tư chúng ta thực hiện với cái công văn 512 rồi, về quy trình xây dựng các thầy cô cũng không thấy xa lạ gì cả. Các bước thì đấy các thầy cô chú ý đến, đầu tiên là chúng ta phải bắt đầu từ chương trình, thứ hai là nghiên cứu kế hoạch nhà trường, bởi vì trong kế hoạch giáo dục nhà trường sẽ có những cái định hướng của chúng ta, chẳng hạn như là trong chương trình của lớp 9 chúng ta có chủ đề bài học nào là chúng ta sẽ thực hiện nó theo cái phương thức trải nghiệm. Nếu thực hiện chủ đề bài học đó theo phương thức trải nghiệm thì hoàn toàn là chúng ta sẽ phải xem cái khả năng thời gian mà chúng ta dự kiến thì có đạt cái yêu quả hay không, tôi lấy ví dụ chẳng hạn bài thích ứng với sự thay đổi chẳng hạn, hoàn toàn có thể thiết kế theo hình thức trải nghiệm. Đấy, vậy thì nếu theo phương thức trải nghiệm thì đang là 3 tiết, như vậy thời lượng 3 tiết cho học sinh được trải nghiệm trong một buổi sáng hay một buổi chiều. Bởi vì nếu mà trải nghiệm mà chúng ta thực hiện theo từng buổi, từng tiết một cũng được ạ. À, mà chúng ta có thể thực hiện theo từng buổi một cũng được. Như vậy thì cái này nó phải nằm trong kế hoạch của nhà trường. Hay ví dụ như là chẳng hạn như là chúng ta sẽ nhìn thấy là sẽ có những cái chủ đề của chúng ta nó cũng tương ứng, khá là tương đồng về mặt yêu cầu cần đạt đối với hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Chúng ta có thực hiện một cái chủ đề tích hợp liên môn giữa môn giáo dục công dân lớp 9 với lại hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp được hay không? Thì nếu có trong các nhà trường có thì chúng ta trong kế hoạch của tổ chức môn chúng ta phải tính toán đến. Trên cái mức thứ hai là nghiên cứu kế hoạch nhà trường chúng ta xây dựng, thứ ba là chúng ta nghiên cứu sách giáo khoa
để chúng ta thực hiện. Nhưng cũng xin lỗi các thầy cô là vì tôi làm cả hai cấp cho nên là khi mà phần slide này đã có một số nhầm lẫn với sách kinh tế lớp 12, nhưng mà nó cũng là môn giáo dục công dân chúng ta nên thầy cô cũng rất thông cảm. Tôi sẽ điều chỉnh lại, nhưng thầy cô chú ý là khi nói đến mà nếu nó có chót chỗ nào nó là giáo dục kinh tế pháp luật thì thực ra nó chính là giáo dục công dân đấy ạ. Vâng, nghiên cứu sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 9 để chúng ta có thể dựa vào đó chúng ta thiết kế xây dựng kế hoạch bài học làm sao cho nó hợp lý. Và nghiên cứu công an 1-2 các văn bản hướng dẫn chuyên môn của sở của phòng nếu có thì thiết kế, và đặc biệt là chúng ta nghiên cứu thực tế tổ chức dạy học môn học học sinh của chúng ta, đội ngũ giáo viên chúng ta, thiết bị học liệu cơ sở vật chất để chúng ta có thể tổ chức và hoạt động. Đấy. Thế và cái công văn 5512 thì số 1 khi mà xây dựng kế hoạch dạy học thì thầy cô sẽ nhìn thấy nó có một cái cấu trúc chính khung mà tôi đang chiếu trên màn hình, thầy cô cũng rất là quen thuộc rồi nên tôi cũng không tập trung sâu vào phần này nữa. Thế và từ cái này thì ta cũng có thể xây dựng một cái ví dụ, ví dụ như là học 2024 hay 2025 ở một trường X gì ở đấy. À, lớp thì có 5 lớp tương ứng khoảng 200 học sinh. Giáo viên thì có 2 giáo viên dạy môn giáo dục công dân. Trình độ thì như thế này. Thiết bị thiết kế chẳng hạn. Cô kế này. Hạn này. Thiết kế là bài để cô nhìn thấy đây là kế hoạch dạy học. Theo là công an năm theo phụ lục thì chúng ta thấy là có số thứ tự, có tên bài đấy không? Số tiết cho từng bài một, trong số tiết từng bài thì tôi cũng để luôn là vậy, bài một hai tiết thì nó sẽ là theo chương trình của nhà trường đấy, nó sẽ là tiết một tiết hai, bài hai là hai tiết nữa thì nó tiếp đến nó sẽ là ba bốn. Rồi yêu cầu cần đạt thì các thầy cô thấy là chúng ta lấy từ chương trình đã. Thế tuy nhiên là yêu cầu cần đạt này nó phải hướng đến cái mục tiêu nào về năng lực, mục tiêu nào phẩm chất để khi chúng ta xây dựng kế hoạch bài dạy định hướng cho giáo viên, giáo viên chúng ta cùng làm. Thế cho nên là trên cuộc thi chú kia thì ở cái trường XC này ta đang hướng đến là với yêu cầu cần đạt này khi tôi thực hiện nó thì tôi sẽ đạt được cái mục tiêu năng lực tự chủ tự học giao tiếp hợp tác điều chỉnh hành vi phát triển bản thân hướng đến phẩm chất yêu nước trách nhiệm. Các thầy cô thấy là trong phân phối chương trình thiết kế này thế và dự kiến là đến cái tiết thứ 8 ấy, và tức là tương ứng vào 8 nếu ta dự kiến là một tuần ta có một tiết thì tiết thứ 8 là tuần 8 sẽ có một bài kiểm tra giữa học kỳ 1. Các thầy cô sẽ thiết thấy thiết kế là cái cách mà viết ạ. Ngoài ra thì có nhiều trường người ta xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn ta cụ thể luôn. Và cái yêu cầu cần đạt không từ chương trình này ta viết thành mục tiêu bài học luôn ạ. Còn ghi chú người ta ghi chú luôn là bài này dạy theo hình thức nào, dạy trên lớp hay dạy theo trải nghiệm hay là tích hợp với môn. Đấy. Hay là thêm những cái nội dung tích hợp vào chẳng hạn ví dụ các thầy cô thấy đang tích hợp vấn đề quyền con người hay tích hợp vấn đề bình đẳng giới vân, hay tích hợp vấn đề môi trường thì tích vào trong cuộc ghi chú chúng ta có thể ghi vào tích hợp cuộc ghi chú vào thì hoàn toàn thầy cô tùy vào cái điều kiện của nhà trường tùy vào kế hoạch nhà trường để chúng ta có thể thiết kế. Đấy, và dự kiến này cái kế hoạch kiểm tra đánh giá thì thầy cô cũng thấy là trên cái bảng tổng kia nó có nhưng mà đây chúng ta cũng nhìn thấy kiểm tra thiết kế. Và trong cái kiểm tra đánh giá thì các thầy cô chú ý đến là chúng ta có theo thông tư 2022 chúng ta chỉ có 4 bài kiểm tra đánh giá định kỳ thôi. Thế và cho dù là chúng ta là chỉ có 35 tiết hay là môn văn môn toán nhiều hơn thì cũng chỉ có 4 bài vậy ạ. Và dự kiến là có thể cô chú ý đến là bài giữa kỳ thì là sẽ đánh giá thực hiện chương trình mà trên là đánh giá từ bài 1 đến cái bài đến cái thời điểm mà cái bài học đang thực hiện ở cái tuần thứ 8 đó. Nhưng bài cuối kỳ thì không phải là chúng ta sẽ đánh giá từ cái bài tuần học từ tuần 9 tuần đến tuần cuối 18 đâu ạ, mà chúng ta phải đánh giá từ đầu cuối kỳ, tức là từ bài 1 cho đến bài cuối cùng đấy ạ. Thế và cái hình thức đánh giá là chúng ta cũng sẽ phải đăng ký luôn, ví dụ chẳng trong thông tư 22 quy định đó là có thể đánh giá bằng bài kiểm tra viết trên giấy hoặc trên máy tính, tức là thông qua đề kiểm tra, cho nên là chúng ta sẽ phải đăng ký viết trên giấy bằng hình thức trắc nghiệm và hình thức tự luận hay là hoàn toàn trắc nghiệm hoàn toàn tự luận đăng ký. Và thậm chí có những môn học còn đánh giá bằng không đánh giá bằng bài kiểm tra viết trên giấy mà bài định kỳ đánh giá bằng sản phẩm học tập, thì chúng ta sẽ phải có nhiệm vụ và có những cái tiêu chí và đánh giá. Đấy là về cái này ta dự kiến thì trong cái kế hoạch chúng ta phải hiển thị được. Đấy, như vậy kế hoạch này hiển thị được hai phần rất rõ, ba phần, một là thông tin chung
thông tin về giáo viên để cho thấy là tôi có cái điều kiện gì về nguồn lực để dạy, thông tin về cơ sở vật chất, về thiết bị học cho thấy là tôi có cái điều kiện gì để thực hiện chương trình đối với môn học này. Rồi cái thông tin thứ hai, cái nhóm thứ hai đó là kế hoạch dạy học, các cái bài học cụ thể trong tổng số 35 tiết kiểm tra đánh giá hiển thị như thế nào. Thứ ba là cái kế hoạch kiểm tra đánh giá. Ngoài ra thì có những cái kế hoạch khác cô có thể thêm vào. Để trên khung kế hoạch thì tôi cũng giới thiệu sơ qua một chút để thầy cô thấy là xây dựng ạ. Tôi còn có kế hoạch của tổ chức cái hoạt động, kế hoạch nữa đó là kế hoạch giáo dục của môn học. Thì ban nãy như tôi nói là chẳng hạn là theo kế hoạch của nhà giáo dục nhà trường thì môn giáo dục công dân chúng ta thì có tiết chúng ta sẽ thực hiện theo hình thức trải nghiệm, và hình thức trải nghiệm đấy là nó sẽ phải huy động nguồn lực này, huy động các lực lượng phối hợp tham gia này, nó sẽ phải tổ chức theo một quy mô lớn hơn, có thể không phải một lớp mà có thể là nhóm lớp hoặc khối lớp đấy, và nó sẽ phải có địa điểm, tức là thì chúng ta sẽ chuyển nó sang cái kế hoạch, tức là trên cái kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn kia nó vẫn phải hiển thị cái tên chủ đề bài học này, nhưng mà ở cột ghi chú chúng ta sẽ hiển thị nó, chúng ta sẽ thực hiện nó theo hình thức giáo dục. Cho nên là thiết kế cụ thể nó thì chúng ta phải đưa sang kế hoạch này. Đấy, thì các thầy cô sẽ nhìn thấy cũng dựa theo cái phụ lục số 2 của công văn 5512 thì chúng ta có thể xây dựng thiết kế thêm. Thì đấy là với kế hoạch của tổ nhóm chuyên môn, thì cũng xin báo cáo với lại các thầy các cô để chúng ta cùng trao đổi và cùng chia sẻ, cùng xây dựng. Và tí nữa các thầy cô cũng sẽ hỏi xem là các thầy cô có vấn đề gì băn khoăn và vấn đề gì mà các thầy cô thấy là đối với kế hoạch của giáo dục của tổ chuyên môn đối với lớp 9 mà cô quan tâm hơn, chú trọng hơn. Về đặc biệt là các thầy các cô cũng thấy là với lớp 9 là lớp cuối cấp rồi, có những cái đơn vị có những tỉnh thành các tổ chức cho học sinh thi lớp 10, trong đấy có môn công dân nữa. Thì ngay trong cái phần mà tổ chức dạy học này, kế xây dựng kế hoạch này thì cô cũng sẽ hiển thị trong kế hoạch của mình cái việc mà làm sao cho định hướng cho học sinh trong việc sinh thi vào lớp 10, nếu như tỉnh có thể tổ chức các môn thi trong đấy tổ hợp môn thi có môn công dân. Thì đối đấy là đối với kế hoạch dạy học cái tổ chức môn. Thế còn đối với các bài dạy của giáo viên của giáo án ấy, thì thầy cô cũng thấy là chúng ta cũng đã làm quen với lại lớp 6, lớp 7, lớp 8 rồi. Chúng ta cũng đã được tập huấn rất nhiều đấy, tập huấn của bộ, tập huấn của sở, tập huấn của phòng, thậm chí có rất nhiều trường còn mời các cái chuyên gia đến tận nơi để tập huấn cho việc thiết kế xây dựng kế hoạch bài dạy. Thế thì đối với kế hoạch bài dạy lớp 9 thì về cơ bản thầy cô thấy là cái quy trình thiết kế nó vẫn tuân thủ theo cái quy trình chung ở về mặt lý luận. Về mặt pháp lý thì chúng ta vẫn thiết kế nó dựa trên các yêu cầu của công văn 5512 đối với việc xây dựng kế hoạch bài dạy. Và chúng ta phải tuyên ngôn là kế hoạch bài dạy là kế hoạch của giáo viên, là một kịch bản lên lớp của giáo viên, trong đấy mô tả chi tiết từ cái việc chúng ta xác định mục tiêu cho đến việc chúng ta lựa chọn thiết bị, sử thiết bị, cho đến việc chúng ta xây dựng tiến trình dạy học với các hoạt động cụ thể nào. Thì về mặt lý luận là chúng ta thấy là thiết kế theo các bước của quy trình xây dựng giáo án. Về mặt pháp lý chúng ta vận dụng các cái hướng dẫn của công văn 512 một cách sáng tạo, linh hoạt, đảm bảo các yêu cầu chữa hoạt động học. Cho nên là các thầy cô cũng thấy rằng là với cái thiết kế dựng kế hoạch này, quy trình như vậy thì cũng không có gì là còn đối với chương trình lớp 9 thì các thầy cô thấy bám sát vào những cái bài học và những cái dạng bài học, để khi chúng ta xây dựng kế hoạch bài dạy chúng ta chú trọng đến cái tính chất của từng dạng bài học và những cái ngữ liệu được sử trong sách, để các thầy cô thiết kế các hoạt động để học sinh làm việc với ngữ liệu, để học sinh có thể xác định được vấn đề khi tham gia hoạt động một đời, hay là học sinh chiếm lĩnh được kiến thức khi mà tham gia hoạt động hình thành kiến thức, hoặc là học sinh có thể rèn luyện được kỹ năng, thực hành được kỹ năng và củng cố được kiến thức khi tham gia hoạt động luyện tập, và đặc biệt là biết cách vận dụng kiến thức và thực hiện cái việc vận dụng kiến thức đó trong đời sống hàng ngày. Các thầy cô thiết kế cho nên là xin các thầy cô là chúng ta có thể chia sẻ thêm những cái vấn đề liên quan đến kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn, liên quan đến dạy học các cái dạng bài trong sách giáo khoa mà tôi vừa mới trình bày ở trên, làm căn cứ cho việc chúng ta xây dựng kế hoạch bài dạy của giáo viên. Thì cũng xin dành ra ít phút để các thầy các cô
và cũng suy nghĩ xem có hỏi thêm gì đối với việc dạy học các cái dạng bài học trong sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 9 và việc xây dựng kế hoạch của tổ nhóm chuyên môn nữa. Thì tôi cũng xin để dành ra khoảng tầm 15 10 phút để các thầy cô suy nghĩ. Sau 10 phút thì coi như đây cũng tăng gọn, đây là hoạt động giải lao luôn ạ. Vâng, 15 phút nhỉ. Vâng, để chúng ta sẽ là giải lao 15 phút để các thầy cô có thể trao đổi xem là với những phần mà tôi vừa trình bày từ lúc 11 giờ 30 đến giờ, bao gồm chương trình, bao gồm sách giáo khoa, rồi việc dạy học các bài học trong sách, mặc dù phần chương trình sách giáo khoa tôi thấy các thầy cô ghi rất nhất trí rất là nhiều ở trên ô chat ấy. Thì bây giờ nếu có hỏi thì các thầy cô cũng hỏi luôn. Rồi liên quan đến phần tôi vừa chia sẻ đến việc dạy học các cái dạng bài học trong sách giáo khoa lớp 9, cách dạy, những lưu ý khi dạy, liên quan đến việc xây dựng kế hoạch của tổ nhóm chuyên môn dựa trên cái dự kiến của nhóm tác giả khi biên soạn sách, các thầy cô có trao đổi có hỏi thêm gì thì cũng mong các thầy cô trong quá trình giải lao chúng ta cũng có thể thảo luận với nhau. Để tí nữa thì hết 15 phút, bây giờ đang là 3 giờ 15, chúng ta giải lao đến 3 rưỡi á. Vâng, đến 15 giờ 30 các thầy cô vào, các thầy cô viết lên ô chat giúp tôi có thể giải đáp luôn để sau đó chúng ta sẽ đến với cái hoạt động tiếp theo, đó là tìm hiểu về cái kế hoạch bài dạy minh họa, xem một cái tiết dạy minh họa là có những cái điểm chốt khi mà chú ý đến. Đây là những việc thầy cô vẫn làm thôi ạ. Thế nhưng mà với sách lớp 9 của bộ sách cánh diều thì có lưu ý gì thêm? Xin mời các thầy cô ra giải lao ạ. Và chúng ta sẽ cố gắng là trao đổi với nhau để tí nữa chúng ta có thêm phần thảo luận. Cảm ơn các thầy các cô ạ. Bây giờ đồng hồ của tôi đã chỉ sang 15 giờ 30 rồi, không biết đồng hồ của cô đã chỉ sang đến 16 giờ chưa ạ? Và nếu đồng hồ chỉ sang 16 giờ tức là chúng ta còn 1 tiếng nữa là được nghỉ ạ. Nhưng mà nếu đồng hồ 15 giờ 30 tức là chúng ta vẫn còn hơn 1 tiếng nữa. Thì báo cáo các thầy cô là chúng ta đang dừng lại ở câu chuyện xây dựng kế hoạch bài dạy của giáo viên. Thế nhưng mà trước khi chúng ta đi vào phần tiếp theo thì tôi cũng rất là muốn các thầy cô chia sẻ những cái nội dung trước. Ví dụ như là xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn thì các thầy cô có câu hỏi gì hoặc có vấn đề gì mà cần phải giải đáp không ạ? Hay ví dụ như là ở phần mà hướng dẫn dạy các bài học, các kiểu bài học trong sách ạ, giáo dục công dân lớp 9 cũng cánh diều thì có vấn đề gì các thầy cô thấy là cần phải hỏi hoặc cần giải đáp nữa thì mời các thầy cô chúng ta có thể hỏi luôn, có thể hỏi trực tiếp hoặc có thể bỏ trong chat ạ. Và tôi sẽ dành ra khoảng tầm 5 đến 10 phút để các thầy cô chúng ta thực hiện cái hoạt động này. Trước hết các thầy cô gõ vào ô chat nếu như không trực tiếp ạ. Có hỏi thì hỏi luôn ạ. Và còn nếu không hỏi các thầy cô cũng cho biết ý kiến ạ, để chúng ta tiếp tục ạ. Xin mời các thầy cô đi ạ. Thầy cô có nghe tiếng tôi nói không ạ? Alo. Xin hỏi các 200 điểm cầu của ba tỉnh ạ, Hải Dương, Quảng Ninh và Quảng Trị ạ. Thế cô có nghe được tiếng tôi nói không ạ? À, tôi đã nhìn thấy có tín hiệu trả lời rồi ạ. Vâng, thầy cô đều nghe có. Vâng, bây giờ xin mời thầy cô ạ, chúng ta sẽ viết vào ô chat này ạ. Vâng, à trường Quảng Ninh, trường Đoàn Thị Điểm đã cảm ơn những chia sẻ ạ. Vâng, rất dễ hiểu ạ. Vâng, cảm ơn các thầy cô ạ. Nếu và các thầy cô có câu hỏi gì thì các thầy cô viết vào đây luôn ạ. Thầy cô hỏi gì liên quan đến dạy các bài học này, hỏi gì liên quan đến xây dựng kế hoạch của giáo dục này, thầy cô cũng hỏi luôn. Rất mừng là các thầy cô nghe thấy rõ tiếng tôi nói ạ. Và vâng, cảm ơn Hạ Long ạ, Quảng Ninh ạ. Vâng, xin cảm ơn cô Tuyết ở cửa ông ạ. Vâng, xin cảm ơn. Thế thầy cô không có câu hỏi gì à? Vâng, rất là mong được nghe. Vâng, nếu như không có câu hỏi gì thì có lẽ là chúng ta lại tiếp tục nhé. Rồi thầy cô lại hỏi sau ạ. Vâng, báo cáo thầy cô là tôi đang dừng lại ở việc là chúng ta đang xây dựng kế hoạch bài dạy của giáo viên.
Thế thì khi nói đến kế hoạch bài dạy của giáo viên ấy, thì ở đây thì tôi cũng muốn các thầy cô chúng ta sẽ hồi tưởng lại, hay nói cách khác là chúng ta sẽ tư duy lại một chút, là xem là chúng ta thường xây dựng kế hoạch bài dạy như thế nào, chúng ta sẽ chú trọng gì đến xây dựng kế hoạch bài dạy. Thế và với lớp 9 thì các thầy cô sẽ dự kiến là làm sao, bởi vì tôi được biết là kế hoạch bài dạy đối với lớp 9 thì mặc dù năm nay chúng ta mới thực hiện đối với chương trình 2018, nhưng mà các thầy cô cũng vẫn xây dựng kế hoạch bài dạy của chương trình hiện hành, tức là chương trình 2006 ấy, theo cái công hướng dẫn của công văn 512 rồi, cho các thầy cô cũng sẽ không lạ nhiều. Tuy nhiên thì với chương trình của lớp 9 ở 2006 thì khi các thầy cô xây dựng là các thầy cô đang dựa trên cái chuẩn kiến thức kỹ năng để chúng ta chuyển sang xây dựng kế hoạch dạy học các bài đó theo năng lực, nhưng thì nó sẽ có những cái khó. Nhưng bây giờ nếu mà chúng ta sẽ thiết kế nó theo cái cách là chúng ta đối với chương trình năng lực luôn, thì các bài học trong sách sẽ giúp cho các thầy cô rất là nhiều để các thầy cô có thể thiết kế. Thế thì trong phần này, trong phần xây dựng kế hoạch bài dạy này thì tôi sẽ có hai phần ạ. Phần thứ nhất là tôi sẽ giới thiệu qua một chút về cái cách xây dựng kế hoạch bài dạy của chương trình lớp 9, và tôi sẽ minh họa ở một bài, và cái bài tôi minh họa chính là bài mà các thầy cô sẽ xem video mình tiết dạy minh họa luôn, và nếu trong tài liệu tập huấn thì nó cũng hiển thị ở trong tài liệu tập huấn ạ. Thế vì không có thời gian, nếu chúng ta có cả một ngày thì tôi sẽ để các thầy cô sẽ phân tích một cái kế hoạch bài dạy trước, sau đó chúng ta sẽ xem video rồi chúng ta rút ra kết luận. Nhưng vì không có thời gian cho nên là tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô luôn, và trong quá trình hướng dẫn thì các thầy cô có thể ghi chép lại. Tí nữa chúng ta khi sang phần xem video tiết dạy, chúng ta sẽ hình dung xem là với thiết kế như thế thì cô giáo dạy kế hoạch bài dạy minh họa đó đã làm những điểm gì mà giống như là thiết kế mà các tác giả đã gợi ý trong sách. Thế thực ra thì các thầy cô thấy là nếu như có thời gian thì đây tôi đang định cho các thầy cô thực hiện một cái hoạt động là thầy cô phân tích kế hoạch bài dạy minh họa trong thầy tập huấn theo một cái gợi ý như này. Nhưng vì không có thời gian trên cái phần này thì tôi sẽ tạm bỏ qua. Thế và chúng ta sẽ đi sâu vào một cái kế hoạch bài dạy minh họa luôn. Tôi sẽ đưa ra phần hướng dẫn trước, sau các thầy cô sẽ xem video ạ. Thứ nhất là về cấu trúc của kế hoạch bài dạy thì các thầy cô thấy là theo phụ lục số 4 của công văn 512, các thầy cô thấy cấu trúc của cái bài dạy này nó cũng chủ yếu có 3 phần chính. Phần thứ nhất là mục tiêu bài học, phần thứ hai là thiết bị và học liệu sử dụng trong dạy học, và phần thứ ba là tiến trình dạy học. Thế và trong tiến trình dạy học thì các thầy cô thấy là chúng ta sẽ có bốn cái hoạt động cơ bản, đó là hoạt động mở đầu, hoạt động hình thành kiến thức, hoạt động luyện tập và hoạt động vận dụng. Thế và bốn hoạt động trong một kế hoạch bài dạy này thì các thầy cô thấy nếu chúng ta link vào, tham chiếu vào cái sách giáo khoa giáo dục công dân gần của bộ sách cánh diều thì chúng tôi cũng đang thiết kế cấu trúc sách, cấu trúc mỗi một bài học theo bốn hoạt động mở đầu. Ở trong cấu trúc của công văn 512 thì trong sách giáo khoa chúng tôi cũng vẫn đang đề là hoạt động mở đầu. Và trong hoạt động mở đầu các thầy cô, khi thầy cô nghiên cứu thầy cô sẽ thấy là nó sẽ có một cái phần câu dẫn có tính chất định hướng, và nó sẽ có một cái yêu cầu và để thực hiện dựa trên câu dẫn đó, và cái yêu cầu đấy thầy cô hoàn toàn có thể dựa vào để thiết kế một cái hoạt động cho hoạt động mở đầu. Hay là cái hoạt động hình thành kiến thức thì trong sách giáo khoa thì tôi đang để hoạt động khám phá. Bản chất của hình thành kiến thức tức là muốn học sinh tìm tòi khám phá tri thức từ các cái nguồn khác nhau, từ tài liệu, từ ngữ liệu trong sách, từ tài liệu trong thầy cô cung cấp, từ ngữ liệu trong đời sống. Đấy, như vậy thì bản chất của hình thành thì thông qua các hoạt động khám phá tìm kiếm chiếm lĩnh này, nó có thể chiếm lĩnh được kiến thức và kỹ năng để đưa vào trong cái hệ thống kiến thức kỹ năng của mình. Thế thì trong sách giáo khoa chúng tôi đang thiết kế nó ở dưới các hoạt động khám phá. Trong khám phá sẽ có tìm hiểu kiến thức một, kiến thức hai, mà kiến thức đấy lấy được ra từ chương trình. Đấy. Hoạt động thứ ba là hoạt động luyện tập thì trong sách giáo khoa cũng đang để hoạt động luyện tập từ bốn hoạt động vận dụng. Thế thì trong sách là để bốn dạng hoạt động này, và đặc biệt các thầy cô sẽ nhìn thấy là ở hoạt động hình thành, ở hoạt động khám phá trong sách ấy, là đang được thiết kế các hoạt động khám phá gắn với các đơn vị kiến thức để giúp cho người học hình thành các kiến thức này. Các hoạt động luyện tập thì đang thiết kế theo các cái dạng bài tập, có những bài tập để củng cố kiến thức nhưng cũng có những cái bài tập để mà rèn các kỹ năng, thực hành các kỹ năng làm thử trước khi các con vận dụng trong đời sống. Thế còn hoạt động vận dụng trong sách thì được thiết kế để các con thực hiện ở nhà, học sinh thực hiện ở nhà. Thế thì cấu trúc kế hoạch bài dạy theo 5512 thì cũng được tác giả đã bám sát vào đó để xây dựng thành các hoạt động trong sách giáo khoa. Trên khi các thầy cô sử dụng sách giáo khoa, các thầy cô thiết kế kế hoạch bài dạy này cũng rất là thuận lợi. Và đặc biệt là khi các thầy cô thiết kế thì các thầy cô sẽ hướng đến thực hiện các yêu cầu của chương trình từ mục tiêu cho đến các cái yêu cầu về nội dung.
Tuy nhiên khi mà viết thành kế hoạch bài dạy thì chúng ta sẽ phải chú ý một số những cái điểm. Ở đây thì tôi cũng xin lưu ý các thầy các cô. Thứ nhất là khi mà chúng ta xây dựng bám sát theo cấu trúc thì một cái cấu trúc của một kế hoạch bài dạy thì nó sẽ có các thông tin. Và những thông tin này thì thầy cô thấy là các thầy cô thấy nó không phải là cứng, nó là cứng nhất đâu. Đây chỉ là cái khung thôi. Các thầy cô nhớ là đây là khung kế hoạch chứ không phải là mẫu. Cho nên là các thầy cô không có kế hoạch bài dạy mẫu á, chúng ta chỉ có khung kế hoạch bài dạy mà theo hướng dẫn của phụ lục số 4 trong văn bản 2. Và chúng ta sẽ xây dựng cái kế hoạch của mình theo cái khung đó. Thế còn một trong mỗi một ô, trong mỗi một cái nội dung, một cái nội dung trong cái khung này thì thầy cô hoàn toàn có thể viết và triển khai theo các cái cách thức khác nhau. Thế thì cũng lưu ý với các thầy cô như vậy để các thầy cô thấy là chúng ta sẽ không có kế hoạch bài dạy mẫu đâu ạ. Thế và chúng ta cũng không có giáo án mẫu, chúng ta chỉ có khung kế hoạch bài dạy theo hướng dẫn. Và khi chúng ta thiết kế dựa trên cái khung này, thiết kế thành một cái kế hoạch bài dạy cụ thể hay một cái giáo án cụ thể thì cái kế hoạch bài dạy hay giáo án đấy là chính là kế hoạch mà chúng ta đã làm. Thế còn chúng ta có những cái ta gọi là kế hoạch bài dạy minh họa, tức là tôi minh họa cho cái khung này, cho cái hướng dẫn này bằng một cái bản kế hoạch, thì đấy chỉ là kế hoạch bài minh họa thôi. Trên thống nhất với các thầy cô này là tác giả biên soạn sách giáo khoa cánh diều, giáo dục công dân cánh diều thì không bao giờ soạn giáo án mẫu, không bao giờ xây dựng kế hoạch bài dạy mẫu ạ. Chúng ta có sách giáo viên, nhưng sách giáo viên là sách hướng dẫn thầy cô để dạy học các bài trong sách, và sách hướng dẫn giáo viên cũng thiết kế dựa trên các nội dung của sách giáo khoa nhưng mà được hướng dẫn kỹ hơn đấy, liên quan đến từng cái mục trong trong bài. Thế các thầy cô lưu ý, vì vậy sách giáo viên chúng tôi thiết kế để hỗ trợ thầy cô, không phải là mẫu, nên các thầy cô cũng không thể nói rằng đây là mẫu mà thầy cô phải tuân thủ ạ. Về kể cả sách giáo khoa các thầy cô cũng thấy ạ, khi chúng tôi thiết kế cũng là tài liệu để thầy cô dạy học và tài liệu để học sinh học tập, và chúng tôi thiết kế dựa trên chương trình nhưng nó cũng không phải là mẫu, sách giáo khoa cũng không phải là bắt buộc, không phải là tài liệu có tính pháp lý mà các thầy cô phải tuân thủ. Như thế thầy cô hoàn toàn có thể thay đổi những cái cấu trúc trong sách làm sao cho nó phù hợp với hiệu quả bài học mình của cái đơn vị của mình. Thế cho nên ở đây thống nhất với thầy cô trong một quan niệm là không có kế hoạch bài dạy mẫu, không có giáo án mẫu, và chúng ta sẽ lấy chương trình làm chuẩn, lấy chương trình làm căn cứ để chúng ta có thể xây dựng kế hoạch bài dạy, thiết kế giáo án. Cho nên chính vì thế thầy cô lưu ý là chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo và linh hoạt trong sử dụng. Về hướng dẫn và thiết kế thì đầu tiên các thầy cô sẽ nhìn thấy trong cấu trúc sách thì việc đầu tiên là chúng ta thiết kế mục tiêu bài học. Thế thì trong công văn 5512 ở phụ lục số 4 trong khung kế hoạch của người ta thì ta hướng dẫn là gần mục tiêu chúng ta có viết mục tiêu kiến thức, mục tiêu năng lực và mục tiêu phẩm chất ạ. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với mục tiêu ạ. Đó, khi thiết kế mục tiêu chẳng hạn nếu viết theo 512 thì trong công văn 512 ghi rõ này ở phụ lục số 4 này, kiến thức, mục tiêu về kiến thức thì người ta hướng dẫn là nêu cụ thể nội dung kiến thức học sinh cần học trong bài theo các yêu cầu cần đạt đã ghi trong chương trình sách giáo khoa. Như vậy các thầy cô nhìn thấy cái chữ tôi đánh dấu bôi vàng ấy, là đây là gì? Nêu cụ thể nội dung kiến thức học sinh cần học trong bài. Đấy. Ở đây các thầy cô thấy bản chất của cái mục tiêu bài học này chúng ta đang hướng đến mục tiêu phẩm chất và mục tiêu năng lực. Nhưng để ra được mục tiêu phẩm chất năng lực thì đầu vào chúng ta phải là kiến thức. Vậy chúng ta sẽ dùng những kiến thức nào là đầu vào? Là những kiến thức mà học sinh sẽ phải làm việc trên kiến thức đấy để ra được năng lực. Cho nên ở đây trong cái công văn 512 khi người ta không nói là nêu cụ thể học nội dung kiến thức học sinh được học sinh cần đạt, mà người ta ghi là học sinh cần học. Các thầy cô chú ý cái chữ cần học tôi đánh dấu ạ, để các thầy cô xác định là khi chúng ta viết chúng ta sẽ sử dụng cách viết như thế nào cho phù hợp. Thế các thầy cô sẽ nhìn thấy là vậy thì kiến thức nó là cái gì? Các thầy cô sẽ nhìn thấy kiến thức ạ. Kiến thức là cái sẽ tồn tại trong đầu học sinh sau mỗi bài học. Đấy. Thầy cô nhớ là kiến thức là cái nó sẽ tồn tại trong đầu học sinh sau bài học. Như vậy là chúng ta sẽ không thể nào nhìn thấy cái tồn tại trong đầu học sinh được. Đấy, cho nên là vì vậy thì các thầy cô sẽ thấy, nhưng mà với dạy học theo chuẩn kiến thức thì chúng ta sẽ phải làm sao để xác định rằng trong đầu học sinh có những kiến thức nào sau khi học. Vì vậy câu hỏi chúng ta sẽ hỏi chủ yếu là nêu khái niệm, giải thích lý do để giải thích biểu hiện, hay là nêu khái niệm trình bày biểu hiện lấy ví dụ. Đấy, thì chúng ta sẽ lôi những cái mà học sinh đã có trong đầu ra bằng những cái lệnh hỏi như thế. Nhưng nếu mà chúng ta xác định mục tiêu chúng ta không phải là kiến thức mà mục tiêu là năng lượng, vậy thì kiến trong đầu học sinh đấy sẽ được sử dụng để người học hoạt động, làm việc và bộc lộ những kiến thức này thông qua các hoạt động của mình. Cho nên là cái cách xác định mục tiêu kiến thức chúng ta sẽ dựa vào những yêu cầu cần đạt về nội dung để trong chương trình, rồi chúng ta tham khảo nội dung sách giáo khoa để chúng ta có thể liệt kê ra các cái đơn vị kiến thức của bài học. Thế và đối với kiến thức thì thường thường người ta có thể sử dụng danh từ hoặc động từ để diễn đạt.
Đấy, tôi lấy một ví dụ, các thầy cô sẽ nhìn thấy là tôi lấy ví dụ ở bài 3. Bài 3 thực chất là chính là cái bài là bài mà chúng ta sẽ tí nữa chúng ta sẽ xem một cái tiết dạy, cái giờ học minh họa cho bài 3 này. Đấy, thì các thầy cô sẽ nhìn thấy là bài 3 đấy ạ. Và cái bài 3 thì các thầy cô sẽ thấy là theo chương trình ấy, tôi đang nói là dựa vào yêu cầu cần đạt của chương trình, thì yêu cầu cần đạt của chương trình đang đưa ra 5 cái yêu cầu cần đạt. Đấy, hiểu được thế nào là hoạt động cộng đồng, giải thích cái phần ô trắng ở trên ấy. Đấy, cái phần mà tôi đang chiếu chỉ đây này. Đấy, đây chính là chương trình, nguyên văn trong chương trình mà trong sách giáo khoa thì cô thấy đây cũng chính là được thể hiện, được viết luôn trong sách đấy. Đây là những yêu cầu này được viết lên trong sách giáo khoa ở phần yêu cầu cần đạt. Thế bạn, khi mà chúng ta xây dựng cái bài dạy thì cái yêu cầu này chúng ta không phải là bê nguyên yêu cầu cần đạt đặt vào cái mục tiêu bài học, mà chúng ta sẽ phải diễn đạt cái yêu cầu cần đạt này này đấy thành mục tiêu của bài học. Thế thì ở đây chúng ta có mục tiêu kiến thức, tôi đã viết mục tiêu kiến thức theo hai cách ạ. Đấy, theo năm 1 2, cách viết số 1, và đây là viết theo cách viết số 2. Cách viết số 1, tôi liệt kê những kiến thức học sinh cần học, nhưng nên tôi dùng động danh từ, không dùng động từ. Đấy, thế nào là hoạt động ở cộng đồng, sự cần thiết phải tham gia vào cộng đồng, trách nhiệm của học sinh trong cộng đồng. Như vậy các thầy cô nhìn vào 5 cái yêu cầu cần đạt này thì yêu cầu số 1, yêu cầu số 2, yêu cầu số 3, yêu cầu số 3 đấy là ba yêu cầu chứa kiến thức. Còn yêu cầu số 4 và yêu cầu cần đạt số 5 là yêu cầu không chứa kiến thức. Như vậy chúng ta không thể viết hai yêu cầu này vào trong phần kiến thức được ạ, mà chúng ta sẽ chỉ viết cái ba cái yêu cầu cần đạt này vào phần kiến thức thôi ạ. Và cách viết thì số 1 là tôi không sử dụng các cái động từ mà tôi liệt kê những kiến thức là thế nào là cộng đồng, tức là khái niệm ạ. Đấy, sự cần thiết phải tham gia hoạt động cộng đồng. Đấy, trách nhiệm của học sinh hoạt động. Như vậy là mục tiêu kiến thức được tôi viết theo cách thứ nhất và tôi dùng danh từ. Cách viết này chính là đáp ứng cái nêu cụ thể nội dung kiến thức học sinh cần học trong bài. Thế mà trong sách giáo khoa chúng tôi cũng đang đặt vấn đề, một là khái niệm hoạt động cộng đồng và các loại hoạt động cộng đồng, hai là sự cần thiết hoạt động cộng đồng trong sách giáo khoa cho tôi. Nhưng cho nên ở đây là dựa vào yêu cầu cần đạt, tham khảo sách giáo khoa để liệt kê các đơn vị kiến thức của bài học mà học sinh cần học. Đây là cách viết số 1 ạ. À, cách viết số 2 các thầy cô sẽ nhìn thấy ạ, à, mà chúng ta vẫn đang viết như thế này ạ, à, là viết là chúng ta sử dụng động từ, tức là chúng ta đặt hiểu được, giải thích được, biết được, chúng ta viết đúng như là yêu cầu về kiến thức. Đây có ba yêu cầu chứa kiến thức chúng ta viết xuống ạ. À, thầy cô đang viết trên màn hình của tôi rồi, thầy cô nào đang sử dụng bút đỏ ạ, à, bút đỏ đang viết trên màn hình, vẽ trên màn hình đấy, và tôi đang đánh dấu những cái động từ này bằng cái màu tím tím ấy. Thầy cô nhìn thấy ạ. À, đấy, nếu tôi bỏ đây thì tôi đang liệt kê kiến thức ạ. À, còn nếu tôi để động từ vào, tức là các thầy cô thấy chúng ta đang viết những cái động từ mô tả, và cái này thì khi chúng ta viết mục tiêu kiến thức kỹ năng ở chương trình 2016 chúng ta hay viết như thế này đấy. Như vậy có hai cách viết, thì cách viết nào đấy là do các thầy cô trình bày, nhưng vấn đề ở chỗ là chúng ta đang hiểu rằng đây là những cái học sinh nó sẽ tồn tại trong đầu học sinh sẽ làm việc với những kiến thức này để cuối cùng ra được phẩm chất và năng lực. Thì đấy là cách viết mục tiêu kiến thức mà lưu ý với các thầy các cô. Và đây thì tôi cũng nói là chẳng có 3 năm 1 2 cũng không hướng dẫn các thầy cô là viết cách 1 hay cách 2 là đúng, bởi vì viết cách 1 cách 2 đều không sai, đều đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình ạ. À, mà đều là thể hiện được những kiến thức trong bài học. Còn thầy cô nào mà đưa cái yêu cầu tham gia tích cực để phê phán vào kiến thức, tức là thầy cô đang làm sai, vì đây hai cái này nó không phải là kiến thức ạ. À, các thầy cô phải nhìn đấy, trong yêu cầu cần đạt cái gì chứa đựng kiến thức thì các thầy cô sẽ viết nó ở phần tiêu kiến thức. Đấy là cái điểm thứ nhất mà tôi lý với thầy cô trong phần mục tiêu ạ. À, cái điểm thứ hai trong phần viết mục tiêu, tức là mục tiêu về năng lực, thì trong công văn 5 năm 1 2 ghi rất là rõ là nêu cụ thể yêu cầu học sinh làm được gì. Đấy, các thầy cô nhớ nhé, học sinh làm được gì, tức là nó phải làm được ạ. À, làm được ở đây các thầy cô chú ý cái từ tôi đánh dấu của bà này. Thế ở trong này người ta mở ngoặc ra, biểu hiện cụ thể của năng lực chung và năng lực đặc thù môn học cần phát triển. Như vậy các thầy cô nhớ này, biểu hiện đặc thù của năng lực chung này và của năng lực, như vậy là biểu hiện là tay, nếu ta phân tích ra ta sẽ là biểu hiện đặc thù của năng lực chung, biểu hiện đặc thù của năng lực môn học. Như vậy sẽ có hai loại năng lực chung và môn học, và khi chúng ta viết ra là phải viết biểu hiện cụ thể chứ không phải chúng ta viết tên năng lực. Các thầy cô nhớ ạ, viết biểu hiện tức là những cái làm được cụ thể năng lực, chứ không viết tên năng lực. Các thầy cô chú ý nhá. Đấy, nhưng ở đây các thầy cô nhìn cái chữ cần phát triển của tôi gạch chân này. Như vậy thì không phải năng lực nào, bài học nào cũng phải hình thành đặt các năng lực, các phẩm chất, mà thầy cô nhớ là với năng lực môn học chúng ta đang có 3 năng lực. Như vậy thì bài học này có cơ hội hình thành năng lực nào hay là có cơ hội phát triển năng lực nào thì tôi sẽ đặt nó trong năng lực đấy.
không khiên cưỡng ạ. Tôi lấy ví dụ có thầy giáo nói là khi dạy toán thì em hình thành cho học sinh phẩm chất yêu nước, thầy cô thấy không nghiêm khiên cưỡng ạ. Đấy, hình thành phẩm chất yêu nước thì đúng nhưng mà xa lắm. Cho nên bài học môn toán thì thường thường hình thành phẩm chất chăm chỉ là sẽ dễ, nhưng mà môn giáo dục công dân chúng ta thì hình thành phẩm chất yêu nước rất là rõ ràng. Thế các thầy cô sẽ thấy là, cho nên ở đây là chúng ta lựa chọn năng lực và biểu hiện của năng lực thì các thầy cô phải chú ý đến cái từ cần phát triển này. Cho nên là có bài học thầy cô xác định cho đến đủ cả ba năng lực luôn, các thành phần luôn ạ. À, nhưng có bài học thầy cô còn liệt kê cả ba năng lực chung và ba năng lực của môn học thành 6 cộng với lại ba bốn phẩm chất thành 9. Như vậy thầy cô thấy là một bài học cho dù là 3 tiết hay 4 tiết thì chỉ có bài học 2 tiết thôi mà ta hình thành gần đấy mục tiêu thì chúng ta rất là khó. Cho nên là các thầy cô chú ý đến những cái dấu hiệu này, các thầy cô nhớ. Điểm nữa là những việc học sinh làm trong hoạt động học để chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức, các thầy cô chú ý hai cụm từ đấy. Như vậy là kiến thức để học sinh chiếm lĩnh vận dụng chính là cái để hình thành các năng lực này, cho các thầy cô chú ý đến. Thế và cái cách viết này thì tôi cũng đã có một cái gợi ý thầy cô thấy này, để chúng tôi lưu ý là năng lực được biểu hiện thông qua hành động của học sinh, nó sẽ gồm các cách thao tác tay chân và thao tác tư duy hoặc cả hai. Như vậy thì năng lực học sinh nó sẽ có những thao tác mà học sinh sẽ làm, chúng ta quan sát thấy ạ. Nhưng có những thao tác nó thực hiện trong tư duy và chúng ta phải có nhiệm vụ lôi ra bằng cách nó sẽ phải mô tả lại cái thao tác trong tư duy đó, hoặc nó sẽ hiển thị thao tác tư duy bằng một cái hành động cụ thể hoặc bằng một cái sản phẩm cụ thể, cả hai. Đấy. Thứ hai là cách xác định năng lực thì chúng ta xác định từ các đơn vị kiến thức liệt kê dựa vào yêu cầu cần đạt, tham khảo sách quan để lọc ra những hành động học sinh cần từ cái đơn vị kiến thức đấy. Các thầy cô chú ý nha, chúng ta sẽ không hề vứt kiến thức đi đâu ạ, à, mà chúng ta thấy từ những đơn vị kiến thức đã được liệt kê trong bài học ở phần tiêu kiến thức trên này hoặc là trong sách giáo khoa thì chúng ta sẽ sự lọc ra hành động của học sinh cần thực hiện với đơn vị kiến thức đó đấy. Như học sinh sẽ thảo luận với khi làm việc với đơn vị kiến thức này, như vậy khi học sinh thảo luận với đơn vị kiến thức này thì nó sẽ góp vào cái năng lực giao tiếp hợp tác ạ. Hay là học sinh sẽ tự đọc, tự phân tích nghiên cứu sách giáo khoa và đưa ra những cái quan điểm và đưa ra những cái ý kiến của mình. Như vậy các thầy cô sẽ thấy là tự đọc phân tích đưa ra ý kiến nó sẽ hướng đến cái năng lực là tự chủ và tự học ạ. Hay dù với năng lực môn học chẳng hạn, các thầy cô sẽ nhìn thấy ạ, các con sẽ nhận xét đánh giá hành vi của chủ thể A, B, C trong tình huống. Như vậy nhận xét đánh giá đấy là hành động học sinh làm việc với một cái tình huống cụ thể, các thầy cô sẽ nhìn thấy ạ. Như vậy thì từ các đơn vị kiến thức thì chúng ta sẽ phải lọc ra các hành động học sinh cần thực hiện. Cho nên là khi chúng ta viết mục tiêu năng lực là chúng ta sẽ sử dụng các cái động từ để mô tả hành động. Một năng lực thật phải thông qua hành động, mà đã hành động thì đang dùng động từ. Vì vậy mục tiêu là biểu hiện cụ thể của năng lực chứ không phải là tên gọi của năng lực. Cái đấy các thầy cô chú ý đến chúng ta viết mục tiêu năng lực ạ. Và đây là một cái ví dụ để các thầy cô sẽ nhìn thấy ạ. Đấy. Các thầy cô sẽ nhìn thấy là trong phần này thì tôi viết chủ yếu là ở bài 3 thì tập trung vào năng lực của môn học. Và năng lực của môn học này thì nó sẽ góp phần vào những cái năng lực nói chung, chẳng hạn với cái bài tích cực tham gia hoạt động cộng đồng dứt khoát, các thầy cô sẽ thấy nó sẽ góp phần luôn đến năng lực giao tiếp và hợp tác và năng lực giải quyết các vấn đề. Đấy. Như vậy thì rõ ràng ở bài học này chúng ta phải tạo môi trường cho học sinh hợp tác với nhau để phát triển cái năng lực giao tiếp hợp tác, và tạo môi trường cho học sinh sẽ giải quyết những vấn đề khi tham gia các hoạt động cộng đồng để người học có thể giải quyết được. Cho nên là nhìn tên bài cũng đã thấy là cái năng lực hướng đến năng lực chung là như thế nào rồi. Tích cực tham gia hoạt động cộng đồng nó cũng hướng đến phẩm chất, thì con sẽ nói đến phẩm chất ạ. Đấy. Thế thì trong đấy đây tôi tập trung vào cái năng lực của môn học ạ, thì chúng ta có ba năng lực là giao tiếp hợp tác, điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân. Thì ở bài học này chúng ta thấy nó đều có cơ hội để hình thành và phát triển cả ba năng lực này. Thế và đây đối với năng lực giao tiếp hợp tác, năng lực giao tiếp hợp tác thì cô sẽ nhìn thấy tôi sử dụng cái biểu hiện cụ thể là biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh để trình bày khái niệm cộng đồng. Như vậy khi tôi cho học sinh làm việc với khái niệm cộng đồng thì cái hành động mà học sinh sẽ phải bộc lộ ra được, cái việc sẽ phải làm được là biết sử dụng ngôn ngữ để trình bày khái niệm này và thảo luận nhằm làm rõ một số hoạt động cộng đồng. Như vậy kiến thức chính là khái niệm cộng đồng, là một số hoạt động cộng đồng, và khi làm việc với cái kiến thức này thì người học phải biết sử dụng ngôn ngữ và biết thảo luận đấy. Như vậy các thầy cô sẽ nhìn thấy là cái biểu hiện của những cái hành động mà được thực hiện cho từng năng lực được viết trong mục tiêu này. Hay ví dụ là năng lực điều chỉnh hành vi là năng lực của môn học, các thầy cô sẽ nhìn thấy ạ, cái chữ màu đỏ chính là kiến thức. Để khi làm việc với kiến thức, đơn vị kiến thức, sự cần thiết của việc tham gia hoạt động cộng đồng, trách nhiệm học sinh, đây là hai đơn vị kiến thức mà thầy cô đã thấy ở phần mục tiêu kiến thức đã liệt kê ra. Thì với năng lực điều chỉnh hành vi các thầy cô sẽ nhìn thấy cái từ giải thích được, nhận thức được này,
phê phán này, đấy, ba cái động từ hành động mà tôi lọc ra gắn với cái việc kiến thức. Như vậy thì khi nói đến sự cần thiết, học sinh phải giải thích được từ nó. Khi nói đến trách nhiệm, học sinh phải nhận thức được, thì đấy là điều chỉnh hành vi. Nó sẽ gắn với năng lực điều chỉnh nhận thức chuẩn hành vi và nhận xét về những chuẩn hành vi và phê phán biểu hiện thờ ơ, các thầy cô sẽ nhìn thấy. Đấy là những cái động từ liên quan đến năng lực điều chỉnh hành vi, vì các thầy cô thấy khi phân tích năng lực điều chỉnh hành vi trong cái slide ở số 3, số 4 ở trên bài tôi đã nói đến, năng lực điều chỉnh hành vi được biểu hiện ở thứ nhất đó là nhận thức chuẩn hành vi ạ. Đấy, nhận thức trách nhiệm. Đấy, rất rõ. Thứ hai đó là nhận xét đánh giá chuẩn hành vi, đó là phê phán những biểu hiện thờ ơ với nhận xét và đánh giá, thì cô thấy rất là rõ được. Đấy. Và cái năng lực phát triển bản thân là các thầy cô thấy là lập được kế hoạch và tham gia một hoạt động cộng đồng phù hợp với lại lứa tuổi do trường lớp địa phương tổ chức, và nó gắn với cái yêu cầu cần đạt này, các thầy cô sẽ nhìn thấy nếu mà nó chỉ chuẩn ra, các thầy cô sẽ thấy này, tham gia tích cực tự giác hoạt động chung của cộng đồng. Đấy, như vậy muốn tham gia được, tôi lập kế hoạch của tôi tham gia phù hợp với lứa tuổi địa phương, rồi phê phán biểu hiện thờ ơ liên quan đến năng lực điều chỉnh hành vi. Đấy, tham gia tích cực là năng lực liên quan đến năng lực là điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân, các thầy cô chú ý đến. Thì trong cái yêu cầu cần đạt nó đã chỉ ra như vậy, chúng ta sẽ đặt vào các cái mục tiêu, thì đây chính là cái mục tiêu năng lực đấy. Và như vậy thầy cô chú ý đến nhé, nếu chúng ta chỉ viết năng tên năng lực thôi thì không đạt, mà tôi phải nêu được các cái biểu hiện cụ thể. Biểu hiện cụ thể chính là những cái tôi đánh dấu đậm đấy ạ, và màu đỏ kia chính là các đơn vị kiến thức mà học sinh sẽ chiếm lĩnh và vận dụng. Thế thì các thầy cô chú ý đến cái phần mục tiêu về về kiến thức ạ. Thế còn mục tiêu về phẩm chất, à, đấy là mục tiêu về năng lực ạ. Thế còn mục tiêu về phẩm chất thì các thầy cô chú ý đến mục tiêu về phẩm chất đấy ạ. Đấy, chính là thái độ cần có để học sinh thực hiện việc tốt các hành động. Đấy, các thầy cô nhớ nhé. Phẩm chất là thái độ cần có để học sinh thực hiện được và thực hiện tốt hơn các hành động. Phẩm chất còn là cái bài học mà học sinh rút ra được cho bản thân và có thể chuyển hóa thành hành vi thông qua việc thực hiện hành động. Cho nên là khi mà chúng ta viết về cái mục tiêu phẩm chất, là chúng ta sẽ sử dụng tính từ hoặc những cái động từ chúng ta mô tả các cái biểu hiện của phẩm chất. Đấy. Và cách là dựa vào hành động của học sinh khi mà làm việc về kiến thức để chúng ta có thể xác định được cái phẩm chất. Thế và đây là một cái ví dụ tôi viết mục tiêu phẩm chất ạ. Phẩm chất nhân ái, tích cực chủ động tham gia các hoạt động từ thiện, hoạt động phục vụ cộng đồng. Đấy. Hay là trách nhiệm và quan tâm đến các công việc của cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động phục vụ cộng đồng của lứa tuổi. Như vậy các thầy cô nhìn thấy các cái hành động mà người học sẽ làm mà thông qua các hoạt động, thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn cái yếu tố này. Thế và thực ra thì với phẩm chất nhân ái trách nhiệm thì cái phần tích cực chủ động tham gia này, nếu các thầy cô quan tâm đến cái chương trình thì các thầy cô sẽ mở chương trình tổng thể ra. Thì trong chương trình tổng thể, ở phần phụ lục của chương trình tổng thể, họ mô tả những cái biểu hiện về các phẩm chất và năng lực chung rất là rõ ràng. Thế và tác giả chúng tôi là chúng tôi viết theo đúng chương trình luôn. Và như vậy thì nếu thực hiện phẩm chất ở cái bài học này, chính là chúng ta đã góp phần vào cái phẩm chất chương trình quy định. Thì đấy là về cách viết mục tiêu. Và trong năm 1-2 thì các thầy cô sẽ nhìn thấy là đấy, nêu cụ thể yêu cầu về hành vi thái độ. Thế nhá. Biểu hiện cụ thể cần của phẩm chất cần phát triển gắn với nội dung bài dạy. Như vậy thì phẩm chất phải gắn với nội dung bài dạy. Tránh cái việc chúng ta viết mục tiêu, chẳng hạn viết mục tiêu phẩm chất nhân ái chẳng hạn là tích cực chủ động tham gia trong học tập. Thế thì tích cực chủ động trong học tập thì gắn vào bài nào cũng được ạ. À, ở đây tôi dạy một bài về cộng đồng thì đương nhiên tích cực phải trong hoạt động cộng đồng. Để tôi dạy về bảo vệ di sản văn hóa thì phải tích cực chủ động trong bảo vệ di sản văn hóa. Đấy, các thầy cô chú ý đấy là phải gắn với cái nội dung bài dạy thì chúng ta mới xác định được đây là mục tiêu của bài học, chứ không phải là mục tiêu của cả chương trình đặt trong một bài học. Các thầy cô chú ý đến. Thì đấy là về viết mục tiêu ạ. Về phần thiết bị học liệu thì theo công văn 512 các thầy cô sẽ thấy thiết bị học liệu ở đây là chúng ta không phải cứ viết vào cho nó có đủ ạ, mà học liệu thiết bị viết vào là những học liệu thiết bị sẽ được sử dụng để thực hiện mục tiêu bài học. Đấy. Cho nên các thầy cô thấy là khi mà chúng ta sử dụng thiết bị học liệu thì chúng ta phải đảm bảo cái học liệu chúng ta dùng cho từng hoạt động và nó sẽ phải nêu rõ cái phương thức mà chúng ta sẽ thực hiện hoạt động như thế nào. Cho nên là tài liệu thiết bị học tập thì các thầy cô thấy đó là những cái nguồn phương tiện đồ dùng có thể có sẵn trong nhà trường, có thể do giáo viên tự làm, có thể trên internet. Thế ngoài những tài liệu như sách giáo khoa, sách giáo viên, vở bài tập vân vân thì các thầy cô có thể tranh ảnh video, thì những sử dụng những cái nào nhưng nó phải gắn với việc thực hiện cái mục tiêu bài học. Thế và đây các thầy cô thấy trong bài tích cực học, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng thì chúng tôi cũng đã ví dụ cho thầy cô đấy một cái cách viết trong cái đó như thế này. Chẳng hạn sách giáo khoa, sách bài tập cho cô dân lớp 9 ấy, rồi máy chiếu, rồi hình ảnh liên quan đến hoạt động luyện tập,
rồi video liên quan đến, thậm chí có cả đường link để cho người học xem, các thầy cô sẽ chú ý đến những cái ví dụ như này đấy. Thì đấy là thiết bị và học liệu. Thế còn về tiến trình dạy học thì viết theo công văn 512 để hoạt động. Thứ nhất là hoạt động mở đầu, để tôi cũng lấy một cái ví dụ để hoạt động mở đầu, trong đấy có phần mục tiêu, có phần nội dung, có phần sản phẩm. Đây là một cái thiết kế cho hoạt động mở đầu để cô sẽ nhìn thấy khi mà thiết kế. Thì tất cả cái này thì trên trên hệ thống học 10.vn đấy, chúng tôi cũng đã đưa những cái và phần phân tích này, những cái slide này lên để các thầy cô hoàn toàn có thể tham khảo lên. Thế đây là cách mà tôi viết một cái, hoặc chúng tôi viết một cái hoạt động mở đầu đấy, mà gợi ý cho sách, trong sách giáo viên đấy, và cũng là gợi ý cho giáo viên dạy cái giờ dạy minh họa. Tất nhiên trong giờ dạy minh họa thì các thầy cô xem nó sẽ có những cái điểm khác hơn, thầy cô có điều chỉnh so với lại những cái nội dung mà chúng tôi viết trong sách giáo viên hoặc trong sách giáo khoa, nhưng mà đều dựa trên cái phần sách giáo khoa đấy ạ. Hay hoạt động thứ hai là hoạt động hình thành kiến thức chẳng hạn. Các thầy cô thấy thì hoạt động như là kiến thức số 1 trong cái bài học này, đó là tìm hiểu hoạt động cộng đồng và sự cần thiết của cộng đồng. Như vậy các thầy cô sẽ nhìn thấy là trong sách giáo khoa nó là khái niệm hoạt động cộng đồng và sự cần thiết hoạt động cộng đồng, cho nên là dựa ở đây các thầy cô sẽ nhìn thấy rất nhiều nội dung sách giáo khoa được giáo viên thiết kế cho bài. Đấy là cách viết, thiết kế mục tiêu. Và các thầy cô chú ý đến là mục tiêu của hoạt động là hướng nó sẽ thực hiện một mục tiêu của bài học. Các thầy cô sẽ nhìn thấy cái mục tiêu này, đấy, tôi đang di cho chuột đấy, các thầy cô nhìn thấy này, học sinh biết sử dụng ngôn ngữ, đây chính là cái mục tiêu mà trong mục tiêu năng lực giao tiếp hợp tác tôi đã viết ạ. Đấy, như vậy thì ở hoạt động hình thành kiến thức này, số 1 này, thì đây chính là thực hiện mục tiêu đầu tiên về năng lực mà đã được viết trong mục tiêu bài học. Cách thực hiện đây, các thầy cô sẽ nhìn thấy cách thực hiện, chia lớp, giao nhiệm vụ. Đấy. Sau đó sản phẩm là như cái gì và cách thiết kế, thì đấy là với hoạt động hình thành kiến thức ạ. Với hoạt động luyện tập thì các thầy cô sẽ nhìn thấy hoạt động luyện tập thì cũng được thiết kế theo cái hướng dẫn của công văn 5512. Các thầy cô sẽ nhìn thấy, và đây các thầy cô sẽ thấy là mục tiêu là hệ thống lại kiến thức kỹ năng hoạt động cộng đồng đó. Đấy, ngoài ra thì trước hoạt động luyện tập này ta còn có hoạt động kiến thức một, kiến thức hai, kiến thức ba nữa, nên là chính vì thế là tôi đề hoạt động tập tăng lên là 4 ạ. Vì đây là thời gian tôi chỉ giới thiệu để các thầy cô có thể tham khảo thêm trong cái cách mà trình bày một cái kế hoạch bài dạy như thế. Thế còn lại là trên đây còn có hoạt động luyện tập và hoạt động khám phá hình thành kiến thức số 2, số 3 nữa. Và những cái sản phẩm thì thiết kế, và những cái phiếu này các thầy cô thấy nó sẽ để trong phụ lục của kế hoạch bài dạy, chứ nó không đưa vào trong cái phần kế hoạch, nó sẽ nằm trong phụ lục của kế hoạch bài dạy. Chúng ta thấy phiếu số 1 và số 2 thiết kế, và những phiếu này là thiết kế dựa trên các sách giáo khoa, thì đây là những cái phiếu mà các thầy cô sẽ thấy là chúng tôi đang xây dựa trên các cái bài tập trong sách. Ví dụ phiếu số 1 là xây từ bài tập số 1, phiếu số 2 là đang xây dựng từ bài tập số số 4 á, và bài tập số 4 trong sách giáo khoa của bài 3. Đấy, nếu thầy cô thấy tham khảo thì cô sẽ nhìn thấy cái cách chúng tôi thiết kế này vẫn có mục tiêu, có tổ chức thực hiện và có sản phẩm. Đấy, và cái kết luận thì các thầy cô thấy là sẽ dựa trên giáo khoa để đưa ra những kết luận cho thầy của mình. Với cái hoạt động cuối cùng là hoạt động vận dụng trong một bài học, các thầy cô thấy cũng vẫn thiết kế theo cái cấu trúc của công văn 5512, có mục tiêu, có tổ chức thực hiện, có sản phẩm. Thế và ở hoạt động vận dụng này các thầy cô chú ý đến là sẽ chủ yếu thực hiện, sinh chủ yếu thực hiện ở nhà. Thế nhưng cũng có những hoạt động chúng ta sẽ thực hiện trên lớp. Ví dụ tôi lập kế hoạch thì tôi có thể thực hiện trên lớp, thảo luận, trao đổi để thống nhất kế hoạch. Sau đó tôi về nhà tôi thực hiện theo kế hoạch, chứ cũng không ai có thể thực hiện kế hoạch vận dụng để trên lớp được ạ. Mà thường thường hoạt động vận dụng sẽ thực hiện ở nhà. Thế cho nên là những cái hoạt động nào mà trong hoạt động vận dụng tôi sẽ dự kiến trên lớp thì là những hoạt động chuẩn bị cho cái hoạt động vận thực tế trong thực tế. Thì cô sẽ thấy là cái cách thiết kế thì đây chính là hoạt động vận dụng mà trong một cái bài học dựa vào sách giáo khoa chúng tôi thiết kế. Và hoạt động vận dụng này là thiết kế từ hai bài vận dụng trong sách giáo khoa ở giáo dục công dân lớp 9 ở bài số 3 đấy ạ, và chúng tôi dựa vào đây để xây dựng cái kế hoạch hoạt động vận dụng. Và thầy cô cũng có thể tham khảo thêm. Như vậy thì khi mà chúng ta xây dựng kế hoạch bài dạy thì chúng ta sẽ có một vài cái lưu ý. Đây tôi đưa ra 6 lưu ý nhé. Thứ nhất là bám sát yêu cầu. Thứ hai là bám sát kế hoạch dạy học của tổ giáo chuyên môn, kế hoạch giáo dục của giáo viên. Và như vậy thì các thầy cô sẽ thấy là chương trình là cái pháp lệnh, yêu cầu tổ nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch từ chương trình. Cho nên đấy là cái thứ hai, để chúng ta thống nhất trong tổ nhóm của một trường, để chúng ta có những cái triển khai đồng bộ cho học sinh, tránh cái việc là thầy cô thích dạy trong một trường thầy cô thích dạy cái gì cũng được. Cho nên là
nếu mà đã có kế hoạch tuổi giáo chuyên môn thì lại đấy là cái căn cứ pháp lý của cá nhân khi xây dựng kế hoạch của cá nhân. Thứ ba là khi xây dựng thì chúng ta phải tường minh về mục tiêu, nội dung, phương pháp và đánh giá. Được rồi, tôi đã thiết kế để cô có thể nhìn thấy rồi ạ. Thứ tư là chúng ta chú trọng thiết kế hoạt động cho học sinh thông qua các cái phương pháp dạy học và kỹ thuật rất tích cực, chứ chúng ta không tập trung vào trình bày nội dung hình thức. Và thứ năm là chúng ta xây dựng kế hoạch cho một bài, không xây dựng kế hoạch cho một tiết. Các thầy cô nhìn thấy 10 bài học trong sách lớp 9 á, bài nào ít cũng là 2 tiết, bài nhiều là 4 tiết, chúng ta xây dựng cho một bài. Như vậy bài 2 tiết hay 4 tiết thì đều là xây dựng kế hoạch của bài, chúng ta không xây dựng kế hoạch cho tiết. Vừa rồi chẳng hạn tôi cũng có tham khảo một bài kế hoạch bài dạy của thầy cô đó là MBT giáo viên dạy giỏi, em chỉ soạn đúng cái tiết đấy thôi ạ. Thì tôi bảo nếu mà soạn đúng tiết này thì người ta không biết tiết trước cô thầy cô dạy gì, tiết sau thầy cô sẽ dạy gì. Cho nên là nhìn vào kế hoạch của một bài, tôi biết là ở một tiết thôi tôi sẽ thực hiện cái những bài nào trong một bài dạy. Cho nên chúng ta nhớ là đây là xây dựng kế hoạch bài dạy, không phải xây dựng kế hoạch cho tiết dạy. Và một bài học thì có thể có nhiều tiết, nhưng mà không không nhất thiết thì tiết học nào cũng phải có đủ 4 hoạt động. Các thầy cô chú ý đến nhé, không phải tiết hoạt động mở đầu bao giờ cũng cho một bài học, còn những mở đầu của các tiết học sau thì nó như tính chất khởi động để tạo không khí hoặc là kết nối giữa kiến thức của tiết học trước với tiết học này thôi. Còn bài tiết cái phần mở đầu cho một bài dạy nó phải thực hiện là tiết đầu tiên, cho nên là gia cố tiết đầu, thậm chí bài mở mở đầu cho cái tiết đầu tiện cho cái tiết đầu tiên đấy nó chiếm khá nhiều, có thể chiếm khá thường niên, bởi ở cái tiết mở đầu nó phải thực hiện được cái hoạt động xác định được vấn đề. Cho nên có thể cô lưu ý á, thế mà nếu chúng ta xác định thì không nhất thiết phải đủ 4, nếu chúng ta chia dọc, chúng ta sử dụng cách tiếp cận dọc thì chúng ta sẽ có hoạt động mở đầu, hoạt động hình thành kiến thức, hoạt động luyện tập vận dụng. Nhưng nếu tiếp cận ngang thì có thể tiết một tôi dạy mở đầu là một phần kiến thức, tiết hai tôi thực hiện một hoạt động phần kiến thức, tiết ba tôi luyện tập, tiết bốn tôi mới vận dụng chẳng vân vân chẳng hạn. Thế thì thầy cô chú ý đến là tùy theo cách thế, và thông thường thì chúng ta sẽ nên là học cái gì thì luyện tập luôn cái đó đấy, và giao bài vận dụng các con có thể làm. Thế các thầy cô chú ý đến, nhưng mà không nhất thiết là tiết nào phải đủ 4 ạ. Thế và thời lượng thì linh hoạt tùy vào từng dạng bài học, tùy vào điều kiện chúng ta có cái. Thì đấy là lưu ý thứ nhất. Cái lưu ý thứ hai mà cũng muốn chia sẻ với các thầy cô đó là khi chúng ta lựa chọn hình thức tổ chức một phương pháp thì chúng ta cần phải trả lời những cái câu hỏi, ví dụ như là hình thức dạy học trên lớp hay là theo tính chất trải nghiệm, hình thức dạy học là chúng ta sẽ cho nhóm hay cá nhân, hay là phương pháp chúng ta lựa chọn thì có giúp thực hiện mục tiêu đã xác định của bài học hay không đấy, tức là những biểu hiện cụ thể phẩm chất năng lực đã xác định của bài. Thứ hai là cái hình thức phương pháp và kỹ thuật chúng ta lựa chọn thì có đáp ứng được việc thực hiện nội dung hoạt động hay không, ví dụ học sinh làm việc cá nhân, học sinh làm việc nhóm, học sinh làm việc lớp với lại ngữ liệu với học liệu thì có đáp ứng được cái yêu cầu đó hay không. Thứ ba là hình thức và phương pháp dạy học cũng như kỹ thuật dạy học lựa chọn thì có phù hợp với đặc điểm học sinh hay không đấy. Thì ở đây các thầy cô nói rằng học sinh của chúng tôi không quen nhưng không có nghĩa là không làm, bởi vì nếu cái phương pháp đấy nó phát triển năng lực thì hoàn toàn chúng ta có thể cho các con làm dần theo một cái lộ trình cụ thể phù hợp. Nếu đúng một cái mà học sinh đến không làm bao giờ bắt làm thì đương nhiên các em không làm được. Chứ có rất nhiều thầy cô cứ đến tiết thi giáo viên dạy giỏi thì bắt đầu mới đưa ra hàng loạt các phương pháp mới áp dụng. Tôi nói thật là như thế nó không hiệu quả, bởi vì những tiết học bình thường chính là những tiết học chúng ta thử nghiệm các phương pháp khác nhau đấy. Cho nên là hoàn toàn các thầy cô sẽ cho các con làm việc với những phương pháp dạy học và đặt phù hợp với đặc điểm. Với các thầy cô thấy là người học thì nó có nhiều cách học, có những em học học rất là có thể có những học sinh thích học qua quan sát, có những học sinh thích học bằng nghiên cứu, có những học sinh thích học bằng trải nghiệm vân vân. Chúng ta có những cách học khác nhau thì chúng sẽ làm sao để có thể phát huy được những cái khả năng vốn có học sinh. Thế rồi hình thức phương pháp thì có phù hợp với cái năng lực tổ chức và khả năng chuyên môn của giáo viên hay không, cái này rất quan trọng đấy. Vì phương pháp thì các thầy cô nhớ là nó sẽ là hình thức thể hiện của nội dung, chúng ta sẽ không có nội dung, không có nội dung chúng không chắc về nội dung, không chắc về kiến thức thì khi chúng ta tổ chức phương pháp chúng ta sẽ thấy chúng ta không đạt hiệu quả. Cho nên là giáo viên phải có một cái sự am hiểu chuyên sâu về những nội dung dạy học và cách thức tổ chức dạy học các cái nội dung đó, cho nên khả năng chuyên môn của giáo viên rất quan trọng. Đặc biệt với chương trình 2018 thì các thầy cô chú ý đến, cho dù nó là mạch đạo đức chúng ta dạy bao nhiêu năm nay, mạch pháp luật dạy bao nhiêu năm nay rồi, thì với cách tiếp cận mới các thầy cô cũng phải hoàn toàn chú tâm đến vấn đề này. Rồi cái điểm nữa đó là hình thức phương pháp lựa chọn có phù hợp với các cái điều kiện của nhà trường, điều kiện về không gian, thời gian, phương tiện tổ chức hoạt động hay không đấy, lớp học đông học sinh, phòng học chật nhỏ chúng ta làm nhóm như thế nào
Đấy, ta có phải kê bàn như mâm cỗ bày sẵn hay không, hay chúng ta vẫn dạy theo lớp học truyền thống, và khi nào học sinh làm việc nhóm, vân vân, tất cả những cái đó các thầy cô phải chú ý đến khi chúng ta xây dựng cái kế hoạch bài dạy. Bởi vì kế hoạch bài dạy bản chất của nó là kịch bản của giáo viên, kịch bản lên lớp giáo viên, chúng ta phải hình dung lường trước được các phương án xảy ra để chúng ta thấy chúng ta có cách thức mà làm. Đấy. À, một số những cái gợi ý về các cái phương pháp dạy học mà có thể phù hợp với các chuỗi hoạt động. Thế tôi cũng lưu ý để các thầy cô có thể tham khảo thôi ạ. Ví dụ với hoạt động mở bài thì hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng thảo luận. Ở đây thì thường hay thảo luận cặp đôi. Đấy, để chia sẻ kinh nghiệm. Hay chúng ta hỏi đáp, phỏng vấn, mô tả, hồi tưởng, trò chơi. Hay với các hoạt động mà hình thành kiến thức thì các thầy cô thấy đây là hoạt động cần phải có một cái không gian và thời gian phù hợp. Nên thường thường chúng ta hay sử dụng phương pháp thảo luận theo nhóm. Nhóm 4, nhóm 6, nhóm lớp. Rồi chúng ta sẽ thực hiện các phương pháp nghiên cứu trường hợp, rồi đóng vai, tranh biện, trực quan, vấn đáp thuyết trình. Đấy. Hay với các hoạt động rèn luyện thì chúng ta sẽ thấy có những cái hoạt động rèn luyện có tính chất cá nhân. Đấy, những hoạt động các thầy cô chú ý đến thì đây là những cái hoạt động mà chúng ta thường áp dụng đối với các cái chuỗi hoạt động mà học của mình để các thầy cô chúng ta có thể chú ý đến cái hoạt động này. Thế thì báo cáo các thầy cô là trong cái phần mà khi mà xây dựng kế hoạch bài dạy, mặc dù các thầy cô cũng đã làm 4, 3 năm nay rồi, cũng khá là quen thuộc rồi, và hoàn toàn là các thầy cô chúng ta cũng đã chủ động trong việc được tập huấn nhiều. Như hôm nay trong phần hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 9 của Cánh Diều thì tập thể tác giả chúng tôi cũng đã thống nhất là một lần nữa lại cùng các thầy cô chúng ta soi lại trong từng cái cấu trúc của một kế hoạch bài dạy, trong từng cái hoạt động chúng ta thiết kế để chúng ta xem là những gì mà chúng ta đã làm tốt rồi chúng ta cứ thế chúng ta làm phát huy, để nó không chỉ là biết, không chỉ là hiểu nữa mà nó phải thành kỹ năng, kỹ xảo, thành nghệ thuật. Khi chúng ta tuyên ngôn rằng dạy học là một nghệ thuật thì chúng ta càng thiết kế tốt bao nhiêu, cụ thể bao nhiêu, rõ ràng bao nhiêu kịch bản, ta càng dự kiến được nhiều phương án, cách thức thì cái tiết dạy chúng ta, giờ học ta càng hiệu quả bấy nhiêu. Cho nên là khi mà soi lại cái cách thức mà thiết kế từ mục tiêu đến thiết kế đến lựa chọn thiết bị học liệu cho đến thiết kế các hoạt động thì thầy cô thấy cái gì mình đã làm tốt thì mình sẽ duy trì phát huy và làm tốt hơn nữa. Cái gì mà mình làm từ trước đến nay mà mình thấy là nó vẫn đang có những cái khúc mắc lăn tăn thì hôm nay trong phần chia sẻ này các thầy cô cũng xem đã giúp các thầy cô giải quyết được chưa, và nếu đã giải quyết được rồi thì các thầy cô về các thầy cô áp dụng vận dụng. Và cái gì các thầy cô thấy rằng là nó mới, nó hay, nó hấp dẫn mà đúng thì các thầy cô áp dụng thêm. Cái gì thầy cô thấy là không áp dụng được hoặc là khó, hoặc là thì các thầy cô sẽ tìm hiểu thêm và có thể chia sẻ thêm với báo cáo viên hoặc với các tác giả. Thế thì trong phần xây dựng kế hoạch bài dạy thì tôi cũng xin phép với các thầy cô là không có tính chất là tập huấn hay gì cả, mà đây là những cái gợi ý, những cái trao đổi để các thầy cô có thể làm tốt hơn ạ. À. Thế và để minh họa cho cái kế hoạch bài dạy này thì sẽ xin mời các thầy cô chúng ta sẽ đến với một cái phần mà các thầy cô sẽ tham khảo một giờ dạy minh họa, và chúng ta sẽ thảo luận sau khi chúng ta tham khảo cái giờ dạy minh họa này. Thế thì giờ dạy minh họa này thì cô giáo trong tiết dạy minh họa sẽ dạy chính cái bài ba là bài tích cực trong năng lượng cộng đồng, và tôi đã lấy ví dụ khi mà các thầy cô thiết kế kế hoạch bài dạy đấy ạ, thì các thầy cô cũng sẽ soi vào đó để các thầy cô xem là trong tiết dạy vừa rồi thì cô giáo khi mà thực hiện tiết dạy đấy thì đã thực hiện cái hoạt động như thế nào, và hoạt động đấy thì có thay đổi gì so với lại cái kế hoạch bài dạy. Nếu các thầy cô đã có kế hoạch bài dạy mà lấy từ trên học 10.vn về, các thầy cô có thể tham chiếu vào ạ. Rồi cái yêu cầu thứ hai là khi các thầy cô xem thì các thầy cô sẽ kể tên các cái phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học mà giáo viên đã sử dụng để mà đưa ra những cái nhận xét về tính hấp dẫn và hiệu quả của cái phương pháp giáo viên sử dụng đó. Và thứ ba nữa là thầy cô đánh giá như thế nào về vai trò của cô giáo đang trong tiết dạy minh họa, ví dụ như là cô giao nhiệm vụ, cô thực hiện nhiệm vụ, rồi việc cô hướng dẫn học sinh báo cáo kết quả, rồi kiểm tra đánh giá học sinh như thế nào. Và thứ tư là nếu như mà thầy cô dạy lại bài học này thì thầy cô có thể tham gia thay đổi những cái nội dung gì và những cái phương pháp nào, cho đánh giá nào, thích vì sao. Thế thì bây giờ xin mời các thầy cô chúng ta sẽ đến với một cái tiết dạy minh họa. Thì bài 3 tích cực tham gia hoạt động cộng đồng thì chúng tôi quay thành hai tiết, tiết 1 và tiết 2. Nhưng mà trong phạm vi thời lượng này thì tôi sẽ chắc để chúng ta chỉ xem một phần trong một tiết đấy ạ. Để chúng ta hình dung là cách dạy theo sách là như thế.
Thế còn về thì các thầy cô hoàn toàn có thể truy cập vào học10.vn, các thầy cô sẽ tìm đến video này, các thầy cô xem thì thầy cô sẽ có thêm thời gian và phân tích kỹ hơn, đặc biệt là các thầy cô và tài liệu tham khảo, tài liệu tập huấn thì thầy cô lấy cái kế hoạch minh họa ra, thầy cô xem trước, phân tích trước, sau đó thầy cô sẽ xem lại cái video đấy để chúng ta có một cái sự so sánh, ta có thể rút ra một cái kinh nghiệm cho bản thân mình. Thế thì nếu như các thầy cô đã thống nhất được một số những cái điểm như vậy và không có hỏi đáp gì thêm thì các thầy cô có thể nhờ một thầy cô gõ vào cái ô chat là nhất trí và đồng ý và chuẩn bị đã sẵn sàng để xem video để tôi biết, và bên bộ phận kỹ thuật họ sẽ chiếu video để các thầy cô xem ạ. Nhờ một thầy cô thôi ạ, không cần nhiều đâu, một thầy cô gõ vào ô chat là đã tường minh một số những vấn đề liên quan đến các bài dạy và bây giờ sẵn sàng xem video ạ. Thầy cô đã sẵn sàng thì thầy cô ghi chữ sẵn sàng rồi thôi ạ, chỉ cần một người thôi ạ. Vâng, gõ vào ô chat ạ. Vâng, tôi xin cảm ơn ạ. Cô Đoàn Thị Điểm ở Quảng Ninh ạ. Vâng, ở trường Đoàn Thị Điểm Quảng Ninh sẵn sàng ạ. Vâng, xin cảm ơn ạ. Và bây giờ xin mời thầy cô chúng ta sẽ xem video nhé. Và nhớ là thầy cô xem video và thầy cô sẽ phải ghi nhanh những cái câu hỏi, những câu trả lời cho bốn cái gợi ý mà tôi đang chiếu trên màn hình nè. Thầy cô có thể chụp lại ạ. Vâng. Thế nhá. Vâng, xin mời các thầy cô ạ. Hỏi là các thầy cô có nghe rõ âm thanh và nhìn rõ màn hình không ạ? Thầy cô gõ hộ chat giúp ạ. Thầy cô có nghe rõ âm thanh và nhìn rõ màn hình không ạ? À vâng ạ, vâng, cảm ơn ạ. Vâng, thế tôi xin phép được tiếp tục ạ. À, chiếu. Lớp đường. Cô xin chào cả lớp, mời cả lớp ngồi. À, lớp trưởng báo cáo sĩ số và báo cáo nhiệm vụ thực hiện học tập ở nhà cho cô nào. Nên cô là sĩ số hôm nay lớp đủ và nhiệm vụ học tập ở nhà của các bạn thực hiện đầy đủ ạ. Rồi, rất tốt, cô cảm ơn em. Để chuẩn bị cho tiết học này thì giờ trước cô đã giao nhiệm vụ cho các nhóm như sau. Một bạn đọc nhiệm vụ cho cô. Rồi, cô xin mời một bạn đọc nhiệm vụ. Cô xin mời Kiều Vi nào. Em cô, em đọc nhiệm vụ ở nhà. Nhiệm vụ 1, cả lớp soạn bài theo nội dung câu hỏi gợi ý khám phá 1, sách giáo khoa trang 18. Nhiệm vụ 2, nhóm 1, chuẩn bị nội dung khởi động cho tiết học. Nhóm 2, sưu tầm những thông tin và chia sẻ trước lớp về những tấm gương tích cực tham gia hoạt động cộng đồng. Nhóm 3, thiết kế một sản phẩm, vẽ tranh, thơ ca, hò về, video học bài Bye Boy, nói về những hoạt động cộng đồng. Rồi, cô cảm ơn em. Mời em ngồi. Để các em đánh giá, nhận xét được việc thực hiện nhiệm vụ học tập của các bạn, sau đây các em sẽ theo dõi cái bảng tiêu chí đánh giá như sau. Cô xin mời một bạn đọc cho cô giáo bảng tiêu chí đánh giá. Rồi, cô mời Hoàng Anh nào. Em cô em đọc tiêu chí đánh giá. Tiêu chí thứ nhất, thể hiện đúng đủ nội dung kiến thức được giao, được 6 điểm. Tiêu chí thứ hai, tính phù hợp của hoạt động, 1 điểm. Tiêu chí thứ ba, tính hấp dẫn, sáng tạo của hoạt động, 2 điểm. Tiêu chí thứ tư, có sự phối hợp của các thành viên trong nhóm, 1 điểm. Tổng là được 10 điểm. Cô cảm ơn em. Như vậy chúng ta đã biết là cái tiêu chí đánh giá của các nhóm và chúng ta sẽ dành cái phần tiêu chí đánh giá này vào cuối hoạt động học tập của các em. Cảm ơn em. Xin mời em ngồi. Sau đây xin mời các nhóm trưởng lên nhận phiếu đánh giá cho cô.
Các em đã sẵn sàng cho tiết học ngày hôm nay chưa? Sẵn sàng. Rồi, cô cảm ơn các em. Và với phần hướng dẫn chuẩn bị ở nhà trong giờ học trước thì nhóm bạn Khánh Duy đã nhận nhiệm vụ với cô, đó là chuẩn bị cái phần nội dung khởi động. Sau đây xin mời nhóm bạn Khánh Duy lên trình bày. Em xin chào cô và các bạn. Nhận nhiệm vụ của cô giao, nhóm chúng em đã chuẩn bị một video bài hát. Trong video bài hát có chứa các nội dung nói về hoạt động cộng đồng. Em xin mời bạn Tâm lên để điều hành máy cho nhóm chúng em báo cáo phần chuẩn bị của nhóm mình ạ. Sau đây chúng ta cùng đến với trò chơi nhanh tay nhanh mắt. Yêu cầu của nhóm chúng em là các bạn cùng hát bài hát Mùa hè xanh của nhạc sĩ Vũ Hoàng và kể tên các hoạt động cộng đồng được nhắc đến ở video. Hãy chia sẻ hiểu biết của bạn về một hoạt động cộng đồng mà bạn biết. Vậy chúng ta cùng bắt đầu nào. Cùng bay trên những nhịp cầu tre, mùa hè xanh xôn xao nâng bước trở về. Đường làng quê tiếng ve như gọi mời say mê. Ngoài bờ đê có con trâu da nằm ngủ mê. Xanh xôn bay trên những nhịp trẻ thơ, trưởng làng vui cho em trang sách mới y tờ. Màu xanh hút lên trên ruộng đồng ngát hương. Mùa hè xanh, bao yêu thương ơi, mùa hè xanh vẫn vương đi muôn phương, lưu luyến tình quê hương trong tim ta ơi, mùa hè xanh thiết tha vang câu ca trên những chặng đường xa. Hãy kể tên các hoạt động cộng đồng đã nhắc tới trong video. Hãy chia sẻ hiểu biết của bạn về một hoạt động cộng đồng mà bạn biết. Mình xin mời bạn Vi. Theo mình thì có các hoạt động như giữ gìn vệ sinh, đường làng ngõ xóm và hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Mình cảm ơn bạn. Còn hoạt động nào nữa không? Mình xin mời bạn Tùng. Trong video mình thấy một số hoạt động như là hoạt động thiện nguyện, hoạt động giúp các trẻ em vùng cao. Mình cảm ơn bạn. Còn bạn nào có ý kiến nữa không? Mình xin mời bạn Hoàng Anh. Trong video mình thấy có một số hoạt động như hiến máu tình nguyện và khám chữa bệnh miễn phí cho người dân. Mình cảm ơn bạn. Những lời chia sẻ của các bạn là hoàn toàn chính xác. Một số hoạt động như hoạt động tặng quà cho gia đình chính sách, hoạt động bảo vệ môi trường, hoạt động hiến máu cứu người, hoạt động nhân đạo, thiện nguyện, khám chữa bệnh miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà cho trẻ em miền núi, và còn rất nhiều hoạt động khác nữa. Thế cho mình hỏi, trong những hoạt động trên, các bạn có thể nêu ý nghĩa hay là chia sẻ hiểu biết của mình về một số hoạt động này không? Mình xin mời bạn Chi. Theo mình thì đây đều là những hoạt động đem lại lợi ích cho cộng đồng ạ. Mình cảm ơn bạn. Còn bạn nào có ý kiến nữa không? Mình xin mời bạn Tùng Lâm. Theo mình, hoạt động bảo vệ môi trường giúp cho môi trường xanh sạch đẹp. Mình cảm ơn bạn. Những hoạt động cộng đồng đó đem lại lợi ích cho mọi người, mọi nhà, phát huy được sức mạnh tập thể, tạo sự kết nối các thành viên trong cộng đồng. Phần trình bày của nhóm chúng em đến đây là hết. Xin cảm ơn các thầy cô và các bạn đã lắng nghe. Sau đây em xin mời cô và các bạn đưa ra ý kiến để nhóm em có thể hoàn thiện tốt hơn. Rồi, cô xin mời nhóm của bạn Duy về chỗ nào. Qua phần trình bày của nhóm bạn Khánh Duy vừa rồi, các bạn cho ý kiến nhận xét về phần chuẩn bị, phần khởi động của nhóm bạn Khánh Duy nào. Cô xin mời bạn Long nào.
Thưa cô, là em thấy bạn trình bày rất là tốt, rất là mạnh dạn, tự tin ạ. À, tốt, mạnh dạn, tự tin. Thế còn nội dung, hình ảnh, video, bài hát? Nội dung rất là phong phú và nhiều cái hay ạ. Nội dung rất phong phú, nhiều cái hay, đúng không? Xin mời em ngồi xuống. Như vậy vừa rồi chúng ta có thể thấy được nhóm chuẩn bị của bạn Khánh Duy rất là tốt, đúng không? Bạn đã chuẩn bị những cái video, những cái hình ảnh rất là thiết thực và rất phù hợp với hoạt động tình nguyện. Và trong số những hoạt động đó thì có những hoạt động là hoạt động cộng đồng. Vậy hoạt động cộng đồng là gì? Bao gồm những hoạt động nào? Và vì sao chúng ta cần phải tham gia các hoạt động cộng đồng? Cô trò chúng ta sang tìm hiểu nội dung bài hôm nay. Chúng ta sang nội dung bài 3, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng. Bài này các em tìm hiểu trong 3 tiết. Và chúng ta sang nội dung tiết 1 của bài. Cô trò chúng ta sang nội dung phần khám phá 1. Một nhỏ. Hoạt động cộng đồng và sự cần thiết của việc tham gia hoạt động cộng đồng. Ở nội dung khám phá 1 với các hoạt động, các em có thể quan sát các hình ảnh. Và cái thứ hai đó là các thông tin. Và ở nội dung này với các câu hỏi trong phần gợi ý thì cô đã yêu cầu chúng ta soạn bài, trả lời câu hỏi vào phiếu bài tập. Sau đây các em hãy dở phiếu bài tập của mình ra. Xem câu hỏi và câu trả lời. Cô giáo thấy một số bạn ở nhà đã chuẩn bị rất là tốt, đã điền tương đối đầy đủ các nội dung vào phiếu học tập. Nhiệm vụ thứ hai, các em hãy trở về vị trí hoạt động nhóm cho cô và ghi ý kiến chung vào bảng nhóm để hoàn thành phiếu bài tập trong thời gian 5 phút. Sau đây các em sẽ về vị trí thảo luận nhóm cho cô. Nhóm trưởng ghi ý kiến chung vào nhóm, vào bảng nhóm. Tên hoạt động, chủ thể thực hiện, ý nghĩa cộng đồng hay là những thông tin nhé. Rồi, hết thời gian, xin mời các em dừng bút. Đại diện các nhóm treo kết quả vào vị trí nhóm cho cô. Cô xin mời đại diện một nhóm lên thuyết trình sản phẩm của nhóm mình nào. Rồi, rất là nhiều nhóm các bạn xung phong đúng không? Rồi, cô xin mời nhóm của bạn Lan Chi nào. Cô xin mời nhóm bạn Lan Chi thuyết trình sản phẩm của nhóm mình. Và ở dưới các bạn hãy theo dõi phần thuyết trình của nhóm bạn Lan Chi để đối chiếu với kết quả của nhóm mình. Sau đây xin mời nhóm bạn Lan Chi. Xin chào các thầy cô và các bạn. Sau đây em Thành Long. Em Lan Chi. Chúng em sẽ đại diện cho nhóm 3 thuyết trình về sản phẩm của nhóm chúng em. Với hình ảnh thứ nhất là các bạn học sinh đang cùng nhau thu gom rác thải để làm sạch môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. Hình ảnh thứ hai là các thanh thiếu niên tham gia ngày hội hiến máu của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhằm giúp đỡ những bệnh nhân cần máu để điều trị.
Với hình ảnh thứ ba là hoạt động đền ơn đáp nghĩa do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm thể hiện sự biết ơn đối với những gia đình chính sách. Hình ảnh số 4 là hoạt động thiện nguyện của câu lạc bộ thiện nguyện nhằm giúp đỡ những trẻ em vùng cao. Các hoạt động nhân đạo do Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam thực hiện từ giai đoạn năm 2017 đến năm 2022 đã giúp đỡ được hơn 90 triệu người có hoàn cảnh khó khăn, giúp mọi người vươn lên trong cuộc sống. Đặc điểm chung của những hoạt động trên là đều đem lại lợi ích cho mọi người. Và sự cần thiết của các hoạt động này, thứ nhất là giúp đỡ những người khác trong hoàn cảnh khó khăn. Thứ hai là rèn luyện cho bản thân lối sống tích cực hơn. Thứ ba là tạo cho chúng ta thói quen mang lại lợi ích cho mọi người. Thứ tư là gieo cho những người khó khăn có thêm niềm tin trong cuộc sống. Trên đây là phần trình bày của nhóm em. Xin mời cô và các bạn cho ý kiến. Vậy sau đây xin mời các bạn góp ý cho cái phần thuyết trình sản phẩm của nhóm bạn Lan Chi được đầy đủ hơn. Xin mời bạn Lộc. Mình hoàn toàn nhất trí với phần trình bày của nhóm bạn. Tuy nhiên mình xin bổ sung thêm về chủ đề thực hiện. Ở hình 1, chủ đề thực hiện không chỉ có các bạn học sinh mà là còn có thêm cả nhân dân trên địa bàn. Ở hình 2, chủ đề thực hiện không chỉ là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh mà còn có thể là do cá nhân thực hiện. Ở hình 3, mình xin bổ sung thêm, chủ đề thực hiện cũng có thể do cá nhân, mình xin hết. Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn. Còn bạn nào có ý kiến đóng góp cho nhóm mình nữa không? Xin mời bạn Mai. Mình cũng nhất trí với phần trình bày của nhóm bạn Chi cũng như phần góp ý của bạn Lộc. Nhóm mình xin có một số đóng góp. Sự cần thiết của hoạt động cộng đồng đó là phát huy truyền thống tốt đẹp, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, yêu thương con người, gắn kết mọi người với cộng đồng, rèn luyện được nhiều kỹ năng cho bản thân. Mình xin hết ý kiến. Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn. Mình sẽ bổ sung và hoàn thiện vào phần sản phẩm của nhóm mình ạ. Phần trình bày của nhóm em đến đây là hết. Xin mời cô cho ý kiến ạ. Rồi, cô cảm ơn. Một tràng pháo tay dành cho nhóm của bạn là xin mời các em về chỗ. Vừa rồi thì các bạn cũng đã theo dõi phần thuyết trình sản phẩm của nhóm bạn Lan Chi và những cái đóng góp của các bạn thì cô cũng hoàn toàn nhất trí. Và sau đây các em có thể hướng lên màn hình để cô phân tích thêm một số các cái mà chúng ta còn băn khoăn. Ở đây chúng ta thấy có những hình ảnh và các bạn cũng đã nêu được những cái thông tin. Vâng, ở hình ảnh thứ nhất chúng ta thấy hoạt động bảo vệ môi trường. Các bạn học sinh đang thu gom rác thải và cái ý nghĩa đó là làm sạch môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. Nhóm các bạn cũng đã bổ sung đó là ngoài các bạn học sinh ra thì còn có nhân dân trên địa bàn đó, rất là chính xác. Còn có các tổ chức cá nhân tập thể và đặc biệt đó là nhân dân trên địa bàn đó có đều có trách nhiệm tham gia vệ sinh, bảo vệ môi trường. Ở hoạt động thứ hai đó là hiến máu tình nguyện, hoàn toàn chính xác. Ở đây chúng ta nhìn thấy chữ đó là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đúng nhỉ? Thì ở đây Đoàn Thanh niên đó là một tổ chức để đứng ra tuyên truyền, vận động mọi người tham gia. Và ai là người thực hiện? Chính là các cá nhân là người thực hiện. Và các em có biết là những ai có thể tham gia hiến máu tình nguyện không? À, cô mời Đức Anh. Nên thưa cô là các cá nhân có thể từ 18 tuổi trở lên sẽ được tham gia. À, hoàn toàn chính xác. Rồi, cô cảm ơn em. Xin mời em ngồi xuống. Như vậy chúng ta biết là những cá nhân từ đủ 18 đến 60 tuổi và nếu có đủ điều kiện về sức khỏe và tình nguyện hiến những giọt máu của mình thì có thể tham gia hiến máu tình nguyện. Và cô cũng hy vọng rằng các em khi mà chúng ta đủ 18 tuổi trở lên, nếu có đủ điều kiện về sức khỏe thì các em có thể tham gia cái hoạt động ý nghĩa này. Ở hình ảnh thứ ba, đây là một hoạt động đền ơn đáp nghĩa của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng là một tổ chức để đứng ra tuyên truyền, vận động các cá nhân, các tổ chức, các tập thể, các nhà hảo tâm để cùng tham gia cái hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Và hoạt động này thể hiện một cái sự tri ân, sự biết ơn đối với những gia đình chính sách, những người có công với cách mạng. Ở hoạt động thứ tư, chúng ta nhìn trên hình ảnh chúng ta thấy đó là câu lạc bộ thiện nguyện kết nối với các nhà hảo tâm đó để giúp đỡ những trẻ em vùng cao. Và đặc biệt chúng ta thấy ở trên thông tin, ở nội dung thông tin thì chúng ta thấy Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Nói về Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, bạn nào có thể cho cô giáo biết em có hiểu biết gì về Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam nào? Cô xin mời Bảo Linh nào.
EMCO Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam được sáng lập bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 23 tháng 11 năm 1946. Rồi, cô cảm ơn em. Xin mời em ngồi xuống. Và ở đây chúng ta có thể biết được là Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam là tổ chức xã hội nhân đạo của quần chúng và do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập vào ngày 23 tháng 11 năm 1946 và người được bầu làm Chủ tịch danh dự đầu tiên của hội. Và trong những năm qua thì hội đã có rất nhiều hoạt động, đã thu hút được cái sự tham gia của các cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh niên chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt trong giai đoạn năm 2017 đến năm 2022 thì với các phong trào và các cuộc vận động và các mặt công tác của hội, chúng ta nhìn đây với những cái con số, số liệu cụ thể rõ ràng thì đã giúp đỡ được gần 90 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn, những người bị tổn thương để vươn lên trong cuộc sống. Và cái thứ hai về cái đặc điểm chung của các hoạt động thì chúng ta thấy đó là mang lại những lợi ích chung cho mọi người. Cô hoàn toàn đồng ý. Sự cần thiết phải tham gia hoạt động cộng đồng mà các bạn cũng đã nêu, cô giáo cũng nhất trí với sự đóng góp ý kiến của nhóm bạn Mai về cái ý nghĩa, về cái sự cần thiết của hoạt động cộng đồng. Như vậy ở cái nội dung này thì các em cần lưu ý cho cô về cái chủ thể thực hiện, đó là các cá nhân, các tập thể hoặc là các nhóm người đều có thể tham gia cái hoạt động cộng đồng. Vậy qua đó thì bạn nào có thể cho cô giáo biết hoạt động cộng đồng là gì? Cô xin mời bạn Tâm nào. Em thưa cô, hoạt động cộng đồng được tổ chức bởi các cá nhân, tập thể với mục tiêu là mang lại lợi ích cho cộng đồng. Rất tốt. Rồi, cô xin mời em ngồi xuống. Có bạn nào có ý kiến nữa không? Cô xin mời ý kiến của bạn Việt Anh nào. Em thưa cô, có một số hoạt động cộng đồng như là đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản văn hóa lịch sử và nhân đạo thiện nguyện. Rồi, cô cảm ơn em. Xin mời em ngồi xuống. Như vậy chúng ta sang nội dung thứ nhất, đó là về phần khái niệm. Hoạt động cộng đồng là những hoạt động được tổ chức bởi các cá nhân, tập thể và mục tiêu đó là đem lại những lợi ích chung cho cộng đồng. Và có những hoạt động cộng đồng tiêu biểu. Hoạt động tiêu biểu như là hoạt động nhân đạo thiện nguyện, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, hoạt động bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, hoạt động bảo tồn các di sản văn hóa, các di tích lịch sử. Vậy thì ngoài các hoạt động này ra, các em hãy kể thêm cô giáo những hoạt động cộng đồng khác mà các em biết. Cô xin mời bạn Minh nào. Em thưa cô là có hoạt động hiến máu tình nguyện và tham gia các hoạt động văn nghệ. Rồi, cô cảm ơn em. Xin mời em ngồi xuống. Có bạn nào có ý kiến bổ sung nữa không nhỉ? Xin mời bạn Phương Vi nào. Em cô là có hoạt động khám chữa bệnh cho người có hoàn cảnh khó khăn. Rồi, cô cảm ơn. Xin mời em ngồi xuống. Có bạn nào có ý kiến nữa không? Rồi, cô xin mời bạn Lâm nào. Em cô là còn những hoạt động là trồng nhiều cây xanh và hoạt động tặng quà cho trẻ em miền núi ạ. À, rồi, cô cảm ơn. Xin mời em ngồi xuống. Như vậy chúng ta thấy cũng có rất nhiều những hoạt động cộng đồng, đúng không? Chúng ta có thể tìm hiểu thêm về các hoạt động cộng đồng để chúng ta biết và tham gia các hoạt động cộng đồng này. Và trong xã hội thì chúng ta thấy có rất nhiều những tấm gương đã tích cực các hoạt động vì cộng đồng. Và sau đây cô xin mời nhóm 2 báo cáo kết quả siêu tầm các thông tin, các tấm gương đã tích cực tham gia hoạt động vì cộng đồng. Sau đây cô xin mời nhóm 2 lên trình bày sản phẩm của nhóm mình. Xin chào cô và các bạn, mình là Nguyễn Đức Anh, đến từ nhóm 2. Sau đây thay mặt cho nhóm 2, mình sẽ trình bày bài thuyết trình của nhóm 2 chúng mình với nội dung là sưu tầm các tấm gương tích cực tham gia hoạt động cộng đồng. Đến với tấm gương đầu tiên, mình xin giới thiệu với cô và các bạn, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh, một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta. Như cô và các bạn đã biết, sau cách mạng tháng 8, một nhà nước mới ra đời, một nhà nước non trẻ phải đối đầu với bao nhiêu kẻ thù, nào thì là lạc đói, giặc dốt,
ngân khố trống rỗng, thù trong giặc ngoài. Vì vậy, để cổ vũ tinh thần cứu đói, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài Sẻ cơm nhường áo đăng trên báo Kỳ Quốc số 53 ngày 28 tháng 9 năm 1945 với nội dung như sau. Lúc ta bưng chén cơm mà ăn, nghĩ tới những kẻ khốn cùng, ta không khỏi động lòng. Vì vậy, hỡi đồng bào cả nước, tôi xin thực hiện trước. Cứ 10 ngày thì nhịn ăn một bữa, một tháng nhịn ăn 3 bữa, số gạo đó đem đi để ủng hộ cho những người dân nghèo. Để hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mặt trận Việt Minh cùng với các đoàn cứu đói trên khắp cả nước đã ủng hộ, vận động và tổ chức Ngày Đồng Tâm nhằm quyên góp gạo cho hũ gạo cứu đói. Dần dần, phong trào ngày càng mở rộng và trở thành một phong trào quần chúng rộng lớn với truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách cùng với cả những chính sách tích cực của chính phủ. Và đứng đầu là tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dần dần nạn đói năm 1945 đã được đẩy lùi. Và cho tới ngày nay, truyền thống tốt đẹp đó vẫn được duy trì thông qua tấm gương của ông Nguyễn Mạnh Thản, một người con đất Phong Vân, hiện nay là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần A Vua, huyện Ba Vì. Ông là cá nhân duy nhất được thành phố Hà Nội xét tặng danh hiệu Anh hùng lao động vào năm 2014. Trên đây là bài thuyết trình của nhóm chúng em. Xin cảm ơn cô và các bạn đã chú ý lắng nghe. Rồi. Sau đây, em xin được nhận ý kiến đóng góp từ cô và các bạn. Vâng, báo cáo với thầy cô ạ. Chúng ta xem một đoạn thôi ạ. Vâng, thế còn thầy cô mà có nhu cầu thì chúng ta có thể về xem tiếp vào trong học 10.vn là chúng ta xem được. Qua phần vừa rồi với thầy cô xem ấy, thì cô giáo đã thực hiện hoạt động mở đầu hay còn gọi là hoạt động khởi động, với hoạt động hình thành kiến thức số 1. Nếu mà trong thiết kế mà như cái phần tôi vừa giới thiệu bạn đấy thầy cô ấy, thì nó chính là hoạt động 1 và hoạt động 2. Thế mà phần mà các thầy cô xem ấy, thì cũng muốn các thầy cô hình dung được như vậy thì thiết kế như thế, và khi chúng ta thực hiện, khi giáo viên thiết kế kỹ càng bao nhiêu thì lên lớp chúng ta sẽ thực hiện theo các cái kịch bản mà chúng ta xây dựng. Và tuy nhiên thì trong quá trình thực hiện chúng ta vẫn có những cái sự thay đổi và có những cái sự điều chỉnh. Chẳng hạn ví dụ như là hoạt động mở đầu thì các thầy cô sẽ thấy là trong thiết kế là giáo viên sẽ cho học sinh nghe nhạc, sau đó là giáo viên sẽ đặt câu hỏi. Nhưng mà trong giờ dạy thực tiễn thì cô giáo đã cho học sinh điều hành cái hoạt động này. Như vậy đấy cũng chính là một trong những cái cách thức mà giáo viên muốn học sinh có nhiều cơ hội hơn, nhiều điều kiện hơn trong quá trình chúng ta thực hiện và phát triển phẩm chất và năng lực. Thế thì với bốn cái gợi ý mà tôi đưa ra thì cũng mong các thầy cô chúng ta bám sát để chúng ta thử ngẫm nghĩ xem là vậy thì cái tiết dạy vừa rồi thì nếu được các thầy cô thực hiện thì các thầy cô sẽ có thể điều chỉnh như thế nào. Và những gợi ý này cũng chính là muốn để các thầy cô thấy là khi chúng ta thiết kế với khi chúng ta thực hiện thì chúng ta thực hiện theo thiết kế, nhưng mà rõ ràng giữa thiết kế và thực hiện nó cũng sẽ có những cái sự điều chỉnh một cách phù hợp cho phù hợp với cái đối tượng cũng như cái điều kiện của chúng ta. Và hôm nay thì trong cái phạm vi thời gian nó không cho phép, cho nên là tôi cũng không có nhiều thời gian để các thầy cô được phân tích kỹ hơn về giờ dạy minh họa này, cũng như là việc thực hiện dạy theo cái thiết kế mà bám sát vào sách giáo khoa để trao đổi. Chúng ta có thể chỉ ra rằng là sách giáo khoa đã được hiển thị trong cái kế hoạch bài dạy, sách giáo khoa được hiển thị trong việc giáo viên sử dụng sách trong thiết kế và hướng dẫn học sinh học như thế nào. Thì cũng mong là các thầy cô sẽ có dịp để chúng ta có thể tham khảo thêm và cũng làm một cái đầu bài ra với các thầy cô khi chúng ta sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường và theo trường, chúng ta có thể bàn luận vấn đề này. Thế thì trong khoảng thời gian còn lại là nó cũng chỉ còn khoảng 15 phút nữa thôi, thì cũng xin phép chia sẻ với các thầy cô một số những cái điểm mà các thầy cô lưu ý khi mà chúng ta tổ chức thực hiện các hoạt động dạy học. Vừa rồi là tôi có lưu ý với thầy cô khi ta thiết kế rồi ạ. Thiết kế lưu ý gì khi thiết kế, viết mục tiêu thiết kế, lưu ý gì khi thiết kế các cái học liệu của thiết bị, và lưu ý gì khi chúng ta viết các cái hoạt động. Thế thì bây giờ khi chúng ta tổ chức thì chúng ta sẽ thực hiện những lưu ý như thế nào? Thế thì ở đây thì cũng chia sẻ với thầy cô một số điểm rất là nhanh thôi để các thầy cô cũng có thể nắm bắt được, và trên cơ sở đó để mình có thể có những cái sự điều chỉnh cho phù hợp, đặc biệt là khi chúng ta thực hiện các cái bài học tổ chức các hoạt động học theo chương trình lớp 9.
Thế vì khi chúng ta tổ chức các hoạt động mà trong kế hoạch bài dạy, chẳng hạn với hoạt động mở đầu, thế thì các thầy cô nhìn trên trên màn hình tôi đang chia sẻ với các thầy cô. Vâng, tôi đang chia sẻ với các thầy cô là ở trên màn hình đó là đang bốn cái hoạt động mở đầu được thiết kế trong sách tương ứng với bốn dạng bài học. Ví dụ là bài 1 là bài lý tưởng sống là thuộc mạch đạo đức này, bài số 6 là bài thuộc mặt kỹ năng sống, đó là quản lý thời gian hiệu quả. Bài số 8 là bài tiêu dùng thông minh, đó là hoạt động giáo dục kinh tế. Bài số 9 là bài vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Các thầy cô nhìn thấy là trong sách giáo khoa khi thiết kế thì tác giả cũng thiết kế ngay từ hoạt động mở đầu, ngữ liệu cũng khác nhau, cách thức triển khai cũng khác nhau, các cái lệnh hỏi, các yêu cầu với nhiệm vụ cũng khác nhau. Và điều đấy cho thấy rằng là với mỗi một dạng bài học thì chúng ta đều có những cái triển khai, mặc dù tên là mở đầu nhưng mà tổ chức hoạt động, cho dù thực hiện theo trò chơi hay thực hiện theo đóng vai hay thực hiện theo hỏi đáp, thì chúng ta cũng phải đạt đến cái mục tiêu đó là không chỉ tạo hứng thú mà cũng phải giúp học sinh xác định được những vấn đề nhiệm vụ trong hoạt động mở đầu mà gắn với các cái yêu cầu của bài học. Cho nên là hoàn toàn giáo viên nên sử dụng các cái gợi ý trong sách giáo khoa để tạo ra các cái tình huống học tập gắn thực tiễn đời sống. Cho nên là các thầy cô hoàn toàn có thể thiết kế. Ở đây ví dụ chẳng hạn hoạt động mở đầu của lý tưởng bài lý tưởng sống với hai hình ảnh của chị Võ Thị Sáu và Lý Tự Trọng, hoàn toàn các thầy cô có thể sử dụng các hình ảnh liên quan đến các anh hùng sống có lý tưởng ở địa phương của mình, cũng hoàn toàn được ạ. Hay ví dụ ở ngoài vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý, các thầy cô có thể thấy hai hình ảnh trên đây chúng tôi thiết kế, hình ảnh tham gia giao thông, hình ảnh bảo vệ môi trường. Thế thì thầy cô có thể thay đổi. Và lưu ý là khi chúng ta tổ chức thì chúng ta nên đọc những cái lời dẫn và những cái yêu cầu trong sách giáo khoa để chúng ta tổ chức thiết kế, lựa chọn xem cái trò chơi nào là phù hợp. Ví dụ với bài sống có lý tưởng, với hình ảnh, với cái gợi ý này hoàn toàn có thể cho học sinh thực hiện, không thể thực hiện theo trò chơi được mà có thể thực hiện theo cái hình thức đó là học sinh kể chuyện hoặc học sinh trả lời câu hỏi. Hay ví dụ như là chúng ta thấy ở cái bài tiêu dùng thông minh với một cái thiết kế như trên thì dứt khoát thầy cô có thể cho học sinh thực hiện theo cái hình thức đó là suy đoán hoặc xử lý tình huống. Hay là ví dụ ở bài quản lý thời gian hiệu quả, hoàn toàn thầy cô có thể cho học sinh thực hiện thành tích trò chơi. Cho nên là sau khi chúng ta nêu tổ chức thì cái vấn đề chỗ là cách chúng ta phải nêu được các cái câu hỏi mà sau khi học sinh thực hiện cái nhiệm vụ ở hoạt động mở đầu để gắn với những cái định hướng, những công việc mà sẽ thiết kế hoạt động tiếp theo. Thế còn đối với hoạt động thứ hai là hoạt động khám phá, thì khi tổ chức các thầy cô sẽ thiết kế như nào? Ở đây tôi cũng lấy ra hai cái hoạt động khám phá trong hai bài học của sách. Ví dụ bảo vệ hòa bình là hoạt động khám phá liên quan đến bài đạo đức, hay là quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế thì liên quan đến bài pháp luật, để thấy rằng hoạt động khám phá ở hai bài trong sách thiết kế đã thấy rõ đặc trưng, một bài là đạo đức, một bài là pháp luật. Bài là pháp luật thì xuất phát từ tình huống pháp luật và sẽ có những cái yêu cầu liên quan đến thông tin pháp luật. Nhưng bài về đạo đức các thầy cô sẽ nhìn thấy nó sẽ xuất phát từ những cái thông tin, những cái giá trị để các thầy cô có thể liên kết đến những cái phẩm hành vi đạo đức. Chiếm nằm cái gì? Không đúng à? Xin lỗi các thầy cô một chút đấy, có chút trục trặc bên kỹ thuật. Chưa? Vâng. Thế mà với các hoạt động khám phá thì mục tiêu là chính là học sinh hình thành được kiến thức và kỹ năng mới và phát triển những cái năng lực, trong đó tập trung vào năng lực môn học. Cho nên là khi mà giáo viên hướng dẫn cho học sinh khai thác tìm hiểu thông tin thì giáo viên sẽ huy động những cái học kiến thức và những kinh nghiệm học sinh đã có để liên quan đến bài học, và các cái phương pháp mà sử dụng các thầy cô thấy nó rất là đa dạng. Và những phương pháp này thì chúng ta dùng phương pháp nào nó sẽ có cơ hội để hình thành phát triển năng lực. Ví dụ phương pháp hợp tác thì nó sẽ hướng đến năng lực giao tiếp và hợp tác. Hay là phương pháp khám phá nó sẽ hướng đến các năng lực tìm hiểu tham gia các hoạt động kinh tế xã hội. Hoặc là năng lực là nhận thức chuẩn hành vi. Hay là năng lực giải quyết vấn đề. Hay là chúng ta sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề tình huống thì nó sẽ hướng đến năng lực giải quyết vấn đề, vân vân. Như vậy các thầy cô lưu ý và cách sử dụng là các thầy cô nhớ là khi mà yêu cầu học sinh trình bày một nội dung thì chúng ta sẽ cố gắng hướng dẫn học sinh thực hiện theo các cái yêu cầu như là xây dựng kịch bản, dự án phiếu và các hình thức thì chúng ta sẽ linh hoạt trong sử dụng.
Hay ví dụ như là với hoạt động hay là với cái hoạt động khi tổ chức các hoạt động luyện tập thì các thầy cô chú ý đến là ở hoạt động luyện tập thì cái mục tiêu của hoạt động luyện tập đó là giúp học sinh củng cố lại những kiến thức và thực hành những kỹ năng mà học sinh vừa mới khám phá, cũng như là cách vận dụng kiến thức đó để em chuẩn bị cho việc vận dụng trong đời sống thực. Cho nên là giáo viên thường thực hướng dẫn học sinh luyện tập theo các cái dạng bài tập như là những bài trắc nghiệm hoặc tự luận hoặc tình huống, thì những cái dạng bài này có thể rất đa dạng, thiết kế dưới dạng trò chơi hay là dưới dạng câu hỏi ở phía bài tập. Rồi giáo viên có thể bổ sung các cái bài tập mang tính thực hành để học sinh có thể thực hành làm thử ngay tại lớp. Và khi tổ chức thì đa dạng về phương pháp đấy, và các thầy cô sẽ thấy là học sinh có thể thực hiện các cái hoạt động, đặc biệt là những hoạt động có thể có ứng dụng công nghệ thông tin, và chú ý đến hoạt động thực hành và làm thử. Thế và ở trên màn hình các thầy cô cũng nhìn thấy tôi cũng đang giới thiệu hình ảnh của ba bài luyện tập thuộc các cái bài học đạo đức, rồi bài học kỹ năng sống và bài học kinh tế, để các thầy cô có thể nhìn thấy được cái bài luyện tập. Chẳng hạn bài luyện tập trong bài đạo đức thì thông qua quan sát ảnh để thúc dậy ý nghĩa, xác định hành vi. Hay bài trong bài thích ứng với sự thay đổi thì liên quan đến là tôi muốn thích ứng, tôi sẽ lập kế hoạch như thế nào thích ứng và đưa ra những cái tiêu chí nào để thực hiện. Hay bài tiêu dùng thông minh cũng vậy, thì đấy là lưu ý khi chúng ta tổ chức hoạt động luyện tập. Thế còn đối với hoạt động vận dụng thì đây là những hoạt động chủ yếu mà hướng dẫn cho học sinh thực hiện ở nhà. Và trên màn hình các thầy cô cũng quan sát thấy là bốn bài luyện tập của bốn dạng bài học. Đấy. Nếu như bài luyện tập của bài vận dụng của bài là bài khách quan công bằng thì các thầy cô sẽ nhìn thấy là nó thường cho người học siêu tầm những cái tấm gương điển hình và rút ra bài học cho mình, hay là liệt kê những cái khó khăn, những cái thuận lợi khi mà thực hiện cái hành vi đạo đức đấy và đề xuất cái giải pháp để khắc phục. Hay là với những cái bài về pháp luật, các thầy cô sẽ nhìn thấy thường thường là đặt dưới cái góc độ là tuyên truyền, vận dụng trong hoạt động tuyên truyền pháp luật. Đấy, cho nên là thiết kế các hoạt động tuyên truyền, thiết kế các cái công cụ để tuyên truyền, hoặc là viết những cái bài tuyên truyền để có thể tuyên truyền cho người thân, cho bạn bè đồng. Hay những bài thích ứng với những bài kỹ năng thì các hoạt động vận dụng này nó liên quan đến cái thao tác hành vi đấy, để các thầy cô sẽ chú ý đến cái dạng bài vận dụng với các dạng bài. Và khi tổ chức hoạt động vận dụng thì các thầy cô sẽ thấy là học sinh phải vận dụng được những kiến thức kỹ năng đã học trong đời sống, cho nên là chú ý đến các cái dạng bài tập. Phải có những bài tập thì học sinh sẽ tiến hành các hoạt động như là khảo sát, điều tra, tuyên truyền, nhưng có những bài tập thì học sinh sẽ rèn luyện các cái kỹ năng cá nhân, thái độ, hành vi, chẳng hạn như lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch, rồi báo cáo cái kết quả như thế nào. Và lưu ý là khi thực hiện hoạt động vận dụng thì chú ý đến cái việc mà yêu cầu về sản phẩm và hướng dẫn cách thức học sinh báo cáo các kết quả vận dụng theo từng giai đoạn. Thì đấy là cái điểm mà lưu ý khi chúng ta tổ chức và thiết kế các cái hoạt động dạy học theo kế hoạch và dạy mà chúng ta đã xây dựng. Thế như vậy thì trong phần số 2 thì sau khi chúng ta đã chú ý đến các cái dạng bài học và cách dạy các dạng bài học, thì tôi cũng đã gợi ý cho các thầy các cô về cách xây dựng kế hoạch và của tổ nhóm chuyên môn và xây dựng kế hoạch bài dạy, cũng như những lưu ý khi chúng ta tổ chức thực hiện dạy học các bài học theo kế hoạch bài dạy đã thiết kế. Thế và phần thứ ba, nội dung thứ ba nữa trong phần này là tôi muốn chia sẻ với thầy cô một chút về vấn đề kiểm tra và đánh giá. Thực ra thì khi chúng ta nói đến kiểm tra đánh giá thì trong dạy học phát triển năng lực thì chúng ta dạy đến đâu chúng ta đánh giá luôn đến đấy. Tức là hoạt động đánh giá cũng chính là hoạt động dạy học. Trong cái triết lý đánh giá nó có đánh giá là học tập, đánh giá vì học tập. Vì vậy đánh giá gắn với quá trình. Cho nên trong các văn bản hướng dẫn của bộ thì các thầy các cô sẽ thấy là đối với cấp trung học cơ sở chúng ta sử dụng thông tư 22 là chúng ta có hai cái hình thức đánh giá cơ bản, đó là đánh giá quá trình, tức là đánh giá sự tiến bộ của người học, đánh giá cái việc mà người học thực hiện cái chương trình học tập này như nào. Thế còn đánh giá thứ hai, thứ hai là đánh giá định kỳ, tức đánh giá sau một giai đoạn học tập để sử dụng kết quả đánh giá đó để chúng ta có thể tuyên ngôn về câu chuyện học sinh đã hoàn thành giai đoạn học tập đấy như thế nào. Thế thì về đối với kiểm tra đánh giá đối với chương trình với môn giáo dục công dân lớp 9 thì ở đây các thầy cô thấy là chúng ta thực hiện chủ yếu theo hình thức đánh giá trên lớp và đánh giá sự vào trường. Và trên màn hình thì chúng ta cũng có nhìn thấy nếu chúng ta thực hiện đánh giá trên lớp thì chủ yếu đánh giá trong lớp học, và đây là đánh giá thường xuyên và giúp cho giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy, học sinh điều chỉnh hoạt động học và nâng cao kết quả học tập của mình. Và đối tượng được đánh giá trên lớp trong thường xuyên đó chính là học sinh trong lớp học, và người thực hiện đánh giá chính là giáo viên. Thế còn với đánh giá dựa vào nhà trường là loại hình thứ hai thì chúng ta thực hiện với đánh giá định kỳ, thì hoạt động đánh giá định kỳ này sẽ giúp cho chúng ta xác định được cái việc thực hiện chương trình ở từng giai đoạn cụ thể
Và loại hình thứ ba nữa các thầy cô nhìn thấy đó là đánh giá diện rộng. Thì đối với cấp trung học cơ sở thì chúng ta sẽ không áp dụng cái hình thức đánh giá diện rộng nhiều, tức là đánh giá như là đánh giá theo kỳ thi tốt nghiệp, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể đánh giá ở bài thi thử cho học sinh khi mà học sinh có thể tập dượt để tham gia thi trực cấp hoặc là thi học sinh giỏi để các thầy cô chú ý đến ạ. Thế và với việc thực hiện hoạt động kiểm tra đánh giá này thì các thầy cô cũng thấy là về nguyên thì chúng ta chú ý đến năm cái nguyên tắc cơ bản, tức là chúng ta sẽ đánh giá theo cái yêu cầu cần đạt của chương trình. Ở đây chúng ta chú trọng đến đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh. Thế và thực hiện đánh giá một cách đa dạng các loại hình đánh giá. Và cái mức đánh giá thì trong chương trình quy định là chúng ta đánh giá theo ba mức cơ bản, đó là biết, hiểu và vận dụng, thì các thầy cô chú ý đến khi chúng ta đánh giá. Và đây khi nói đến kiểm tra và đánh giá thì đây tôi cũng muốn lưu ý với thầy cô một chút là chúng ta đánh giá đây là đánh giá phẩm chất và đánh giá năng lực, tức là chúng ta đánh giá con người. Thế mà đánh giá phẩm chất năng lực thì nó là một công việc rất khó và phức tạp bởi vì nó mang tính chủ quan nhiều hơn. Vì vậy khi chúng ta thực hiện hoạt động đánh giá này, chúng ta sẽ phải chủ yếu đánh giá bằng những công cụ mà chúng ta có thể lượng hóa được, chúng ta có thể quan sát được, chúng ta có thể đo lường được. Cho nên là chú trọng đến các cái phương pháp và các công cụ đánh giá khi mà chúng ta thực hiện hoạt động giảm đánh giá, đặc biệt là đối với học sinh lớp 9 thông qua việc thực hiện các cái bài học của môn học của mình. Đấy. Thế và đây người ta nói chúng ta ban nãy thì tôi cũng đã có tuyên ngôn với thầy cô đó là đánh giá năng lực về bản chất nó không hề mâu thuẫn với đánh giá kiến thức và kỹ năng, mà nó là một cái bước phát triển cao hơn đánh giá kiến thức kỹ năng, hay nói cách khác đánh giá năng lực chính là đánh giá kiến thức kỹ năng thái độ trong những cái bối cảnh có ý nghĩa. Vậy thì bối cảnh có ý nghĩa là gì? Thì các thầy cô thấy có thể phát biểu bối cảnh có ý nghĩa ở đây tức là chính là những cái môi trường, những cái tình huống mang tính thực tiễn. Mà bởi vì khi chúng ta chứng minh học sinh có năng lực ở mức độ nào đó thì chúng ta phải tạo cơ hội cho học sinh được giải quyết vấn đề trong một cái môi trường có tính thực tiễn. Và khi học sinh giải quyết vấn đề trong môi trường đó thì học sinh vừa vận dụng những kiến thức kỹ năng đã học của nhà trường, vừa phải dùng những kinh nghiệm của bản thân thu được từ những trải nghiệm bên ngoài nhà trường và cộng đồng. Cho nên có thể nói môi trường và tình huống mang tính thực tiễn chính là bối cảnh có ý nghĩa. Và thông qua việc đánh giá học sinh hoàn thành một nhiệm vụ trong bối cảnh có ý nghĩa thì giáo viên đồng thời có thể đánh giá được cả khả năng nhận thức học sinh cũng như kỹ năng thực hiện, tức là đánh giá được cả kiến thức kỹ năng và đánh giá được cả những giá trị tình cảm những năng lực của học sinh. Cho nên có thể nói là chúng ta không chú trọng đến đánh giá kiến thức kỹ năng trong đánh giá năng lực, nhưng mà chúng ta đánh giá năng lực thì đồng thời chúng ta sẽ đánh giá được kiến thức kỹ năng, bởi vì năng lực được hình thành dựa trên sự tổng hợp huy động kiến kỹ năng giá trị niềm tin của học sinh đã có khi thực hiện các cái nhiệm vụ học tập và rèn luyện, thì chúng ta lưu ý đến cái điểm này. Thế và đối với đánh giá năng lực thì vì vậy trong quá trình dạy học thì ở mỗi một bài học giáo viên cần tạo cơ hội cho học sinh được tham gia vào cái môi trường và những tình huống thực tiễn để học sinh có thể vận dụng được những cái kiến thức của mình học để giải quyết những vấn đề. Cho nên tại sao trong hoạt động học và trong sách giáo dục công dân lớp 9 bộ sách cánh diều chúng tôi thiết kế thành các hoạt động học, và thông qua hoạt động học này người học có cơ hội để giải quyết những vấn đề mang tính thực tiễn một cách khác nhau, ứng dụng khác nhau trong những môi trường và điều kiện khác nhau, và như vậy thì mới có thể có được cái sự hình thành phát triển năng lực. Và chúng ta đánh giá là đánh giá cái việc hình thành thông qua những hoạt động cụ thể đó. Đấy. Về định hướng kiểm tra đánh giá thường xuyên trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 9 thì các thầy cô thấy trong thông tư 22 cũng quy định rất rõ, đó là hoạt động đánh giá kết quả rèn luyện học tập học sinh diễn ra trong quá trình thực hiện hoạt động học tập theo yêu cầu cần đạt của chương trình. Cho nên là khi mà chúng ta xây dựng kế hoạch bài dạy môn công lớp 9 thì đồng thời chúng ta cũng cần dự kiến luôn kế hoạch kiểm tra đánh giá ở từng hoạt động. Đấy, tôi có thể gợi ý trong cái khung kế hoạch như này. Khi các thầy cô xây dựng kế hoạch bài dạy thì tên hoạt động, mục tiêu hoạt động, thiết bị học liệu để thực hiện mục tiêu, rồi cách tổ chức hoạt động, tức là giáo viên làm gì, học sinh làm gì, giao nhiệm vụ thế nào, thế nào. Nhưng đồng thời chúng ta dự kiến luôn vậy đánh giá hoạt động đó như thế nào, bằng phương pháp gì, quan sát hay là hỏi đáp hay là vấn đáp hay là sản phẩm, bằng công cụ đánh giá nào, là thang đo hay là bảng kiểm hay là câu hỏi. Các thầy cô sẽ thiết kế thì ngay trong quá trình xây dựng kế hoạch bài dạy chúng ta cũng đã phải định hướng luôn việc kiểm tra và đánh giá, để khi chúng ta tổ chức hoạt động dạy học thì chúng ta cũng thực hiện luôn hoạt động đánh giá thường xuyên. Và những cái phương pháp kiểm tra đánh giá và công cụ đánh giá thì tôi đã chiếu lên màn hình để các thầy cô thấy. Vì trong phần giới thiệu của tờ hôm nay, trong phần giới thiệu hướng dẫn thực hiện sách hôm nay thì chúng ta không phải là tập trung vào kiểm tra và đánh giá, nhưng tôi muốn giới thiệu
là chăm sách giáo khoa, hệ thống câu hỏi bài tập cũng chính là những cái để các thầy cô hoàn toàn có thể xây dựng được các cái cách thức đánh giá cái từng bài học với từng hoạt động. Về định hướng đánh giá định kỳ thì ở đây cũng muốn gợi ý một chút, định hướng một chút để thầy cô chú ý. Thì trong thông tư 22 quy định rất rõ về đánh giá định kỳ thì sẽ có đánh giá giữa kỳ và đánh giá cuối kỳ, thực hiện thông qua bài kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính hoặc các bài tập thực hành dự án học tập. Thế thì hiện nay đối với môn giáo dục công dân ở các trường trung học cơ sở thì chúng ta chủ yếu là thực hiện đánh giá bằng bài kiểm tra trên giấy hoặc là trên máy tính. Thế và đối với bài kiểm tra trên giấy trên máy tính thì bộ cũng đã có văn bản hướng dẫn chỉ đạo và các phòng giáo dục cũng triển khai đến các nhà trường, và chúng ta cũng đã thực hiện 3 năm nay, đó là chúng ta đánh giá bằng điểm số và đề kiểm tra chúng ta sẽ phải được xây dựng trên ma trận đặc tả của đề kiểm tra và đáp ứng theo yêu cầu cần đạt của môn học được quy định trong chương trình. Và đây thì tôi cũng lưu ý với thầy cô là đề kiểm tra được xây dựng trên ma trận thì ma trận là chúng ta sẽ thiết kế nó như thế nào, thì cái tiến trình để chúng ta có thể thiết kế đề kiểm tra tức là chúng ta sẽ phải căn cứ vào các năng lực được lựa chọn để chúng ta tiến hành chọn nội dung. Trước đây chúng ta đánh giá kiến thức kỹ năng thì chúng ta sẽ căn cứ vào nội dung bài học để chúng ta đánh giá, thì bây giờ đánh giá năng lực là chúng ta phải căn cứ vào năng lực được lựa chọn để đánh giá. Ví dụ ở bài học kỳ giữa kỳ 1 của chương trình lớp 9, tôi sẽ đánh giá năng lực điều chỉnh hành vi và năng lực phát triển bản thân. Như vậy thì tôi sẽ phân tích cái cấu trúc của năng lực đấy ra và trên cơ sở đó tôi lựa chọn trong những chủ đề, các chủ đề học sinh đã học thì sẽ đạt được những cái yêu cầu nào về những năng lực đó. Ví dụ chẳng hạn, từ giữa kỳ 1 học sinh sẽ thực hiện được bài học số 1, bài học số 2 và số 3. Vậy thì khi đánh giá năng lực điều chỉnh hành vi, năng lực phát triển bản thân thì tôi sẽ sử dụng các đơn vị kiến thức trong 3 bài học này để tôi thiết kế các cái công cụ đánh giá để đo được xem là người học đạt được cái năng lực như thế nào. Cho nên cái tiến trình này tức là chúng ta sẽ bắt đầu từ năng lực để chúng ta lựa chọn nội dung kiến thức để chúng ta có thể đưa vào ma trận đề. Đấy, theo một cái quy trình, chu trình 5 bước như là lựa chọn năng lực thành phần, xác định tiêu chí của năng lực, lựa chọn chỉ báo cho từng tiêu chí, lựa chọn mức độ áp dụng và chúng ta bắt đầu là cái chọn nội dung. Cho nên và bước thứ hai là chúng ta sẽ xem xét nội dung để chúng ta có thể xác định xem đơn vị kiến thức nào phản ánh cái năng lực mà chúng ta sẽ đánh giá. Lúc bấy giờ chúng ta sẽ xây dựng theo cái quy trình, đó là cái bước thứ ba. Ba bước như này, để xác định nội dung từ một hoặc nhiều đơn vị kiến thức trong một bài học hoặc nhiều bài học. Sau đó chúng ta xác định là nội dung đấy sẽ đáp ứng những chỉ báo nào của năng lực và từ đó chúng ta xác định cấp độ tư duy. Cho nên cái ma trận mà chúng ta sử dụng trong đánh giá định kỳ mà hiện nay theo cái định hướng mới của bộ là chúng ta sẽ xác định là cái năng lực của môn học đấy, rồi chúng ta xác định là các cấp độ tư duy cho từng năng lực, biết hiểu vận dụng, và trên cơ sở đó chúng ta mới xác định cái chủ đề. Là chủ đề 1, bài 1 chúng ta sẽ hướng đến cái năng lực 1 là năng lực điều chỉnh hành vi, thì ở mức độ biết chúng ta sẽ có bao nhiêu câu, nhận viết như thế nào, thì đây chính là một cái khúc ma trận đánh giá năng lực để dùng cho đánh giá định kỳ. Và một cái ví dụ chẳng hạn, tôi lấy ví dụ ma trận đánh giá kiểm tra học kỳ 1 môn giáo dục công dân lớp 9, ở đây các thầy cô sẽ nhìn thấy đây chính là một cái ví dụ để chúng ta có thể hình dung được một cái ma trận. Và ma trận này chính là ma trận nó đã hiển thị được chúng ta đang đánh giá các năng lực của môn học theo từng các cấp độ biết hiểu vận dụng của năng lực, chứ không phải chúng ta đánh giá là nội dung của môn học theo cấp độ biết hiểu vận dụng. Cho các thầy cô sẽ thấy nó có cái điểm khác biệt so với lại các yêu cầu mà chúng ta thường trước đây. Và với tập huấn về xây dựng ma trận để kiểm tra đánh giá năng lực này thì chắc chắn là trong thời gian tới khi mà chương trình 2018 được thực hiện ở lớp 9 chạy một vòng thì các thầy cô sẽ thấy nó sẽ định hướng đến cái ma trận đánh giá năng lực. Thế còn những ma trận các thầy cô được tập huấn trước đây ấy, thì vì chúng ta đang thực hiện song song là hai chương trình, đó là chương trình 2006 và chương trình 2018, cho nên là khi hướng dẫn thì chúng ta vẫn đang có cái giai đoạn chuyển đổi. Vì vậy trong cái ma trận và đặc tả mà các thầy cô được tập huấn và xây dựng trong các bài giữa kỳ, các thầy cô sẽ nhìn thấy chúng ta không thấy hiển thị cái thành tố nào của năng lực hoặc cái năng lực nào chúng ta đánh giá, mà chúng ta chủ yếu vẫn thấy là chúng ta đánh giá chủ đề và xác định các yêu cầu cần đạt của chủ đề đấy và các cấp độ chúng ta viết câu và chúng ta xây dựng ngân hàng câu hỏi. Nhưng mà khi chương trình đã hoàn thành, chương trình 2006 không còn thực hiện là hết hiệu lực, chúng ta bắt đầu thực hiện hoàn toàn chương trình 2018 thì đề thiết kế chúng ta nó sẽ phải hướng đến năng lực mà chúng ta đã tuyên ngôn trong chương trình, đặc biệt là năng lực của môn học. Thì các thầy cô chú ý đến, thì đây là tôi cũng đã giới thiệu là các thầy cô có những cái định hướng cơ bản để liên quan đến cái việc kiểm tra và đánh giá.
Thế thì có thể nói là trong một cái phạm vi là hơn 3 tiếng thì chia sẻ, trao đổi với các thầy các cô một số những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chương trình giáo dục công dân ở lớp 9, trong việc thực hiện dạy học các bài học theo sách và có định hướng một chút liên quan đến kế hoạch và liên quan đến kiểm tra và đánh giá. Thế và cũng đặt vấn đề ngay từ đầu là ở đây thì chúng ta không phải là tập huấn về kiểm tra đánh giá, cho nên tôi cũng chỉ giới thiệu để định hướng với thầy cô là trong thời gian tới chắc chắn là chúng ta sẽ phải có cái sự điều chỉnh về hoạt động kiểm tra đánh giá trong chương trình lớp 9 để làm sao trong bài định kỳ chúng ta sẽ gắn với các phẩm chất và năng lực mà chúng ta đang tuyên ngôn trong chương trình, chúng ta phải được hiển thị trong cái ma trận và đặc tả cũng như thiết kế câu hỏi. Thế còn với đánh giá thường xuyên, các thầy cô sẽ thấy chúng ta sẽ đánh giá biểu hiện của các năng lực thông qua các cái hoạt động học tập cụ thể mà chúng ta sẽ chú ý đến. Và các thầy cô thì với một cái lượng thời gian bây giờ đồng hồ của tôi cũng đã quá mất 5 phút, xin lỗi các thầy cô là hơi chậm hơn so với quy định một chút là 15 giờ 17 giờ. Thế nhưng tôi cũng đã cố gắng là truyền tải tất cả những cái thông điệp, những cái mong muốn của đội ngũ tác giả đối với các thầy các cô. Thế còn về trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc thì trong quá trình mà tập huấn thì trong quá trình mà chia sẻ chiều hôm nay tôi cũng đã có dừng lại để mong các thầy cô viết được những cái chia sẻ thắc mắc lên ôn chat, nhưng mà các thầy cô cũng chưa có chia sẻ gì thì có thể đang hiểu rằng là trong một cái khoảng thời gian vừa nghe và cũng chưa kịp thì cũng mong các thầy cô tập hợp lại ý kiến của mình và gửi về cho bên công ty VPEP tức là nhà xuất bản Cánh Diều và cho đội tác giả chúng tôi sẽ có cái sự đồng hành và chia sẻ với các thầy cô trong cái thời gian tiếp theo. Một lần nữa thì báo cáo các thầy cô là thay mặt cho tập thể tác giả biên soạn sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 9 của bộ sách Cánh Diều, xin chân thành cảm ơn các thầy các cô là giáo viên đến từ các trường trung học cơ sở của tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Hải Dương đã chú ý lắng nghe và hy vọng rằng những gì mà chiều hôm nay chia sẻ sẽ hỗ trợ các thầy cô rất nhiều trong quá trình các thầy cô lựa chọn sử dụng sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 9 của bộ sách Cánh Diều. Và đặc biệt là các thầy cô sẽ thực hiện tốt việc dạy học chương trình môn giáo dục công dân lớp 9 theo chương trình mới ở trong năm học tiếp theo, năm học mới là năm 2024-2025 và năm học tiếp theo. Thay mặt cho tập thể tác giả bên soạn sách, xin được cảm ơn các thầy các cô và mong các thầy các cô luôn mạnh khỏe và yêu nghề và tâm huyết với lại sự nghiệp đổi mới của đất nước ạ. Cảm ơn các thầy các cô rất là nhiều ạ.